suy. Khi hết thảy đã khôi phục, không gian động sâu cũng nhanh chóng khép kín. Năm thân ảnh vẫn xuất hiện trên không, huyễn ảnh thanh vũ rực lại tiếp tục duỗi ra. Gì, không có việc gì sao? Mọi người nghi hoặc, nhưng đúng ngay lúc này ai cũng nghe được thanh âm răng rắc vỡ nát truyền tới. Cương khí cùng khải giáp bao quanh bốn cường giả tôn cấp linh vũ giới bắt đầu nứt nẻ, hào quang chói mắt bắn ra, từ một thành 10 lại thành 100, rậm rạp như mạng nhện vô cùng chói mắt. A! À, bốn người lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể nứt vỡ. Oanh 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 oanh! Bốn thanh âm nổ bạo thật lớn, thân hình bốn cường giả hóa thành huyết vụ rơi xuống, hồn anh bị tạc vỡ, cả bốn tôn cấp đồng thời bị đánh chết. Thật mạnh! Xa xa, lúc này càng có nhiều người tụ tập, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đều toát ra hàn ý, thực lực Lục Lâm Thiên thật sự làm người kinh hãi. Toàn bộ cường giả phi linh môn cũng dùng mình, ba tôn cấp mới gia nhập đều đưa mắt nhìn nhau, thực lực cùng xu thế bá đạo như vậy thật sự làm người cảm thấy khủng bố. Sư phụ thật mạnh, có một ngày ta nhất định phải đuổi kịp sư phụ. Trong đám người, Niếp Phong vô cùng kích động, từng hành động của sư phụ làm cho hắn vô cùng rung động, các đệ tử trẻ tuổi đều sợ hãi không dám nhìn lên thiên không, chỉ có vài người vẫn nhìn chằm chằm, trong đó có Hoàng Tĩnh Giao, Dương Linh Hạo cùng Trịnh Thánh Kiệt. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt không ngừng lóe ra. Một màn rung động diễn ra đột ngột làm mọi người không chú ý tới, ở sau núi có một lão giả khoanh chân ngồi trong đình viện đã lâu, chân khí bắt đầu nổi lên sóng gió, dao động vô thanh vô tức, quanh thân hiện lên tầng vầng hào quang kỳ dị nương theo sau không gian xung quanh tan vào thân thể hắn. Đồ khốn! Thất Pháp Tôn giận quát một tiếng, tâm thần vẫn luôn nhìn khắp xung quanh, nhìn thấy đông đảo cường giả linh vũ giới rơi xuống làm hắn tức giận ngút trời, tựa hồ không muốn tiếp tục dây dưa với Tiểu Long. Nguyên bản hắn có ý định thu phục tiểu tử kia làm tọa kỵ, vì vậy càng thêm toàn lực ra tay. Ngao! Tiểu Long không ngừng rít gào, trong lòng vô cùng uất ức, trên người đã có không ít thương thế, hắn ngẩng đầu dựng thẳng mở to miệng, kim sắc hỏa diễm phun ra, hóa thành biển lửa thiêu hủy cả không trung, bao trùm lấy một quyền của Thất Pháp Tôn. Tư tư! Quyền ấn bị hỏa diễm bao vây, hỏa diễm quá mức khủng bố lập tức thiêu hủy quyền ấn làm uy lực của nó càng suy giảm. Phanh! Nhưng hỏa diễm còn chưa thể hoàn toàn thiêu hủy quyền ấn, uy lực còn lại xuyên thấu trực tiếp đánh tới, Tiểu Long rụt đầu vào trong huyền vũ thần xác, một quyền kia ầm ầm nện lên trên thần xác. Phanh phanh, quyền ấn hung hăng nện xuống, cự lực truyền vào khiến thân thể to lớn của Tiểu Long bị nện rơi xuống đất, mặt đất nứt nẻ, khe nứt lan tràn rậm rạp cả một phạm vi thật lớn. Phốc, Tiểu Long trúng một đòn nghiêm trọng, rốt cục không chịu nổi phun ra máu tươi, thân hình chợt phóng lên cao. Lớp vảy dựng thẳng, kim sắc hỏa diễm quanh quẩn, chân khí càng tăng thêm vài phần, uy áp lập tức khuếch tán. Mẹ nó, thấy ta dễ khi dễ lắm sao? Khóe môi tràn vết máu, Tiểu Long thật sự nổi giận, lớp vảy dựng đứng, kim sắc hỏa diễm tràn ngập, một cỗ khí tức quỷ dị lập tức khuếch tán. Ngao! Tiếp theo sau một tiếng long ngâm truyền ra, từ con mắt thứ ba chợt mở, quang mang chói mắt bắn ra xa. Hô hô! Cả không gian đột nhiên biến hóa, ánh sáng xung quanh nhất thời ảm đạm, mà quang mang kia ngày càng sáng rực rỡ, một cỗ lực lượng giống như linh hồn công kích lan tràn khắp xung quanh. Đây là công kích gì? Sắc mặt Thất Pháp Tôn đại biến, quang mang kia nháy mắt bao phủ thân thể hắn khiến linh hồn hắn run rẩy lên, lực công kích quỷ dị kia tựa hồ chuyên dùng để đối phó linh hồn. Thất Pháp Tôn không dám khinh thường, thủ ấn biến hóa, năng lượng thổ hệ cuồn cuộn bao phủ. Cuối cùng hóa thành thổ hoàng sắc quang cầu bao vây thân hình của hắn. Suy, hào quang quỷ dị chiếu xuống, thổ hoàng sắc quang mang cuồn cuộn sôi trào, mà Tiểu Long tựa hồ không chịu nổi, hào quang trong mắt thứ ba dần dần ảm đạm. Yêu thú thật quỷ dị, nhưng thực lực còn chưa đủ. Thân ảnh Thất Pháp Tôn lại xuất hiện, tiếng cười lạnh truyền ra, chân khí bạo tuôn, không gian chợt run rẩy, tựa hồ hành động vừa rồi của Tiểu Long đã chọc giận Thất Pháp Tôn. Sắc mặt Tiểu Long thật khó xem, hắn muốn thúc giục công kích nhưng miệng lại tràn ra máu tươi, thân thể đã cực kỳ hư nhược. Tiểu Long, giao cho lão đại đi. Ngay lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, đã rơi xuống bên cạnh Tiểu Long. Lão đại, huynh không sao chứ? Tiểu Long hóa thành hình người, khuôn mặt lộ ý cười. Lão đại không có việc gì, thương thế của đệ thế nào? Lục Lâm Thiên gật đầu, lo lắng hỏi. Thương thế không nhẹ. Lão đại, huynh phải báo thù cho đệ không chống đỡ được nữa. Tiểu Long nhìn thấy lão đại đã khôi phục, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
hừ, tới vừa lúc. Thất Pháp Tôn hừ lạnh một tiếng, nhìn vào huyễn ảnh Thanh Vũ Dực, ánh mắt lộ vẻ tham lam, dù hắn không dùng được nhưng nói không chừng có thể đổi được kiện thần khí khác. Tiểu Long, người này chết chắc rồi, thù này giao cho ta là được. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Kiệt Kiệt, thủ đoạn quỷ dị của ngươi không ít, nhưng dù ngươi có huyễn ảnh Thanh Vũ Dực cũng không làm gì được bản tôn không tin ngươi còn bao nhiêu khí lực động thủ. Thất Pháp Tôn lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên, tuy nói vậy nhưng trong lòng không dám khinh thường, hắn nhất định phải cẩn thận mới được. Ta nói ngươi nhất định phải chết, thì ngươi chết chắc rồi. Lục Lâm Thiên nhìn Thất Pháp Tôn, tu vi người này đã tới thất trọng đỉnh phong, khó trách Tiểu Long không thể đối kháng. Lão đại, cẩn thận một chút. Tiểu Long nhắc nhở. Yên tâm đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên gật đầu. Suy. Cùng một thời gian, Thất Pháp Tôn vỗ ra đạo trưởng ấn, phá không đánh về hướng Lục Lâm Thiên, giơ tay nhấc chân, không gian lập tức vặn vẹo. Trưởng ấn áp xuống, Lục Lâm Thiên cảm thấy như có lực lượng vạn quân áp lên người mình, thực lực người này thật mạnh, chỉ sợ không yếu hơn nhóm người mang linh tôn giả bao nhiêu. Tiểu tử, hiện tại ngươi phải biết cái gì là khác biệt, qua đây cho ta. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị ngăn chặn, Thất Pháp Tôn quát lạnh một tiếng, trưởng ấn gấp khúc hóa thành chảo ấn đem không gian xung quanh Lục Lâm Thiên bao vây. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, khóe môi cười lạnh, trên tay xuất hiện hai viên cầu đỏ lớn như nắm tay hài nhi, có năng lượng hỏa hệ quanh quẩn. Ta nói ngươi phải chết, vậy tuyệt đối phải chết không nghi ngờ. Trong tay Lục Lâm Thiên vừa động, hai viên cầu đột nhiên xoay quanh. Đi! Viên cầu bắn ra, hai viên phần tôn đạn vọt tới, hóa thành hai đạo tàn ảnh đỏ như lửa bay thẳng về hướng Thất Pháp Tôn, trong nháy mắt cả không gian đều bị năng lượng hỏa hệ bao phủ. Gì? Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt đột biến, quát to. Thất Pháp Tôn mau lui lại, mau! Trưởng ấn trong tay Thất Pháp Tôn thoáng khựng lại, nhìn chằm chằm hai đạo hồng mang bay tới nhanh như chớp, cả không gian chợt run lên, năng lượng hỏa hệ tràn ngập, linh hồn của hắn thậm chí không ngừng run rẩy lên. Không xong, đây là vật quỷ quái gì? Sắc mặt Thất Pháp Tôn đại biến, tái nhợt tới cực điểm, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, hồn anh không ngừng run lên. Siêu! Thân ảnh Thất Pháp Tôn phá không chạy trốn. Nhưng đã quá muộn, hai cỗ hồng mang như vẫn thạch nện xuống, ầm ầm bay tới đỉnh đầu Thất Pháp Tôn. Bạo cho ta! Xa xa viễn không, Lục Lâm Thiên vươn tay gấp khúc lại, sát khí tận trời. Hai viên cầu nổ tung, âm bạo như tiếng sấm rền vang thiên không. Oanh long long! Liệt diễm phần tôn đạn hoàn toàn nổ bạo, năng lượng hỏa hệ đã thăng lên tới mức khủng bố, không gian vặn vẹo, năng lượng phong bạo hỏa hệ bắt đầu thổi quét. Oanh oanh! Thanh âm như sấm sét vang vọng không trung, biển lửa trực tiếp vây khốn Thất Pháp Tôn, lửa cháy ngập trời thiêu đốt không gian nứt vỡ thành khe không gian tối đen dữ tợn. Phanh phanh! Chỉ nháy mắt Thất Pháp Tôn đã nổ thành mảnh nhỏ. A! À, hồn anh vừa chạy ra liền bị biển lửa bao vây. Nhất thời phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Lão Thất, lão giả tóc bạc cùng lão giả âm lệ giận dữ hét lớn. Không gian hỗn loạn, cả không gian lại khôi phục trở lại, giữa không trung giống như sơn băng địa liệt, thật nhiều kiến trúc bị phá hủy, từng đỉnh núi bị san thành bình địa. Ngay cả đại điện cũng bị chấn vỡ, mặt đất nứt nẻ, đá vụn tung tóe, năng lượng kình khí tàn sát bừa bãi khắp nơi. Còn các ngươi nữa, đều đi chết đi. Lục Lâm Thiên quát lớn, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu gần 50 cường giả vương cấp linh vũ giới. 50 cường giả vương cấp không dám đối kháng, lập tức cấp tốc bỏ chạy. Ta đã nói rồi, không ai có thể sống sót rời đi. Huyết lục phung lên, một vầng quang quyển xuất hiện, khe không gian tối đen rậm rạp, cả 50 cường giả vương cấp hoàn toàn bị bao vây bên trong. Hoàn vũ thất toàn trảm, đều đi chết đi. Huyết lục vẽ ra từng đường cong quỷ dị. Giống như điêu khắc bí văn, tổng cộng đánh ra 7 đao, huyết quang đột nhiên bùng nổ. Oanh oanh oanh! Trong không gian, quang quyển cuốn qua, không gian sụp đổ thành từng khúc, hiển lộ ra động sâu tối tăm, gần 50 cường giả vương cấp chỉ trong nháy mắt trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, theo không gian khôi phục, một mảnh máu tươi tuôn tràn xuống. Hô! Chỉ nháy mắt không ít thanh âm hít sâu một hơi lạnh vang lên khắp nơi, một trận đồ lục liên tiếp thật quá mức rung động, đã đánh chết siêu cấp cường giả. Một chiêu lập tức diệt sát gần 50 cường giả vương cấp mà không cho bất kỳ hồn anh nào đào thoát, giết chóc như thế thật sự chưa từng xuất hiện trên đại lục bao giờ. Lục Lâm Thiên thật quá kinh khủng, hai vật vừa rồi thật không biết là vật gì,
uy lực không ngờ khủng bố như thế. Còn có thực lực của Lục Lâm Thiên thật quá kinh khủng, trong người hắn có hai kiện thần khí a. Linh vũ giới luôn cực kỳ bí ẩn, lần này xuất động nhiều cường giả như vậy đối phó Phi Linh Môn, chỉ sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại không phải ai cũng có thể đối phó Phi Linh Môn, ngay cả ba sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang còn không thành công đâu. Từng tiếng nghị luận kinh hãi không ngừng vang lên, cảnh tượng trước mắt thật sự làm người quá mức chấn động. Người của Phi Linh Môn đều rùng mình, trong lòng vô cùng kích động. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn quanh, lăng không đứng thẳng, nhìn qua sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn cùng Hắc Vũ không ảnh hưởng gì lớn, nhưng sư phụ hắn là linh hồn thể, nếu đối chiến thời gian quá dài sẽ bị tiêu hao rất nhiều, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau đó ánh mắt Lục Lâm Thiên lướt qua Lăng Thanh Tuyệt, người này là ca ca của Lăng Thanh Tuyền, cũng là thiếu chủ linh vũ giới. Ánh mắt hai người tiếp xúc, đối chọi gay gắt, khí thế bắt đầu khởi động. Bắt người này, đả kích linh vũ giới, không thể tiếp tục ảnh hưởng sư phụ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên híp lại, trong tay cầm khối ngọc giản, chính là tam sư thúc Kim Lang Tôn giả đưa cho hắn ngọc giản cầu viện, vì phòng ngừa vạn nhất Lục Lâm Thiên chỉ có thể vận dụng ngọc giản này. Ngọc giản nháy mắt vỡ nát, cùng lúc đó ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo nhìn Lăng Thanh Tuyệt, nếu bắt được người này có lẽ có thể giải trừ tình cảnh khó khăn của sư phụ không thể tiếp tục tiêu hao được nữa. Muốn tìm cứu binh sao, nhìn ngươi cũng không còn chống đỡ được bao lâu, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi tìm cứu binh cũng chỉ tìm tới thiên tôn đời thứ nhất của Thánh Linh Giáo, dù có thể tới đây thời gian cũng không còn kịp rồi, huống chi chỉ sợ hiện tại bọn hắn không tới được. Lăng Thanh Tuyệt lạnh lùng nói. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, tựa hồ Đông Hải đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ lần này Linh Vũ Giới không chỉ đối phó Phi Linh Môn hay sao? Giết nhiều người của Linh Vũ Giới chúng ta như vậy, ngươi cũng nên trả giá thật nhiều, cũng tốt, ta luôn muốn cùng ngươi một trận chiến. Vốn đang cảm thấy ngươi không đủ tư cách, nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng có được chút tư cách rồi. Lăng Thanh Tuyệt vung tay, khởi động bạch sắc khải giáp giống như chiến giáp, lộ ra khí tức vô cùng sắc bén. Trên khải giáp bao trùm lớp vảy giống long lân, ngay giữa ngực có hình ảnh giống như long đầu, có vài phần tương tự thanh linh khải giáp, làm cho người có chút kinh ngạc chính là sau lưng khải giáp có một đôi quang rực màu trắng, trên quang rực cũng bao trùm long lân. Mà quang dực kia cũng giống như kiện linh khí, hoàn mỹ dung hợp cùng khải giáp, giống như là một bộ thống nhất. Linh khí địa cấp. Mặc dù ngươi có linh khí phi hành thiên cấp, nhưng dùng thực lực của ngươi sử dụng chỉ sợ cũng không nhanh bằng phi long chiến giáp của ta. Hôm nay ta phải tự tay bắt ngươi, cho thế nhân biết người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi ở trước mặt ta thứ gì cũng không phải. Dứt lời, Lăng Thanh Tuyệt dung đôi cánh, không gian xung quanh bị kích tán, nháy mắt xuyên qua không gian. Suy, chỉ nháy mắt Lăng Thanh Tuyệt đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, quyền ấn ngưng tụ bay ra, hung hăng đánh thẳng vào ngực hắn. Phong báo quyền. Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng, quyền ấn xuất ra, không gian chấn động. Hống. Quyền ấn lập tức hóa thành đầu bạch phi báo, rít gào lao về hướng Lục Lâm Thiên, uy thế kinh người. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, thực lực Lăng Thanh Tuyệt còn mạnh hơn Lăng Thanh Tuyền không ít. Nếu hắn từng đi tham gia thi đấu, chỉ sợ lúc đó mình căn bản không thể ứng phó. Long ảnh tí. Lục Lâm Thiên quát, tay phải vung lên, thiên địa năng lượng hội tụ, kim mang tán phát, xoay người trầm xuống, một quyền nghênh tới, trong quyền ấn mơ hồ có hư ảnh kim long nho nhỏ xoay quanh. Ngao ngao. Chỉ nháy mắt hư ảnh hoàng kim cự long bay ra, long ngâm vang vọng thiên không, hư ảnh cự long dựng lên hung hăng va chạm vào bạch phi báo phía trước. Oanh oanh. Hai đạo thú ảnh va chạm, thanh âm nổ tung như sấm sét, chân khí cuồng bạo khuếch tán. Đặng đặng, hai đạo công kích chạm vào nhau, hai người đồng thời bị đẩy lui, thân hình Lục Lâm Thiên bị đẩy xa không ít, cự lực chút xuống, hắn âm thầm cân nhắc thực lực Lăng Thanh Tuyệt cực kỳ khủng bố, trong mơ hồ hắn cảm giác đây còn chưa phải thực lực cực mạnh của Lăng Thanh Tuyệt, tựa hồ hắn vẫn còn che giấu. Quyền ấn thật quỷ dị. Thân hình Lăng Thanh Tuyệt lui xa, cảm giác bàn tay hơi đau đớn tê dại. Trong lòng thầm nghĩ Lục Lâm Thiên đích xác rất mạnh, vừa rồi hắn không mượn dùng ngoại lực nhưng lực công kích đủ đối kháng Vũ Tôn tứ trọng, trong lực lĩnh ngộ tựa hồ không kém. Lại tới, ta xem ngươi chống cự được mấy chiêu. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, toàn lực thúc dục, đôi cánh mở ra, giây lát xuyên qua không gian cách trở, thủ ấn kết xuất, thiên địa năng lượng bàng bạc hội tụ, một đạo trưởng ấn bay ra. Phá diệt toái không ấn.
Lăng Thanh Tuyệt quát to, trường ấn khổng lồ áp không bay ra, chân khí bàng bạc gào thét, giống như dòng nước lũ thật lớn oanh kích thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Trường ấn đem không gian đè ép thành vòng cung vặn vẹo, ánh sáng biến mất, giống như một bàn tay vô hình hóa thành hơn 10 trường ấn thật lớn, tầng tầng lớp lớp đánh vỡ khe không gian. Ngay lúc trường ấn khủng bố giáng xuống, từ trong tay Lục Lâm Thiên hiện ra lưu quang tử kim sắc, Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện. Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng, chỉ nháy mắt cả bầu trời bao phủ lôi vân dày đặc. Suy. Lục Lâm Thiên vung tay lên, Tử Lôi Huyền Đỉnh lập tức bay lên không. Không gian xung quanh đều vặn vẹo gãy khúc, miệng đỉnh giống như hắc động, năng lượng tràn ra, điện mang tràn ngập. Suy lạp lạp, từng đạo lôi đỉnh cuồng bạo giáng xuống, từ kim hào quang chói mắt rơi xuống như mưa, cả không gian tràn ngập tiếng nổ tung vô cùng chói tai. Cùng một thời gian trường ấn ầm ầm hạ xuống, nháy mắt đôi bên va chạm lẫn nhau. Oanh long long, hai đạo công kích va chạm, tiếng nổ vang không ngừng, trường ấn bị lôi đỉnh đánh trúng điện mang quanh quẩn. Lại vẫn chưa bị đánh thành cho tàn. Phá! Lục Lâm Thiên quát lớn, bàn tay vỗ xuống. Suy lạp lạp. Hơn 10 đạo lôi đình hội tụ lại thành một đạo lôi điện thật lớn, uy lực tăng vọt, không gian ầm ầm nổ tung mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh thẳng lên trường ấn tầng tầng lớp lớp kia. Chỉ nháy mắt sắc mặt Lục Lâm Thiên chợt tái nhợt, liên tục tiêu hao khiến cho hắn bắt đầu không chịu nổi, trong hốc mắt lại có tơ máu lan tràn. Tử Lôi Huyền Đỉnh. Chỉ tiếc ngươi vẫn không thể làm gì ta. Chân khí Lăng Thanh Tuyệt đại thịnh, điện mang đều bị hắn loại trừ, nháy mắt chân khí đã tăng lên tới vũ tôn tứ trọng đỉnh phong. Mạnh thật! Lục Lâm Thiên nhíu mày, người này còn trẻ tuổi nhưng tu vi đã tới cấp độ này, chỉ sợ là đệ nhất nhân trong giới tuổi trẻ đi, khó trách Nam Thúc thường nói nhân ngoại hữu nhân, mình sử dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh nhiều nhất chỉ đối phó được tôn cấp ngũ trọng mà thôi, nhưng muốn đối phó Lăng Thanh Tuyệt thật khó khăn. Chỉ có thể liều mạng tiêu hao thời gian. Lục Lâm Thiên, bây giờ ngươi còn có ngoại lực gì sử dụng, nếu không có ngươi lấy gì đối kháng với ta? Lăng Thanh Tuyệt lạnh lùng nói, trường thương hiện trong tay, bí văn xuất hiện, phát ra tiếng ông minh thật lớn. Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, thủ ấn biến hóa, không gian xung quanh cấp tốc dao động. Nhìn ngươi còn có điều gì dựa vào? Trường thương trong tay Lăng Thanh Tuyệt bắt đầu run lên. Trong tay Lục Lâm Thiên lướt qua một đường cong huyền ảo, không gian bên phải bao phủ dưới một mảnh hào quang chói mắt, một đầu hư ảnh phượng hoàng hiện ra, toàn thân giống như ngọn lửa, đôi cánh giãn ra, cả không gian đều không ngừng phập phồng chao đảo. Cùng một thời gian bên tay trái Lục Lâm Thiên hiện ra hắc quang chói mắt, lại xuất hiện một đầu thú thể năng lượng thần dị, toàn thân phủ kín lân giáp, thân hình như quy lại có một đầu cự mãng xoay quanh, hai thú thể dung nhập lẫn nhau, quy xà quấn quýt, mang theo uy áp thật lớn. Năng lượng bàng bạc không ngừng lan tràn. Chân khí Lục Lâm Thiên cấp tốc tràn ra, phảng phất giống như vạn mã chạy trồm, lập tức tràn vào trong hai đầu thú ảnh. Tiếp theo sau bàn tay Lục Lâm Thiên áp xuống, chân khí tràn ngập, làm hai đầu thú thể hung hăng va chạm lẫn nhau. Oanh! Không gian run rẩy, chân khí đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt hai đầu thú thể hoàn toàn chồng lên nhau, cuồn cuộn dây dưa chung một chỗ, một cỗ năng lượng kinh khủng nhất thời truyền tới từ bốn phương tám hướng. Từng luồng năng lượng quỷ dị hội tụ, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lăng Thanh Tuyệt phung thương, thủ ấn biến hóa, không gian run rẩy, cảm giác Lục Lâm Thiên đang ngưng tụ chân khí nhìn qua giống như vũ kỹ lại như không giống, chân khí lên tới cấp độ huyền cấp đỉnh, trong lòng hắn có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không để vào lòng. Chu Tước Huyền Vũ xoay quanh trên tay phải, tay trái Lục Lâm Thiên lại kết xuất thủ ấn, đột nhiên trước mặt hiện ra quang quyển chói mắt, trong bạch mang hiện ra một đầu thú ảnh bạch hổ. Tràn ngập khí tức cường hãn. Hống. Bạch hổ ngẩng đầu rít gào, thanh âm xuyên thấu hư không, lập tức quanh quẩn thật xa. Lần này Lục Lâm Thiên muốn thử nghiệm uy lực dung hợp tam quyết, hắn có tu vi vũ tôn nhất trọng, vừa mới đột phá cho nên đan điền khí hải khuếch trương thật lớn, theo hắn phán đoán thậm chí không kém hơn vũ tôn tứ trọng bao nhiêu, tuyệt đối là cao hơn vũ tôn tam trọng. Bạch hổ vừa xuất hiện, sắc mặt Lục Lâm Thiên trở nên ngưng trọng. Lòng bàn tay nâng lên Chu Tước Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Suy, thủ ấn không ngừng biến hóa, ba đầu thú ảnh tràn ngập thú uy va chạm lẫn nhau, chỉ nháy mắt quang mang đều tiếp xúc lẫn nhau. Phốc, vào thời khắc này ngay lúc ba thú ảnh sắp dung hợp, quang mang đột nhiên khuếch tán, cơ thể Lục Lâm Thiên như trúng đòn nghiêm trọng, não hải đau đớn, lập tức phun ra máu tươi. Khó dung hợp quá,
Sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, nếu chỉ sử dụng tam quyết đơn độc thì cực kỳ dễ dàng, nhưng một khi dung hợp lại hoàn toàn bài xích tới mức này. Mặc kệ, nếu đã dung hợp được Chu Tước Huyền Vũ, nhất định là có thể dung hợp Bạch Hổ, nhất định phải làm được. Lục Lâm Thiên cắn răng, vết máu nơi khóe miệng, thủ ấn biến hóa, linh lực tràn vào trong đầu, linh hồn lực bắt đầu khống chế năng lượng tam quyết từ từ dung hợp lẫn nhau. Lục Lâm Thiên vô cùng cẩn thận, chân khí cuồn cuộn trong cơ thể, muốn dung hợp tam quyết cần nhiều chân khí vượt qua sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, chân khí trong đan điền khí hải trào ra, tràn ngập trong kinh mạch chẳng khác gì hồng thủy, đau đớn kịch liệt vượt qua sức chịu đựng của hắn, cũng may hắn có bất diệt huyền thể, mặc dù đau đớn nhưng tuyệt đối không tới nỗi thương tổn thân thể hắn. Gì? Chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc, nhìn thấy biến hóa quỷ dị của Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn, vũ khí kia thật sự có vẻ bất phàm. Ánh mắt lạnh lùng, trường thương hóa thành tám hư ảnh xoay quanh người hắn. Tám hư ảnh cùng một bản thể khiến uy lực tăng vọt, cơ hồ đã tăng lên tới gấp đôi. Mũi thương hướng lên không, thương mang dài gần ngàn thước phóng lên cao, hỏa diễm quanh quẩn đầy trời, tựa như chín đầu cự long không ngừng xoay tròn trên thiên không, cả phiến không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Vào lúc này Lục Lâm Thiên cắn chặt răng cố nén đau đớn, gắng ngượng dung hợp tam quyết, năng lượng khủng bố khổng lồ chạy trồm trong thân thể hắn, làm ngũ tạng lục phủ của hắn không ngừng chấn động. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngày càng tái nhợt, máu tươi không ngừng phun ra, kinh mạch bành trướng càng lúc càng nghiêm trọng, hốc mắt đã tràn đầy tơ máu. Trưởng môn muốn làm gì? Các cường giả phi linh môn nhìn thấy một màn này, có thể cảm giác được Lục Lâm Thiên có chút không ổn, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nhất định phải dung hợp. Cố nén đau đớn, Lục Lâm Thiên khống chế tam quyết dung hòa vào nhau, đủ loại hào quang luân phiên thay đổi đầy vẻ thần dị, năng lượng phát ra vặn vẹo cả không gian xung quanh. Khí tức trên người trưởng môn bắt đầu mạnh mẽ. Thanh linh tôn giả nhìn chằm chằm giữa trung tâm, ánh mắt có chút biến hóa. Chân khí thật khủng khiếp, tựa hồ trưởng môn đang xúc tích lực lượng cuối cùng a. Một tôn giả mới gia nhập phi linh môn kinh ngạc nói, mà nhóm người Đông Vô Mệnh cũng từng nhìn thấy cảnh tượng này. Lăng Thanh Tuyệt cảm ứng được khí tức kia, khẽ cau mày, chân khí trên người Lục Lâm Thiên dường như càng lúc càng mạnh. Suy, phốc, lại là một cỗ lực lượng bài xích thật lớn, khóe môi Lục Lâm Thiên tràn ra máu tươi, gắt gao dựa vào lực ý chí cùng linh hồn lực không để tam quyết tản mát, hoàn toàn bị hắn mạnh mẽ đối kháng. Chân khí truyền vào, tam quyết bắt đầu hoàn toàn dung hợp, ba loại lực lượng vô hình cuồn cuộn dây dưa lẫn nhau, mơ hồ lộ ra vẻ vui sướng, uy lực tuyệt đối đã đạt tới mức khủng bố. Nhưng giờ khắc này Lục Lâm Thiên có cảm giác thân thể hoàn toàn hư thoát, bên trong đan điền khí hải khổng lồ hoàn toàn trống rỗng, thậm chí linh lực cũng bị cắn nuốt hấp thu không ít. Năng lượng thật là khủng khiếp. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, vũ khí kỳ lạ kia chỉ sợ đã tới địa cấp cao giai, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chân khí kia làm Lăng Thanh Tuyệt cảm thấy nguy hiểm, giờ phút này chín đạo thương ảnh không ngừng luân phiên sôi trào, không gian bỗng nhiên run rẩy. Lúc này Lăng Thanh Tuyệt hoàn toàn không muốn lưu thời gian cho Lục Lâm Thiên tiếp tục ngưng tụ vũ khí thú ảnh kinh khủng kia. Thủ ấn áp xuống, chín đạo thương ảnh đột nhiên khựng lại, lập tức vẽ ra tàn ảnh tựa như chín đầu cự long lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Cửu Long Liệt Diễm Thương. Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng, chín đạo thương ảnh thổi quét, như nộ long rít gào, hào quang trong không gian đột nhiên tối xuống, chín đạo thương ảnh thiêu hủy cả không gian như bị hóa thành cho tàn. Thật mạnh. Toàn bộ cường giả phi linh môn đều kinh hãi, không ai có niềm tin có thể đối kháng, trong lòng càng thêm lo lắng cho trưởng môn. Vào lúc này tam quyết đã hoàn toàn dung hợp lại, vài thú ảnh hợp trung thành quang quyển, uyển như rồng bay phượng múa, cảm thụ được lực lượng khủng bố kia, sắc mặt mọi người đều đại biến. Năng lượng thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là vũ khí địa cấp cao giai hay sao? Uy áp thật mạnh, lá bài tẩy của trưởng môn thật nhiều a. Xa giữa không trung không ngừng vang lên tiếng nghị luận. Không gian run lên, năng lượng thú ảnh hoàn toàn dung hòa lẫn nhau, đột nhiên đều bình tĩnh trở lại. Ca ca. Trong tích tắc, chín đạo thương ảnh đã tới, năng lượng nóng cháy tràn ngập, không gian không ngừng vỡ tan răng rắc. Nhìn thấy chín đạo thương ảnh bay tới, Lục Lâm Thiên bước lên một bước, không gian rung động, bàn tay đẩy ra, ấn quyết xoay tròn, một cỗ năng lượng cường hãn thật kinh khủng tràn ngập cả chân trời. Một tiếng quát lạnh đột nhiên vang vọng. Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Quyết. Suy. Vài đạo thú ảnh giao nhau,
trong khoảnh khắc ầm ầm đánh thẳng về hướng chín đạo thương ảnh. Trong nháy mắt không gian run rẩy, không gian xung quanh sôi trào cuồn cuộn cơ hồ muốn sụp đổ, hiển lộ ra hắc sắc quang quyển tối đen dữ tợn. Mọi người có thể nhìn thấy thương ảnh vây khốn ấn quyết, trực tiếp ngăn chặn ấn quyết. Trong tích tắc vài thú ảnh nháy mắt mở rộng, thú ảnh phượng hoàng hóa thành thể tích lớn hơn ngàn thước, hỏa diễm gào thét tràn ra, chân khí cuồng bạo phóng lên cao, hỏa diễm nháy mắt bao phủ bầu trời thiêu hủy cả không gian khắp xung quanh. Chu Tước Huyền Vũ Quyết, bạo cho ta. Lục Lâm Thiên đột nhiên nắm chặt bàn tay quát một tiếng. Phanh phanh. Vừa dứt lời, vài đạo thú ảnh đột nhiên nổ tung, tiếng nổ như sấm sét vang vọng liên hoàn, từng đoàn năng lượng dao động điên cuồng khuếch tán, không gian bị va chạm hoàn toàn vặn vẹo. Oanh! Ba cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng đánh thẳng vào chín đạo thương ảnh, lực công kích dây dưa cùng một chỗ, bám theo kình khí kinh người văng ra tung tóe, năng lượng cuồng bạo đập vào, khe không gian rậm rạp xuất hiện. Tốc độ khe không gian khuếch tán càng lúc càng nhanh, chỉ một lát sau rốt cục không còn chịu nổi lực trùng kính, trong tiếng nổ vang tiếp tục nứt toác. Phanh! Không gian nứt vụn biến thành động sâu thật lớn, toàn bộ năng lượng kình khí lập tức bị cắn nuốt, động sâu chợt lóe rồi biến mất, hết thảy hoàn toàn tiêu tán. Phanh phanh! Kình khí còn sót lại vẫn vô cùng khủng bố, hóa thành quang mang tuôn xuống, nháy mắt rơi lên người Lục Lâm Thiên cùng Lăng Thanh Tuyệt. Lực đạo cường hãn khủng bố trực tiếp đánh bay cả hai người. Phốc! Cả hai đồng thời phun máu tươi. Suy! Thân hình hai người nặng nề nện xuống đất. Phanh phanh! Mặt đất ầm ầm chao đảo, ném ra hố sâu thật lớn. Ông ông! Cơ hồ cùng một lúc lại có hai thân ảnh bay ra khỏi hố sâu, thanh linh khải giáp nứt nẻ, vết máu loang lổ, thân thể Lục Lâm Thiên vô cùng thê thảm, chân khí cạn kiệt, tơ máu sắp che kín cả đôi mắt. Lăng Thanh Tuyệt cũng không tốt hơn Lục Lâm Thiên được bao nhiêu, cánh chim nứt vỡ, đôi mắt kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Sư đệ, giao Lục Lâm Thiên cho ta đi. Đúng ngay lúc này giữa không trung vang lên tiếng quát, thanh âm lãnh đạm trầm thấp, vừa dứt lời không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh bay ra, chân khí làm linh hồn người run rẩy. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, người của Phi Linh Môn muốn ngẩng đầu nhìn lên đều cảm thấy cực kỳ khó khăn. Phảng phất trong vô hình có một cỗ áp lực làm linh lực đông cứng lại, căn bản không cách nào vận chuyển. Phó giới chủ. Lục Lâm Thiên lập tức biết là người phương nào, người kia chính là phó giới chủ Linh Vũ Giới, đôi mắt như tràn ngập năng lượng cuồn cuộn, làm cho người ta có cảm giác thất thần, toàn thân tản ra chân khí bức người, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, lúc này sư phụ đã không ổn, mà Hắc Vũ Thúc không thể thoát thân. Xuất hiện thêm cường giả như vậy mình thật sự không thể đối kháng. Suy suy, tơ máu tràn ngập trong mắt Lục Lâm Thiên, hắn lập tức có cảm giác mê muội, chỉ dựa vào cỗ ý chí không làm cho mình bị ngất đi. Sư huynh, vừa nhìn thấy người kia, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt lóe ra, thu hồi phi long chiến giáp, lau vết máu trên miệng. Thanh Tuyệt, người không sao chứ? Phó giới chủ nhìn Lăng Thanh Tuyệt, ánh mắt không chút dao động. Không có gì trở ngại. Lăng Thanh Tuyệt lắc đầu, miệng lại tràn máu tươi, tựa hồ chỉ là mạnh mẽ chống đỡ mà thôi, một kích kinh khủng vừa rồi thật sự làm hắn bị trọng thương. Phó giới chủ nhìn qua Lục Lâm Thiên, nhíu mày cười lạnh. Không nghĩ tới còn có thể đột phá tôn cấp, trên người còn có hai kiện thần khí, thực lực đúng là không tệ, nhưng hôm nay sẽ không còn ai tới cứu ngươi. Phanh! Xa giữa không trung, bản thể khổng lồ của Hắc Vũ lại va chạm cùng lão giả tóc bạc. Kinh khí cường hãn chấn khai cả không gian xung quanh không ngừng phập phồng. Suy! Thân ảnh hai người đồng thời bị đẩy lui. Hắc Vũ vừa lui, khoảnh khắc hai cánh rung lên, lao thẳng về hướng lão giả tóc bạc. Cô! Hai cánh khổng lồ xoay tròn dựng lên, cắt vỡ không gian áp tới, chỉ nháy mắt xung quanh lão giả xuất hiện quang quyển tối đen. Thiên phú công kích! Lão giả cấp tốc thối lui, nhưng không cách nào thoát thân. Đáng chết! Thần sắc lão giả hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, thủ ấn kết xuất, linh lực ngưng tụ thành giải lụa khủng bố mang theo lực đạo đáng sợ trực tiếp đánh thẳng vào quang quyển, nhưng không cách nào bức xé không gian. Không gian hủy diệt. Hắc Vũ hét lớn một tiếng, hai cánh run lên, không gian giam cầm nhất thời nổ tung, lộ ra động sâu không gian tối đen thật lớn. Cửu Thiên Côn Bằng, ta đã nói sẽ không bỏ qua ngươi, tổn thương linh hồn phân thân của ta, nên tính nợ đi. Nháy mắt thân ảnh phó giới chủ biến mất tại chỗ, đã xuất hiện bên cạnh quang quyển, trường bào run lên, quanh thân lại hiện ra quang quyển thật lớn,
bao phủ cả ngũ pháp tôn kia. Phanh phanh, không gian bên trong quang quyển tối đen đều sụp đổ, nhưng quang quyển cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, mãi tới khi không gian bắt đầu khôi phục trở lại. Cửu Thiên Côn Bằng, thực lực của ngươi muốn đối phó bản thể của ta còn chưa đủ. Phó giới chủ chợt động, tay phải vung lên, không gian bị xé mở, một bàn tay trống rỗng xuyên thấu không gian hung hăng đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Suy, chỉ nháy mắt thiên không run lên, thiên địa năng lượng hội tụ đầy trời, uy áp lan tràn, chảo ấn rơi lên bản thể khổng lồ của Hắc Vũ. Xa giữa không trung, bản thể khổng lồ của Hắc Vũ lại va chạm cùng lão giả tóc bạc, kinh khí cường hãn chấn khai cả không gian xung quanh không ngừng phập phồng. Suy, thân ảnh hai người đồng thời bị đẩy lui. Hắc Vũ vừa lui, khoảnh khắc hai cánh rung lên, lao thẳng về hướng lão giả tóc bạc. Cô, hai cánh khổng lồ xoay tròn dựng lên, cắt vỡ không gian áp tới, chỉ nháy mắt xung quanh lão giả xuất hiện quang quyển tối đen. Thiên phú công kích, lão giả cấp tốc thối lui, nhưng không cách nào thoát thân. Đáng chết, thần sắc lão giả hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, thủ ấn kết xuất. Linh lực ngưng tụ thành giải lụa khủng bố mang theo lực đạo đáng sợ trực tiếp đánh thẳng vào quang quyển, nhưng không cách nào bức xé không gian. Không gian hủy diệt. Hắc Vũ hét lớn một tiếng, hai cánh run lên, không gian giam cầm nhất thời nổ tung, lộ ra động sâu không gian tối đen thật lớn. Cửu Thiên Côn Bằng, ta đã nói sẽ không bỏ qua ngươi, tổn thương linh hồn phân thân của ta, nên tính nợ đi. Nháy mắt thân ảnh phó giới chủ biến mất tại chỗ, đã xuất hiện bên cạnh quang quyển. Trường bào run lên, quanh thân lại hiện ra quang quyển thật lớn, bao phủ cả ngũ pháp tôn kia. Phanh phanh, không gian bên trong quang quyển tối đen đều sụp đổ, nhưng quang quyển cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, mãi tới khi không gian bắt đầu khôi phục trở lại. Cửu Thiên Côn Bằng, thực lực của ngươi muốn đối phó bản thể của ta còn chưa đủ. Phó giới chủ chợt động, tay phải vung lên, không gian bị xé mở, một bàn tay trống rỗng xuyên thấu không gian hung hăng đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Suy, chỉ nháy mắt thiên không run lên, thiên địa năng lượng hội tụ đầy trời, uy áp lan tràn, chảo ấn rơi lên bản thể khổng lồ của Hắc Vũ. Thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người Hắc Vũ, nhìn qua như thong thả, thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tiếp theo sau một đạo chảo ấn đẩy ra, không gian xung quanh run lên, năng lượng đột nhiên hội tụ thành trường ấn bay ra. Trường ấn ngưng tụ, chảo ấn nháy mắt khựng lại, sau đó bị trường ấn đánh trúng, chảo ấn lập tức tiêu tán giữa không trung. Cuộc đời của ta chỉ có một lần mù mắt duy nhất chính là thu nghiệt đồ như ngươi. Năng lượng tiêu tán, thanh âm thản nhiên vang lên, đồng thời một thân ảnh di động, không gian bị chấn khai, thân ảnh vung tay tát thẳng tới trước. Là ngươi. Vừa nhìn thấy người kia, ánh mắt phó giới chủ đại biến, thân thể run lên, lập tức khởi động cương khí hộ thân. Phanh phanh. Một tát kia đánh thẳng vào cương khí hộ thân, thanh âm bạo liệt truyền ra, cương khí hộ thân lóe lên quang mang chói mắt. Ngay tiếp theo ầm ầm chấn vỡ, khe không gian hiển lộ, lực cắn nuốt tràn ra ngập trời. Phốc, phó giới chủ phun máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây lảo đảo văng ra xa, sắc mặt biến thành tái nhợt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Kinh khí tiêu tán, thân ảnh xuất hiện, bình tĩnh lăng không đứng thẳng, trong vô hình cả không gian giống như chỉ còn lại khí tức của hắn. Lúc này Lục Lâm Thiên chỉ có thể dùng ý chí chống đỡ, nhìn thấy người kia khóe môi lộ ý cười. Rốt cục Nam Thúc đã xuất hiện. Nam Thúc, con không chống đỡ được nữa rồi. Lục Lâm Thiên cảm ứng khí tức phía trước, theo hắn cảm giác khí tức của Nam Thúc chính là người cực mạnh nhất mà hắn từng gặp tới bây giờ, ngay lập tức hắn lại cảm giác đôi mắt nóng lên, trong đầu ngày càng mê muội. Hết thảy có ta, ngươi lui ra đi. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên, thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi. Lục Lâm Thiên cười khổ, miệng phun máu tươi lập tức rơi xuống dưới. Thiếu chủ, Hắc Vũ hóa hình người vội vàng lao tới đón lấy Lục Lâm Thiên, lúc này hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Là vị cường giả kia. Trong Phi Linh Môn có không ít người từng gặp qua Nam Thúc, nhìn thấy hắn đứng trên không trung, trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là... Lão giả tóc bạc đứng sau lưng phó giới chủ nhìn thấy Nam Thúc, thân thể run lên, tựa hồ đã nhận thức được, lẩm bẩm. Sao lại là hắn? Hắn không phải mất tích rồi sao? Phó giới chủ cũng không để ý một thân chật vật, ánh mắt vô cùng khiếp sợ, hắn rất quen thuộc người kia, càng làm hắn kinh hãi chính là chân khí vô cùng đáng sợ của người nọ, thật sự làm hắn không ngừng dùng mình. Phó giới chủ thất thanh kêu lên.
Ngươi lại khôi phục, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể khôi phục? Ngươi nghĩ rằng ta không thể khôi phục sao? Ánh mắt Nam Thúc rét lạnh nói. Cho dù ngươi đã khôi phục thì thế nào, đáng tiếc ta cũng không chỉ là tu vi năm đó. Phó giới chủ phục hồi lại tinh thần, người trước mắt làm hắn rung động, năm xưa mình đứng trước mắt người này chẳng khác nào một con kiến, mà giờ khắc này cần gì phải tiếp tục e ngại, đâu phải mình không có sức liều mạng. Ta xem ngươi còn có thể đối kháng ta vài lần. Lão giả âm lệ quát, tỏa hồn liên xoay tròn thành lốc xoáy, hơn 10 hồn anh khoảnh khắc ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một vật dữ tợn màu đen dài hơn vài trăm thước. Chi chi! Vật dữ tợn rít gào lao thẳng về hướng thánh thủ linh tôn. Ánh mắt Nam Thúc híp lại, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Suy! Trong tích tắc thân ảnh Nam Thúc xuất hiện trước người thánh thủ linh tôn. Ngươi không thể tiếp tục tiêu hao. Nếu ngươi còn không đi ra, ta cũng chỉ có thể liều mạng già, đã khôi phục sao? Nhìn thấy Nam Thúc, thân ảnh thánh thủ linh tôn cấp tốc lui ra, đi tới bên cạnh Hắc Vũ, bắt đầu kiểm tra thân thể Lục Lâm Thiên. Đã khôi phục, để cho ta tới đi. Nam Thúc vừa dứt lời nhìn thấy vật dữ tợn đánh tới, lẩm bẩm nói. Đoạn hồn quỷ tôn, không nghĩ tới bao nhiêu năm nay thực lực của ngươi tiến bộ không chậm, đã tới linh tôn cửu trọng, chỉ tiếc căn cơ không vững. Thanh âm Nam Thúc bình tĩnh, trực tiếp phung tay, cả không gian xung quanh vật dữ tợn đều bị phong tỏa. Phá! Một tiếng quát thản nhiên vang lên, hồn anh bị không gian vặn vẹo gấp khúc, lập tức nổ tung. Phanh! Hồn anh hóa thành hắc vụ đầy trời, lộ ra không gian động sâu, kinh khí cuồng bạo đều biến mất ngay bên trong động sâu kia. Phốc! Những hồn anh kia tương liên cùng linh hồn lực của đoạn hồn quỷ tôn, bị đả kích nặng hắn lập tức phun máu tươi. Tỏa hồn liên lập tức trống rỗng, toàn bộ hồn anh đều phá hủy, hắc mang ảm đạm, trong lòng hắn đau lòng tới cực điểm. Thật mạnh, vừa phất tay lập tức đánh trọng thương đoạn hồn quỷ tôn, thậm chí kình khí cũng không tiết ra ngoài, khả năng trưởng khống không gian đã tới mức tinh diệu tuyệt luân. Thiên linh đan tôn, không ngờ là ngươi. Đoạn hồn quỷ tôn kinh hãi, hắn nhận ra người này, năm đó người này tung hoành đại lục hắn chỉ như con kiến, nhưng trăm năm qua người này đã biến mất. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại, lần này hắn chỉ nhận được tin tức mình tới đây là vì đối phó linh hồn thể của thánh thủ linh tôn mà thôi, nhưng không biết thiên linh đan tôn cũng ở trong phi linh môn. Thiên linh đan tôn, ánh mắt thanh linh tôn giả chợt lóe, trợn mắt nhìn chân chối. Ta nhớ ra rồi, thiên linh đan tôn, nguyên lai vị tiền bối này là thiên linh đan tôn. Sắc mặt Đông Vô Mệnh biến đổi. Không ngờ là hắn. Bạch Oánh giống như hồi ức lại, lẩm bẩm. Thiên linh đan tôn đang ở phi linh môn. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, thiên linh đan tôn chính là cường giả danh chấn đại lục hơn trăm năm trước, nghe nói thực lực tiếp cận đế cấp, được xưng là đệ nhất nhân dưới đế cấp. Điều này còn chưa phải nguyên nhân chân chính là người kinh hãi, càng kinh hãi chính là hắn là đệ nhất nhân trong giới trẻ tuổi, chỉ trong 200 năm hắn đã đạt tới vị trí đệ nhất nhân dưới đế cấp, tốc độ như vậy làm cho vô số lão quái kinh hãi. Mà người này có hai bổn sự thành danh. Một là luyện khí, hai là luyện đan, năm xưa các đại sơn môn đều tranh nhau tìm hắn luyện chế linh khí cùng đan dược, nhưng người này tính tình lạnh lùng, không phải người nào muốn nhờ và hắn đều đáp ứng. Nhưng nghe lời đồn đãi, hắn tuyệt đối có lực kêu gọi thật lớn, bởi vì tuy hắn không tùy tiện luyện khí hay luyện đan cho ai, nhưng bất kỳ ai nếu bị trọng thương sắp chết, dù chính hay tà, dù mạnh hay yếu hắn đều sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng về sau hắn đột nhiên mất tích. Có lời đồn đãi hắn đột phá đế cấp, dù sao đó là lời đồn, còn có lời nói hắn đột phá thất bại nên đã chết. Hôm nay người này xuất hiện tại phi linh môn, như vậy nguy cơ của phi linh môn xem như hoàn toàn giải trừ. Nam Thúc rốt cục đã khôi phục. Sát phá quân nhủ thầm. Không sai, là ta, một thân già nua của ta còn chưa tan, nhưng các ngươi lại có chút không ổn. Ánh mắt Nam Thúc lướt qua đám người phó giới chủ, vô cùng thản nhiên nói. Lão gia hỏa, dù cho ngươi có vận khí tốt có thể khôi phục, ta cũng không tin ngươi còn có thể đối kháng chúng ta liên thủ hay sao? Phó giới chủ dần nén nỗi e ngại trong lòng quát. Nghiêm đỉnh, nhiệt đồ ngươi đúng có giải bổn sự, trời gây nghiệp chướng vẫn có thể sống, tự mình gây nhiệt không thể sống. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống nói. Hừ, đây còn không phải là do ngươi sao, nếu không có ngươi, ta sao lại bị buộc như thế, cho dù ngươi khôi phục thì thế nào? Ta cũng không tin ngươi có thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh, sớm biết ngươi đang ở phi linh môn, ta sao lại không phòng bị.
phó giới chủ quát. Chúng ta liên thủ, nhanh chóng giải quyết người này. Đoạn hồn quỷ tôn cùng lão giả tóc bạc liếc nhau, lời nói giữa thiên linh đan tôn cùng phó giới chủ cũng làm họ hiểu ra một sự tình, nhưng chuyện này không quan hệ tới bọn họ, mệnh lệnh trong giới chỉ cần chấp hành là tốt rồi. Suy, không chút do dự, ba người lập tức kết xuất thủ ấn, ngưng tụ linh lực nồng đậm, linh lực động tới thiên địa năng lượng, nghiêm đỉnh vừa đánh ra thủ ấn, năng lượng ngày càng cuồng bạo, năm ngón tay hóa thành chảo ấn, không gian bắt đầu vặn vẹo lập tức bay thẳng về hướng Nam Thúc. Cùng một thời gian tỏa hồn liên chợt ngưng tụ, hóa thành thẳng tắp xuyên thủng không gian đâm thẳng vào Nam Thúc. Hai người một trái một phải đồng thời đánh về hướng Nam Thúc, tiếp theo sau lão giả tóc bạc lại oanh ra một đạo trưởng ấn, động tới thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ, khí thế vô cùng kinh người. Khóe môi Nam Thúc hiện tia cười lạnh, hai tay vươn ra, trong tích tắc không gian xung quanh bị chấn động uốn cong. Không lường sức mình, ánh mắt trầm xuống, hai tay Nam Thúc đột ngột chém tới, thiên địa năng lượng sôi trào, không gian nháy mắt sụp đổ. Phanh phanh, trong tiếng nổ trầm thấp, chảo ấn của nghiêm đỉnh hóa thành mảnh nhỏ, mà tỏa hồn liên đều bị chấn khai. Phốc, hai người lảo đảo văng ngược ra ngoài, khóe môi tràn vết máu. Oanh long, trong nháy mắt, trường ấn của lão giả tóc bạc mang theo uy thế kinh người đánh thẳng tới, không gian xung quanh không ngừng chao đảo, mà Nam Thúc vẫn vững như bàn thạch. Linh tôn bát trọng đỉnh phong, xem như không tệ rồi, chỉ tiếc ở trước mặt bản tôn, ngươi chỉ là con kiến. Tay phải Nam Thúc huy động, một đạo lốc xoáy linh lực xuất hiện, nhìn qua thật giống như loa kèn, càng lúc càng kéo dài, càng lúc càng lớn. Chỉ giây lát trường ấn đã bị lốc xoáy hút vào bên trong, chỉ nháy mắt trường ấn khủng bố đã bị cắn nuốt không chút dấu vết. Không xong. Lão giả kinh hãi, thân ảnh cấp tốc thối lui, giờ khắc này hắn mới biết được thực lực của thiên linh đan tôn. Muốn chạy trốn sao, ngươi không kịp đâu. Trường ấn thoáng gấp khúc, đột nhiên hấp xả phía trước, cả không gian xung quanh đều bị hút vào bên trong trường ấn kia. Trong nháy mắt lão giả tóc bạc cảm giác được một cỗ lực lượng ngập trời rơi lên người mình, linh lực tràn ra, quanh thân hiển lộ khe không gian tối đen, nhưng hắn vẫn không cách nào thoát khỏi lực lượng trói buộc, thân thể không ngừng bị kéo về phía sau. Thật mạnh, thật nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, chứng kiến một màn này vô cùng khiếp sợ. Suy suy, chỉ chớp mắt trước mặt Nam Thúc hiện lên một cự trưởng thật lớn, trực tiếp nắm bắt lão giả tóc bạc trong tay. Phó giới chủ, tứ pháp tôn cứu ta. Lão giả lớn tiếng hô, trong lòng kinh hoàng, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, linh lực bị phong tỏa, mà hồn anh cũng không thể nhúc nhích. Dù là ai cũng không cách nào cứu ngươi, ta đã sớm nói qua ngươi ở trước mặt ta chỉ là con kiến. Nam Thúc nói, bàn tay nắm lại, cự trưởng vặn vẹo. Một thanh âm trầm thấp như sấm vang truyền ra. Phanh phanh. Không gian bên trong cự trưởng sụp đổ, mọi người rõ ràng chứng kiến lão giả tóc bạc hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể phản kháng, không hề có năng lượng tiết ra ngoài, đều bị mai một ở bên trong, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Hô. Mọi người hít sâu một hơi lạnh, thực lực cường hãn tới mức không thể tưởng tượng. Nghiêm đỉnh cùng đoạn hồn quỷ tôn trơ mắt nhìn thấy lão giả tóc bạc bị đánh chết, sắc mặt kinh hãi. Vẻ mặt chật vật không chịu nổi, trên người cũng đã bị thương. Hiện tại, tới lượt các ngươi. Nam Thúc nhìn qua hai người, lạnh lùng nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ như đã có quyết định, cùng một thời gian hít sâu một hơi, trong tay hiện lên một đạo quang mang, giây lát đều tiến vào trong ấn đường biến mất, thân thể cả hai chấn động tựa như nháy mắt đạt được nguồn năng lượng thật lớn. Ngay sau đó cả hai kết xuất thủ ấn, không gian xung quanh không ngừng phập phồng. Một đạo không gian xung quanh bắt đầu khuếch tán. Là ngươi bức ta, cho dù ngươi đã khôi phục, nhưng có thể làm được gì, cho rằng ta không có phòng bị sao, chúng ta liên thủ trừ phi ngươi đạt tới linh đế, bằng không ngươi cũng không có biện pháp gì khác. Nghiêm đỉnh quát lạnh, nương theo tiếng quát, không gian xung quanh hai người run rẩy lên, chân khí cả hai trực tiếp kéo thẳng lên linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Đây là thủ đoạn gì, không giống như bí pháp bình thường. Lục Tâm Đồng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, cực kỳ nghi hoặc. Nam Thúc vẫn khoanh tay đứng thẳng, chỉ khẽ nhướng mày sau đó lại thản nhiên, thần sắc không chút dao động. Cùng lúc này chân khí quanh thân Nghiêm Đỉnh cùng đoạn hồn quỷ tôn đột nhiên củng cố trở lại, thủ ấn tiếp tục biến hóa, cả không trung giống như bão táp sắp tới lâm vào tối đen, một cỗ linh lực kinh khủng nương theo sau linh hồn dao động tràn ngập khuếch tán, năng lượng ngập trời làm sắc mặt mọi người nháy mắt trắng bệch. Thiên hồn ấn.
Nghiêm Đỉnh quát lớn một tiếng, tay phải vươn ra, một cỗ quang mang mạnh mẽ chấn động lòng người đột nhiên dâng lên, cuối cùng xoay tròn trong bàn tay. Suy! Trường ấn xuất hiện, nhanh chóng lan tràn trên không trung, sau đó biến thành thủ ấn thật lớn, năng lượng càng ngày càng khủng bố, cảm giác khí tức có thể làm người khác hồn phi phách tán. Linh kỹ địa cấp cao giai. Đây là linh kỹ địa cấp cao giai, tựa hồ đặc biệt nhằm vào linh hồn, uy lực cường hãn a. Tỏa hồn liên, phệ hồn. Đoạn hồn quỷ tôn khẽ quát một tiếng, tỏa hồn liên xoay tròn trên không, đột nhiên phóng thích ra sương mù quỷ dị đầy trời, sương mù khuếch tán che chắn cả không trung, bên trong sương mù vang lên tiếng xèo xèo chi chi chẳng khác gì quỷ khóc thần gào. Đột nhiên có một cự vật xuất hiện. Tỏa hồn liên hóa thành một vật dữ tợn quỷ dị dài hơn ngàn thước, nhìn qua như cự mãng nhưng bộ dáng càng thêm dữ tợn. Chi! Thanh âm tiếng rít của vật kia giống như cây châm bén nhọn đâm vào trong tai, làm không ít cường giả hoảng sợ. Nghiêm Đỉnh cười lạnh, nhìn Nam Thúc nói. Lão gia hỏa, ta sớm không còn như lúc trước, cho dù hiện tại ngươi khôi phục cũng không đối kháng nổi hai chúng ta liên thủ. Nói xong lời này, sắc mặt hắn biến thành tái nhợt, hiển nhiên ngưng tụ linh kỹ địa cấp cao giai đối với hắn tiêu hao thật lớn, tựa hồ đã sắp cạn kiệt. Khóe môi Nam Thúc hiện tia lạnh ý, sắc mặt không chút cảm xúc. Giống như công kích khủng bố kia ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Lão gia hỏa, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng, cho dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng không chịu nổi đi. Nghiêm Đỉnh lại quát, trường ấn bay ra, không trung run rẩy, lao thẳng về hướng Nam Thúc nhanh như chớp. Cùng một thời gian, đoạn hồn quỷ tôn biến ảo thủ ấn, linh lực tràn ngập, tỏa hồn liên biến ảo thành vật dữ tợn như cự mãng cuồn cuộn thân hình trực tiếp đánh vỡ không gian, uy áp kinh người lan tràn khắp cả không trung. Đi. Cự mãng lao thẳng về hướng Nam Thúc nhanh như chớp, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, khe không gian không ngừng xuất hiện, uy áp tới cực hạn. Vào lúc này ngay cả Thánh Thủ Linh Tôn cũng phải quay đầu nhìn lại, lực công kích của cả hai người kia cho dù bản thân hắn còn ở trong thời kỳ toàn thịnh cũng khó thể đối kháng, bởi vì hắn biết hai người kia vừa hấp thu vật gì, vật kia tuyệt đối khủng bố, chỉ vì động phi linh môn, linh vũ giới thật sự bỏ được, thật sự ra hết tâm huyết. Ca ca. Nam Thúc vung tay, trước mặt hiện lên màn hào quang cực kỳ kỳ lạ, lại có thêm lục sắc tinh quang quanh quẩn, hào quang bao phủ phạm vi 10 thước xung quanh, mang theo 5 loại năng lượng thuộc tính cùng linh hồn lực bắt đầu lan tràn. Suy suy, hai đạo công kích vừa bay tới trước mắt. Oanh long, hai đạo công kích va chạm lên màn hào quang, nhưng lúc này hào quang lại giống như biến thành đá tảng không cách nào lay động, cũng không hề có chút ảnh hưởng dù nhỏ nhất. Cả Nghiêm Đỉnh lẫn đoạn hồn quỷ tôn đều kinh ngạc, công kích của bọn hắn giống như rơi vào vực sâu khôn cùng, hoặc giống như va chạm lên vách núi khổng lồ, cứng rắn không chút lay chuyển. Các ngươi dựa vào chút thủ đoạn như vậy đã muốn đối phó ta sao, lại không tiếc nuối vận dụng nguyên lực của linh đế, đúng là bỏ đủ tâm huyết, dù là lúc ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó thể đối kháng, nhưng hiện tại ta đã không còn là linh tôn. Ánh mắt Nam Thúc híp lại, tùy ý cho hai đạo công kích đánh thẳng lên màn hào quang. Khóe môi mang theo vẻ hài hước nói, thanh âm mặc dù bình thản nhưng mang theo uy áp khiến người không thể bỏ qua, còn xen lẫn ý tứ vô cùng bá đạo. Hiện tại ta đã là đế giả, là linh đế vũ đế, đương đại đệ nhất nhân, từ hôm nay trở đi tự phong linh vũ đại đế, trên đời không còn thiên linh đan tôn, chỉ còn lại linh vũ đại đế. Sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn trên trời cao. Linh vũ đại đế. Nghe được lời này, trong tai mọi người như có tiếng sấm nổ vang. Bốn chữ nói mỗi lời nói đều làm lòng người run lên, trong khoảnh khắc tất cả đều hít sâu một hơi. Hô! Những người vây xem xa xa đều dùng mình, đối với mọi người mà nói đế giả xa không thể chạm, nghe lời đồn đãi trên vạn năm cũng chưa từng xuất hiện trên đại lục. Phi Linh Môn, sẽ động thiên rồi. Xa giữa không trung mọi người đều thầm khiếp sợ, có đế giả chấn thủ sau này chỉ sợ thực lực Phi Linh Môn càng thêm tăng cao, mặc dù Phi Linh Môn đắc tội rất nhiều người. Nhưng cũng mượn sức rất nhiều người, giờ phút này lại có đế giả chấn thủ, lại thêm lực kêu gọi của thiên linh đan tôn năm xưa, chỉ cần linh vũ đại đế vung tay hô to cùng đãi ngộ của phi linh môn hiện tại, chỉ sợ những lão quái lánh đời đều sẽ chạy ra góp vui. Đế giả. Trong phi linh môn, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lên thân ảnh lão giả áo xám trên không trung, đây chính là cường giả đế cấp, khó trách hai người kia liên thủ vẫn không thể đối kháng. Phi linh môn đại hưng rồi. Là một trong những thế lực cường thế nhất đại lục. Toàn bộ cường giả phi linh môn siết chặt nắm tay, không khỏi run rẩy lên,
đại bộ phận cường giả đều biết quan hệ giữa Thiên Linh Đan Tôn cùng trưởng môn, vị này chẳng khác gì người của Phi Linh Môn, có đế giả trấn thủ, sau này thực lực Phi Linh Môn sẽ sải bước lên một bậc thang, toàn bộ cường giả mới gia nhập đều vô cùng kích động lẫn hưng phấn. Nam Thúc đột phá, đột phá. Sát Phá Quân run rẩy nói. Thật sự đột phá sao? Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Phú cùng Tiểu Long đều kích động, mặc dù trong lòng họ vẫn luôn chờ đợi, nhưng khi sự thật diễn ra trước mắt, rung động kia thật sự làm người kinh hãi. Trong lòng Nghiêm Đỉnh cùng Đoạn Hồn Quỷ Tôn run rẩy cực điểm, Linh Vũ Đại Đế, bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng làm họ kinh hoàng, vẻ mặt ngây dại nhìn chừng chừng phía trước. Thành công, lão gia hỏa này lại thành công. Đôi mắt Nghiêm Đỉnh kinh sợ, hắn hiểu rõ tác dụng của Âm Dương Linh Vũ Quyết, lão gia hỏa kia lại thật sự làm được. Xa xa trên không trung, ánh mắt Nam Thúc bình thản nhìn Nghiêm Đỉnh cùng Đoạn Hồn Quỷ Tôn, thủ ấn chậm rãi kết xuất, giờ khắc này trên người Nam Thúc tràn ra cỗ khí tức mang theo xu thế kình thiên không ngừng khuếch tán, nhìn qua như một vầng trăng sáng tràn ngập chân khí cuồn cuộn, sâu thẳm khó lường như biển khơi. Đây là uy áp đế cấp sao? Cảm giác được chân khí đáng sợ, mọi người có cảm giác như muốn phủ phục, thân hình run rẩy lên, giờ phút này ai cũng có cảm giác mình giống như con kiến đối diện con voi khổng lồ. Mà chân khí kia thật sự vô cùng đáng sợ. Thoáng chốc Nam Thúc chậm rãi vươn hai tay, trên tay trái quấn quanh ngũ sắc quang mang, năng lượng ngũ hệ lập tức hội tụ, hình thành một quang cầu cực lớn, phảng phất như đã dung hợp cùng không gian xung quanh. Năng lượng thuộc tính, ngũ hệ thuộc tính, cũng là vũ giả toàn hệ, vũ đế toàn hệ A. Thanh Linh Tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng mọi người vô cùng rung động, không nghĩ tới lại gặp được thêm một vũ giả toàn hệ. Suy. Trên tay phải Nam Thúc lại xuất hiện một đạo trưởng ấn, năng lượng bàng bạc tràn vào, động tác vô cùng lưu loát. Hôm nay bổn đế mượn hai ngươi làm cảnh cáo, ai dám động tới Phi Linh Môn, đây là kết cục. Nam Thúc quát lớn, cùng một thời gian quang cầu năng lượng bay thẳng về hướng tỏa hồn liên, trưởng ấn lại thúc giục nghênh đón trưởng ấn của Nghiêm Đỉnh. Oanh long long, lục sắc quang quyển xung quanh Nam Thúc tiêu tán, quang cầu va chạm vào tỏa hồn liên, thanh âm nổ tung vang rền như sấm sét. Kình phong cuồng bạo thổi quét, không gian nứt vỡ thành động sâu không gian thật lớn. Mà tỏa hồn liên cũng bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Mạng ta xong rồi. Sắc mặt Đoạn Hồn Quỷ Tôn trắng bệch, linh hồn run rẩy, căn bản không khả năng đào thoát, toàn thân bị một cỗ uy áp khủng bố trói buộc, thậm chí cơ hội tự bạo hồn anh cũng không có. Giờ này khắc này Đoạn Hồn Quỷ Tôn mới thật sự hoảng sợ, tu vi đi tới tình trạng như hắn làm sao cam tâm chịu chết, hắn trải qua thiên tân vạn khổ. Gia nhập linh vũ giới chỉ vì nhu cầu tìm kiếm phương pháp đột phá đế cấp, không nghĩ tới hôm nay phải tử vong. Phanh phanh, đồng tử Đoạn Hồn Quỷ Tôn tán phát, quang cầu va chạm vào người hắn, năng lượng nổ tung, phong nhận mang theo hỏa diễm ngập trời thổi quét, không gian lập tức phá nát, vô số khe không gian tối đen lan tràn. Phanh phanh, thân hình Đoạn Hồn Quỷ Tôn trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Cùng một thời gian trưởng ấn của Nam Thúc đã va chạm vào trưởng ấn của Nghiêm Đỉnh. Một mảnh hào quang ngập trời chói mắt khuếch tán. Ca ca. Thanh âm vỡ tan răng rắc truyền ra, trưởng ấn của Nghiêm Đỉnh chậm rãi nứt nẻ, năng lượng gào thét trùng kích thẳng vào trưởng ấn đã bắt đầu nứt vỡ kia. Phanh. Không gian đột nhiên nứt toác, năng lượng phong bạo khủng bố hóa thành năng lượng kinh khí ngập trời thổi quét khắp bốn phía. Sư phụ tha mạng a, đệ tử biết sai lầm rồi, tất cả chuyện này đều cũng có người bức bách đệ tử làm. Trong không gian hỗn loạn, thanh âm kêu gào của Nghiêm Đỉnh vang vọng cả bầu trời. Kinh khí ngập trời cùng thiên địa năng lượng va đập thành hình cung, lập tức bộc phát khắp không gian, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Phốc! Cùng một thời gian thân ảnh Nghiêm Đỉnh bật lui, khóe môi phun máu tươi mang theo nội tạng bị phá nát, sắc mặt trắng bệch như cho tàn lệ quỷ. Đây là thực lực đế giả sao? Ngày càng nhiều người vây xem xa xa không trung, nhìn thấy một màn này không nói nên lời. Hai đạo công kích đầy tính hủy diệt lại không ảnh hưởng tới đế giả mảy may, thật sự không thể tin nổi. Nói, là ai bức ngươi, tin rằng ngươi cũng không có lá gan lớn như vậy. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, khoanh tay đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Đỉnh. Sư phụ, đều là đệ tử sai lầm rồi, ngài tha cho ta đi. Nghiêm Đỉnh không ngừng cầu xin, nhưng đột nhiên thân ảnh nhảy lên hóa thành hai thân ảnh nghịch hướng bỏ chạy. Muốn chết. Nam Thúc quát một tiếng, hai tay chúi xuống, hai thân ảnh đều bị bao phủ bên trong, trực tiếp bị không gian lực trói buộc, không gian đột nhiên nổ tung, kinh khí thổi quét,
hai thân ảnh đều hóa thành cho tàn. Gì? Ngay khoảnh khắc lại thêm một thân ảnh thứ ba xuất hiện ngay bên cạnh Lăng Thanh Tuyệt còn đang đứng ngây dại, cơ hồ cùng một thời gian khe không gian nứt vỡ, chỉ nháy mắt cả hai đã biến mất bên trong. Nam Thúc nhìn thấy hai người bỏ chạy cũng không ngăn cản, ánh mắt lóe ra, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Suy! Thánh Thủ Linh Tôn đi tới bên cạnh Nam Thúc, nhíu mày hỏi. Không sao chứ? Không việc gì? Nam Thúc lắc đầu nói. Ngươi cố ý thả hắn đi sao? Thánh Thủ Linh Tôn truyền âm hỏi. Ta cũng không muốn thả hắn đi, nhưng nếu ta tiếp tục ra tay sẽ bại lộ bí mật. Nam Thúc truyền âm trả lời, lại hỏi. Một hồi rồi nói sau, tiểu tử đó thế nào? Tẩu hỏa nhập ma, tình huống rất không ổn. Thánh Thủ Linh Tôn đáp, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Về trước rồi hãy nói. Nam Thúc cũng ngưng trọng nói. Siêu siêu. Thánh Thủ Linh Tôn gật đầu. Sau đó Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Sát Phá Quân cùng Hắc Vũ mang theo Lục Lâm Thiên biến mất giữa không trung. Sư phụ, Oánh tỷ, Khấu phó trưởng môn, nơi này giao cho các ngươi thu thập. Lục Tâm Đồng nói, gương mặt nàng tái nhợt, lập tức cùng Dương Quá với Tiểu Long biến mất, đi thẳng ra sau núi. Khi hết thảy đã bình tĩnh trở lại, toàn bộ đệ tử của Phi Linh Môn đều còn thất thần không dám tin, một màn hôm nay thật sự làm người rung động, ban đầu là Thánh Thủ Linh Tôn phát huy. Sau đó trưởng môn đột phá, cuối cùng khi rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc Linh Vũ Đại Đế lại xuất hiện, làm lòng người hoàn toàn nổ tung. Ai dám phạm Phi Linh Môn, đây là kết cục, toàn bộ đệ tử trọng thương lập tức đi chữa thương, chấp sự bị thương nhẹ kiểm tra thương vong, an bài thu thập hết thảy. Thanh âm Khấu Phi Yến quanh quẩn trên không trung. Xa giữa không trung, những người đang tụ tập vây xem đều phục hồi lại tinh thần, Thiên Linh Đan Tôn xuất hiện, lại trở thành Linh Vũ Đại Đế. Đem cường giả linh vũ giới xâm phạm đánh chết hầu như không còn, lần này linh vũ giới xem như tiền mất tật mang. Mau đem tin tức truyền trở về. Phải nhanh chóng báo cho Sơn Môn biết. Nhất thời tin tức về Phi Linh Môn nhanh chóng truyền ra cả đại lục với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Tin tức này chỉ sợ sẽ giống như sấm sét vang vọng khắp cả đại lục, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù sao Phi Linh Môn xuất hiện đế giả, đây là tin tức chấn động toàn đại lục. Đệ tử Phi Linh Môn kích động chuẩn bị đi thu thập chiến trường, bây giờ Phi Linh Môn đã có đế giả trấn thủ, điều này làm không ít đệ tử nhiệt huyết mênh mông, một màn rung động vừa rồi làm họ vô cùng hướng tới, nếu bản thân mình có một ngày đạt tới cấp bậc đó thật tốt bao nhiêu. Nhưng đối với cường giả Phi Linh Môn mà nói lại không có suy nghĩ như vậy, đối với họ việc đột phá đế cấp là điều quá mức xa xôi, con đường tu luyện mỗi bước đều cực kỳ gian khổ, muốn đạt tới đỉnh nói dễ hơn làm. Nhưng Phi Linh Môn có cường giả trấn thủ, đối với họ mà nói chính là có hộ thân phù, dưới tình huống bình thường lại có mấy ai dám trêu chọc tới họ, sau này Phi Linh Môn phát triển thế nào thì có thể biết. Lúc này bên trong Phi Linh Môn, các đỉnh núi, kiến trúc, quảng trường đều bị san thành bình địa, nơi nơi một mảnh hỗn độn, thậm chí đại điện cũng bị san bằng. Mặc dù lần này Phi Linh Môn hoàn toàn thắng lợi, tuyệt đối đả thương nặng linh vũ giới, nhưng trả giá cực kỳ nghiêm trọng. Theo bước đầu phỏng chừng, chỉ sợ có hơn 80 đầu yêu thú thất giai bị đánh chết, 6-70 cỗ khôi lỗi thất giai bị phá hủy, hơn 20 cường giả vương cấp vẫn lạc, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà đều trọng thương, thiếu chút nữa đã chết, Khoái Kiếm Vương, An Cát Tú Na bọn họ đều bị thương không nhẹ. Yêu thú linh thú lục giai thì bất kể, Hỏa Thử Tôn giả bị đánh chết, Hồn Anh cũng không chạy thoát, toàn bộ tôn cấp cùng yêu thú bát giai bị thương không ít, chủ yếu không ai được bình an. Tổn thương nặng như vậy làm nhóm người Đông Vô Mệnh vô cùng đau lòng, những cường giả này đều hiểu rõ ràng, có chút người sống lâu với nhau đã xây dựng ra cảm tình, lúc này có người tử vong, đương nhiên làm cường giả Phi Linh Môn vô cùng căm hận linh vũ giới. Vào lúc này trong đình viện của Sát Phá Quân, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ cùng Tiểu Long bọn họ đều đi vào phòng. Lục Lâm Thiên đang nằm trên giường, Nam Thúc đánh ra vài đạo thủ ấn rơi lên người hắn, Lục Lâm Thiên lại không chút phản ứng. Làm sắc mặt Nam Thúc ngày càng ngưng trọng. Ta đã kiểm tra, Lâm Thiên bị tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng, lúc đột phá lại bị quấy dày, cũng đã tẩu hỏa nhập ma, bị trọng thương lại mạnh mẽ cắn nuốt một vũ tôn tứ trọng đột phá, sau đó tiếp tục cắn nuốt một vũ tôn thất trọng, mặc dù đã đột phá nhưng hai cỗ chân khí kia thật quá lớn, không cách nào hoàn toàn tiêu hóa, hiện tại chiếm cứ toàn bộ thân thể hắn, hơn nữa sau khi đột phá chân khí chưa ổn liền mạnh mẽ toàn lực ra tay, bị trọng thương. Nếu là người bình thường phỏng chừng đã chết từ lâu.
Lúc này Thánh Thủ Linh Tôn cũng đã ngồi xếp bằng trên Linh Ngọc Sàng, hắn tiêu hao đã sắp không chịu đựng được nữa. Kỳ quái a, kỳ quái. Nam Thúc vạch mí mắt Lục Lâm Thiên, nhìn thấy đôi mắt màu đỏ, cực kỳ nghi hoặc. Không ngờ cơ thể hắn lại có thể cất chứa chân khí khổng lồ như vậy. Cũng không có gì kỳ lạ, hắn có Tử Lôi Huyền Đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn lão gia hỏa, có Bất Diệt Huyền Thể, trên thân thể không vấn đề lớn. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Vậy thì hoàn hảo, kỳ quái nhất chính là hắn bị tẩu hỏa nhập ma rất quái dị, lại không tra xét được chân khí linh hồn. Nam Thúc nghi hoặc kết xuất thủ ấn, tính toán quan sát não hải của Lục Lâm Thiên. Người chú ý một chút, tốt nhất đừng có rình xem não hải của hắn, trong não hải hắn có một thanh kim đao, ta còn cảm thấy thật kiêng kỵ, có lẽ người đột phá tới đế cấp cũng có thể điều tra được nguyên nhân không chừng. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Nam Thúc vừa nghe lời nói của Thánh Thủ Linh Tôn. Nhất thời thu lại thủ ấn, nhíu mày cười khổ nói. Đế cấp, nếu thật sự đột phá tới đế cấp thì tốt rồi, nhưng thật quá khó khăn. Xảy ra vấn đề gì sao? Sắc mặt mọi người đại biến, nhưng Thánh Thủ Linh Tôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã cảm giác được. Ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng Lâm Thiên có lẽ sẽ biết, nói ra thì dài dòng, tóm lại quá khó khăn đột phá. Nam Thúc chậm rãi nói. Lão gia hỏa. Nhưng vì sao thực lực của ngươi lại mạnh mẽ như vậy, không phải đế cấp vì sao có thể đánh chết được tôn giả linh vũ giới? Tiểu Long chớp mắt hỏi. Nam Thúc trừng mắt nhìn hắn làm cho hắn kinh hoàng rụt đầu. Tiểu tử kia, mặc dù ta chưa đột phá tôn cấp, nhưng cũng đã tiến lên cấp bậc mới. Nam Thúc nói. Nam Thúc, là cấp độ gì vậy? Sát Phá Quân nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết người khác có rơi vào tình trạng hiện tại như ta hay không. Cấp độ của ta chưa tới đế cấp, nhưng lại vượt qua khỏi linh tôn cửu trọng đỉnh phong, cho nên ta tạm thời xác định cấp bậc là chuẩn đế đi, xem như sắp tiếp cận đế giả. Nam Thúc đáp, chuẩn đế. Mọi người nghi hoặc, tựa hồ chưa từng nghe nói qua cấp bậc này. Lão, Tiểu Long vừa định lên tiếng, đột nhiên sực nhớ cười hắc hắc nói. Nam Thúc, nhưng khí tức trên người ngươi có điểm giống như cấp độ đế cấp, có uy áp thật lớn, ngay cả ta cũng bị áp chế. Hai người kia vận dụng nguyên lực đế giả, thực lực có thể so với đế giả, ngươi lại có thể phá hủy, nếu ngươi nói là đạt tới chuẩn đế chỉ sợ cũng khó đối kháng được họ liên thủ chứ. Thánh Thủ Linh Tôn cũng nghi hoặc nói. Tuy ta đạt chuẩn đế, nhưng lần này khôi phục cũng có thu hoạch ngoài ý liệu, sau khi dùng âm dương long hổ đan, có lẽ vì máu huyết của Lâm Thiên, ban đầu ta vốn không phải thân thể âm dương nhưng lại mạnh mẽ tu luyện âm dương linh vũ quyết nên bị tẩu hỏa nhập ma. Lần này khôi phục trong vô ý có được thân thể âm dương, mà đế giả chi nguyên lại có chỗ ảo diệu, ta cũng có chút cơ hội, vì vậy tâm cảnh đạt tới cấp độ không thấp. Nam Thúc nhìn qua mọi người, nói. Hiện tại ta là linh vũ song tu, thực lực tựa hồ mạnh hơn không ít, đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí mặc dù là cấp độ chuẩn đế nhưng vẫn có tự tin có thể so sánh với đế giả chân chính, hơn nữa có đế giả chi nguyên, cho nên có thể phóng xuất ra một ít uy lực của đế giả. Dùng hù dọa người cũng đã đủ rồi. Thì ra là thế. Thánh Thủ Linh Tôn sực tỉnh. Đánh chết đám người đoạn hồn quỷ tôn làm ta tiêu hao không ít. Hai người kia nuốt đế giả nguyên lực, thực lực tuyệt đối cường hãn, tôn cấp cửu trọng đỉnh phong bình thường tuyệt đối khó thể đối kháng. Nam Thúc nói. Nam Thúc, nếu ngươi không phải đế giả, sao ngươi cần giả mạo làm gì? Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Tiểu gia hỏa ngươi biết cái gì, nếu ta không cố ý phô trương thanh thế. Phi Linh Môn sẽ tiếp tục có phiền toái, Linh Vũ Giới sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phi Linh Môn, mặt khác có không ít thế lực đang nhìn chằm chằm Phi Linh Môn, chỉ có làm như thế mới có thể hoàn toàn kinh sợ bọn hắn. Chính bởi vì vậy khi nhiệt đồ kia bỏ chạy ta mới không thể bắt hắn về, ta chỉ mới khôi phục, chân khí chưa ổn, tiêu hao quá nhiều, nếu tiếp tục ra tay chỉ sợ vạn nhất có người nhìn thấu, chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nam Thúc mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Long nói. Ta hiểu được. Tiểu Long vỗ trán sực tỉnh. Nam Thúc, ca ca thế nào? Lục Tâm Đồng sốt ruột hỏi. Tình huống của hắn thật khó mà nói. Nam Thúc lắc đầu. Ta tiếp tục quan sát vài ngày xem, trước mắt tựa hồ sẽ không gặp nguy hiểm. Vân Dương Tông, từng dãy núi liên miên chập trùng, nhìn qua chẳng khác gì đang trôi nổi trên mây. Ngẫu nhiên có khe suối xuyên qua, núi non vây quanh, đỉnh núi bắt đầu lộ ra chút màu xanh biếc. Hai thân ảnh xinh đẹp đang ngồi chung một chỗ, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ trầm tư. Hồng Lăng tỷ,
không biết vì sao dạo gần đây tâm thần ta luôn bất an. Lữ Tiểu Linh duỗi lưng nói. Ngươi nói vậy ta cũng có cảm giác đó, gần đây tâm thần bất an, giống như đã có chuyện gì phát sinh. Vân Hồng Lăng nhíu mày nói. Không phải hắn đã xảy ra chuyện gì chứ? Hai nàng nhìn nhau như đã có ăn ý. Không sao đâu, hiện tại Phi Linh Môn còn chưa tới mức sẽ xảy ra chuyện gì. Vân Hồng Lăng cân nhắc nói. Không được, ta phải đi xem, không nhìn thấy hắn ta lo lắng, hơn nữa ta cũng cần phải trở về. Lữ Tiểu Linh nói. Gần đây ta cũng không có việc gì, cũng có thể cùng đi, thuận tiện mang cha mẹ cùng sư thúc đi qua, họ luôn muốn đi Phi Linh Môn xem thử. Vân Hồng Lăng nói. Cũng tốt, đưa cha mẹ qua đó, Lâm Thiên nhất định chấn động. Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói. Thiên Kiếm Môn, trong một ngọn núi xanh biếc, kiến trúc liên miên. Bên trong một đình viện đơn sơ, lúc này Nguyên Nhược Lan đang khoanh chân ngồi trên một bãi đá kỳ lạ. Trên bãi đá không ngừng có quang mang quanh quẩn. Đi vào căn phòng này khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, sợ rằng bãi đá này cũng là một kiện bảo vật. Hai tay Nguyên Nhược Lan kết thủ ấn, quanh thân có chân khí nhàn nhạt quanh quẩn, khí tức thoạt nhìn ổn định hơn trước rất nhiều. Trưởng lão, Nhược Lan thế nào rồi? Ngoài căn phòng cổ Kiếm Phong lúc này đang hỏi trưởng lão bên cạnh, trong mắt mang theo sự lo lắng. Đã không còn gì trở ngại, thế nhưng lại có chút kỳ quái. Một lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn. Tóc trắng nhìn về phía trong, ánh mắt không ngừng biến ảo, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trưởng lão, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì sao? Nghe ái đồ đã không còn gì trở ngại, cổ Kiếm Phong mới thở dài một hơi. Là có chút ngoài ý muốn. Một lão giả thất tuần, ánh mắt sắc bén mang theo cảm giác tang thương nói. Muốn tiếp nhận truyền thừa kiếm tổ vậy thì nhất định phải có đại nghị lực, thiên phú, gan dạ, Nhược Lan đều làm được rồi. Thậm chí còn nhận được kiếm tổ quán đỉnh. Trưởng lão, nhận được kiếm tổ quán đỉnh liệu có nhận được đế giả chi nguyên của kiếm tổ hay không? Cổ Kiếm Phong do dự một lát, thanh âm mang theo sự chờ mong hỏi trưởng lão kia. Không sai, Nhược Lan cũng chiếm được đế giả chi nguyên. Trưởng lão kia gật đầu nói. Đế giả chi nguyên của kiếm tổ vẫn còn có cấm chế cho nên không có bất luận kẻ nào nhận được. Nhược Lan là người đầu tiên phù hợp điều kiện. Nhận được truyền thừa và đế giả chi nguyên. Chỉ là nếu muốn nhận được truyền thừa thì phải đi vào không minh chi cảnh, thế nhưng lúc này Nhược Lan lại xuất hiện một vấn đề khác. Không minh chi cảnh. Cổ Kiếm Phong ngưng trọng hỏi. Vấn đề có lớn hay không? Vào không minh chi cảnh cần cắt đứt nghiệp thức, truyền thức, hiện thức, trí thức, tương tục thức cùng tâm thức thì mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng hiện tại có lẽ Nhược Lan lại có chút vấn đề ở bước cuối cùng này. Tâm thức không thể cắt đứt triệt để, dường như còn có chuyện gì không buông xuông được cho nên mới xảy ra vấn đề. Lấy thân nhập ma chỉ thành công phân nửa, cũng có thể coi là nửa ma. Mà mặt khác, tâm thức bị hao tổn, hẳn cũng mất đi ký ức, sự tình trước kia sợ rằng hơn phân nửa cũng không nhớ rõ. Lão già kia lại nói. Mất đi ký ức sao? Cổ Kiếm Phong ngưng trọng hỏi. Trưởng lão, vậy tu vi Nhược Lan? Tu vi thì không có vấn đề gì. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, thực lực hiện tại của Nhược Lan sợ rằng không ít thái thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ của nó. Có thể mất trí nhớ cũng được coi là chuyện tốt. Lão giả có mái tóc trắng nói. Sao lại nói như vậy? Cổ Kiếm Phong nghi hoặc hỏi. Theo như lời ngươi nói, sau khi từ Bình Nham đảo trở về, Nhược Lan lập tức muốn lấy thân nhập ma gọi ra ma kiếm, việc này không thoát khỏi quan hệ với Bình Nham đảo. Tâm tư của Nhược Lan sợ rằng đã bị một ít ngoại lực làm ảnh hưởng. Nhược Lan ở trong Thiên Kiếm Môn cũng chính là tồn tại giống như Lông Phượng, Sừng Lân, trên Tam Tông Tứ Môn lại bị bại bởi Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên và Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới. Trên Bình Nham Đảo lại gặp mấy người này. Nếu như ta đoán không sai, dùng tính cách hiếu thắng của Nhược Lan mà nói, lấy thân nhập ma rất có thể là vì chuyện này. Có tâm hiếu thắng là chuyện tốt. Chỉ có điều là nếu như tâm hiếu thắng quá nặng đối với tu luyện trăm hại không có lấy một lợi. Hiện tại Nhược Lan mất trí nhớ, quên đi những chuyện này, đối với tu luyện lại là một chuyện tốt. Có đế giả chi nguyên, hơn nữa lại thêm truyền thừa của kiếm tổ, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện thì tăng trưởng tu vi không phải vấn đề quá lớn. Muốn đạt tới độ cao như kiếm tổ khi xưa cũng không phải không thể làm được. Lão giả này nói xong, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Cổ Kiếm Phong nói. Phân phó xuống dưới, sự tình trước kia không được cho Nhược Lan biết, đừng để đệ tử nói ra nói vào. Vâng,
Kiếm Phong hiểu rồi. Cổ Kiếm Phong nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phi Linh Môn đại chiến linh vũ giới, cuối cùng xuất hiện tin tức đế giả giống như sấm sét truyền đi, tin tức này tràn ra toàn bộ đại lục khiến cho mọi người kinh hãi. Lục Lâm Thiên Thân mang hai kiện thần khí tàn sát tôn giả linh vũ giới, cuối cùng xuất hiện một đế giả trực tiếp tàn sát cường giả linh vũ giới không còn một mống. Ta nghe nói cường giả trong Phi Linh Môn kia chỉ cần trở tay là bóp chết được siêu cấp cường giả tôn cấp A. Linh Vũ Đại Đế, chính là Linh Đế và Vũ Đế, Linh Vũ Song Tu, thảo nào Lục Lâm Thiên lại là Linh Vũ Song Tu, hóa ra bên trong Phi Linh Môn có đế giả Linh Vũ Song Tu A. Các ngươi biết cái gì? Đế giả này chính là Thiên Linh Đan Tôn ngang dọc đại lục trăm năm về trước, tiêu thất trăm năm không ngờ đã đạt được thành tựu Linh Vũ Đại Đế. Phi Linh Môn lúc này rốt cuộc cũng chân chính đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực A. Khi trước Ba Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang ngu ngốc kia đi đối phó với Phi Linh Môn, đế giả trong Phi Linh Môn cũng không xuất hiện mà đã bị thương nặng. Có lẽ Ba Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang kia cũng không biết trong Phi Linh Môn có đế giả A. Bằng không sợ rằng có đánh chết bọn chúng cũng không dám đối phó với Phi Linh Môn. Phi Linh Môn hưng thịnh rồi A. Toàn bộ cổ vực từ trong phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán tới chuyện này, toàn bộ đều không thoát khỏi ba chữ Phi Linh Môn. Không chỉ thế, bên trong phố lớn ngõ nhỏ còn lưu truyền một bài vè trong đám trẻ con. Phi Linh Môn, cường giả như mây, trong thiên môn cốc tỏa hùng phong, đả thương hóa vũ, hắc sát, lan lăng ngay cả cái rắm cũng không tha. Đồ tôn giả, ngược thanh long, linh vũ chiến vương thủ đoạn cường, linh vũ giới đến tìm chết, linh vũ đại đế trấn phi linh. Bài vè này vô cùng tồi, thế nhưng khắp phố lớn ngõ nhỏ hiện tại nếu chú tâm lắng nghe đều có thể nghe thấy được. Tất cả các thiếu niên hiện tại đều muốn gia nhập Phi Linh Môn. Đủ để chứng minh danh khí hiện tại của Phi Linh Môn. Tin tức này truyền đi, không ít cường giả vốn do dự bắt đầu quyết định gia nhập Phi Linh Môn. Chung quanh Phi Linh Môn, nơi bị linh vũ giới tập kích hầu như bị san bằng, không ít thế lực đều nhiệt tình tới hỗ trợ, số người muốn xuất lực để dựa hơi Phi Linh Môn không ít. Chỉ tiếc là đều bị thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh từ chối khéo. Thế nhưng cho dù là như vậy số người tới Phi Linh Môn hầu như là muốn đạp nát cánh cửa, xếp hàng tới vài dặm bên ngoài, cực kỳ chấn động. Những thế lực bên ngoài tới thăm đều được đường chủ các đường tiếp đãi một chút đã tốt lắm rồi, những người thực lực thấp một chút thì chấp sự trực tiếp đuổi đi. Cho dù là đệ tử trông cửa Phi Linh Môn hiện tại cũng cảm thấy vô cùng tự hào, những thế lực này muốn đi tới Phi Linh Môn để dựa dẫm, tạo mối quan hệ, thế nên đệ tử trông cửa cũng kiếm được không ít, đan dược, kim tệ không thiếu. Một đệ tử Phi Linh Môn vừa mới thu kim tệ và đan dược của một gia tộc nào đó vừa vặn bị Lưu Nhất Thủ trở về thấy được dọa cho tên đệ tử kia biến sắc, thế nhưng không ngờ Lưu Nhất Thủ lại không trách cứ, trực tiếp ra giá. Muốn đi vào tạo mối quan hệ với Phi Linh Môn thì phải thu nhiều một chút. Mỗi ngày chỉ có 20 thế lực được tiến vào, ai ra giá cao thì cho vào. Đệ tử nào thu được nhiều nhất đến lúc đó còn có thể được điều đến kim đường làm việc. Kể từ đó tất cả đệ tử đều muốn mỗi ngày đi trông cửa, đây chính là chỗ có nhiều chất béo, vô số đệ tử trong môn nhìn thấy vậy tức thì ước ao, đố kỵ. Mà thế lực có thể đơn giản tiến vào Phi Linh Môn cũng chỉ có gia tộc như Hoàng gia, thân là một người trong gia tộc bọn họ đều cảm thấy vô cùng tự hào. Phi Linh Môn càng mạnh bọn họ lại càng mạnh. Hoàng gia chủ cùng với đông đảo trưởng lão Hoàng gia mỗi ngày đều cười không ngớt miệng, thầm nghĩ lựa chọn khi trước của mình không sai. Mà Hoàng Đan ở trong Hoàng gia lúc này đã có địa vị tuyệt đối. Không ít gia tộc, thế lực, thương hội chung quanh đều muốn đem đệ tử trong tộc mình gia nhập Phi Linh Môn, nếu như có đệ tử trong tộc trở thành đệ tử thân truyền mà nói, vậy thì đối với cả gia tộc cũng có tác dụng vô cùng lớn. Nhưng mà muốn gia nhập Phi Linh Môn cũng không dễ. Muốn thành đệ tử thân truyền thì khó càng thêm khó. Trên phương diện này Phi Linh Môn không có chuyện đi cửa sau, vô cùng nghiêm túc kiểm tra, không nể mặt ai cả. Lưu Nhất Thủ, biện pháp này của ngươi không tồi, mỗi ngày chỉ để cho 20 thế lực tiến vào. Quả thực cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Trong Phi Linh Môn, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói với Lưu Nhất Thủ. Đương nhiên, để cho bọn họ tranh đoạt đi thôi. Lưu Nhất Thủ lập tức hỏi. Đông Cung Phụng. Trưởng môn thế nào rồi? Ta cũng không rõ ràng lắm, có thánh thủ linh tôn tiền bối và linh vũ đại đế ở đó đương nhiên sẽ không có việc gì. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói. Trong Phi Linh Môn lúc này đã xuất hiện thêm một đám lớn kiến trúc. Trong lúc đại chiến cũng có vô số kiến trúc bị phá hủy.
thế nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng quá nhiều với phi linh môn. Trên một sân rộng, lúc này có hơn 2.000 đệ tử đang học những kiến thức cơ bản. Mọi người không dám lười biếng, bởi vì người phụ trách bọn họ chính là cường giả Vũ Đường. Cho dù những đệ tử này là đệ tử thân truyền, được phi linh môn coi trọng thế nhưng cường giả Vũ Đường vẫn không chút khách khí. Trong chúng đệ tử Niếp Phong cũng có mặt ở trong, kiến thức cơ bản của hắn cực kỳ vững chắc. Thậm chí là lúc nghỉ ngơi hắn còn luyện tập gấp bội. Bởi vì hắn biết hắn không thể làm cho sư phụ mất mặt, hắn là đệ tử của sư phụ lợi hại như vậy, thu một người đồ đệ như hắn thì hắn phải nỗ lực gấp bội. Tất cả đệ tử trẻ tuổi cũng không tham dự việc trùng tu phi linh môn, nhiệm vụ của bọn họ chính là tu luyện. Mà tốc độ trùng tu của phi linh môn hiện tại cũng rất nhanh, thậm chí còn có không ít người thường chung quanh đều nguyện ý hỗ trợ miễn phí. Đây đều là những người nhận được không ít ân huệ từ khi phi linh môn quật khởi. Ngày lễ ngày Tết còn có thể nhận được không ít đồ từ phi linh môn đưa tới. Đệ tử phi linh môn cũng chưa từng bắt nạt người thường. Điểm này càng khiến cho danh tiếng phi linh môn truyền ra xa hơn. Một tòa kiến trúc đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, vô cùng to lớn, đồ sộ. Trên sân rộng lớn kia đại điện phi linh môn lại một lần nữa đại tu kiến lại, tất cả đều tiến hành dưới sự chỉ đạo của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến. Thời gian đã tới đầu mùa xuân, gió xuân nhàn nhạt thổi qua, trên sơn mạch rộng lớn một mảnh xanh ngắt, khắp nơi nơi tràn đầy sức sống. Trong linh thiên môn, hoa đào cũng đã nở rộ, cả dãy núi được phủ một màu hồng. Hương thơm ngây ngất lòng người, cảnh tượng khiến cho người thô lỗ nhìn qua trong nội tâm cũng có chút rung động. Lúc này trong một đình viện tinh xảo của Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường chắp tay đứng thẳng, hai mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, khí thế tràn ra. Áo choàng màu đen bao phủ phía sau, trên người mặc bộ bộ trường bào màu lam càng làm tăng vài phần anh khí. Quang mang quanh ngọc giản tin tức trên tay Lữ Chính Cường lóe lên rồi lờ mờ, vẻ mặt Lữ Chính Cường cũng theo quang mang trên ngọc giản mà bắt đầu biến đổi. Chính Cường, làm sao vậy? Khâu Mỹ Vi nhìn sắc mặt của Lữ Chính Cường nghi hoặc hỏi. Linh Vũ giới vây công phi linh môn trên quy mô lớn, xuất động hai linh tôn cửu trọng. Theo suy đoán, còn vận dụng nguyên lực đế giả. Mãi một lúc lâu sau Lữ Chính Cường mới hoàn hồn, thế nhưng cái miệng vẫn như cũ vì kinh ngạc mà há hốc ra. Vận dụng nguyên lực đế giả, vậy hiện tại phi linh môn thế nào rồi? Trước đó không lâu phi linh môn đối phó với Thanh Linh Hoàng tộc. Cho dù là có linh hồn thể của thánh thủ linh tôn cũng không thể chống lại nguyên lực của đế giả. Lục Lâm Thiên trước trận đột phá tôn cấp, thi triển kiện thần khí thứ hai tàn sát mười mấy tôn cấp, cuối cùng phi linh môn xuất hiện đế giả, người linh vũ giới trên cơ bản đều bị đánh chết không còn. Lữ Chính Cường nói, lúc này cái miệng hắn mới khép lại. Hai chữ đế giả này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Phi linh môn xuất hiện đế giả, chàng nói là phi linh môn có đế giả. Khâu Mỹ Vi nghe vậy sắc mặt đại biến. Không sai, là đế giả, còn là linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, đều là linh đế và vũ đế. Lữ Chính Cường than thở. Tin tức không sai đó chứ. Khâu Mỹ Vi dường như không thể tin nổi. Tin tức đương nhiên không thể sai được. Đế giả tự phong linh vũ đại đế này, danh hào của hắn 100 năm trước có lẽ nàng cũng nghe qua. Lữ Chính Cường nói. Là ai có thể đột phá đế giả? Khâu Mỹ Vi nghi hoặc hỏi. Thiên Linh Đan Tôn. Lữ Chính Cường nói. Không ngờ lại là hắn, không phải bên ngoài đồn rằng hắn đột phá đế giả thất bại cho nên đã ngã xuống rồi sao? Khâu Mỹ Vi kinh ngạc, Thiên Linh Đan Tôn này nàng đương nhiên biết tới. Đây chính là một nhân vật phong vân tuyệt đối trên đại lục hơn 100 năm trước, là một người kinh diễm tuyệt luân, không ít đại môn đại phái xuất động cường giả mời thế nhưng hắn cũng không gia nhập. Không ngờ hiện tại lại đột phá đế giả mà còn ở trong phi linh môn. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Đồn rằng khi trước trên trấn Thanh Vân Lục Gia xuất hiện một lão giả giải vây cho bọn họ, sợ rằng lão giả này chính là Thiên Linh Đan Tôn. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này không sợ trời, không sợ đất, hóa ra phía sau lưng là có người này. Thảo nào! Lữ Chính Cường giống như bừng tỉnh, than thở nói. Phi linh môn có đế giả, lần này coi như chân chính quật khởi rồi. Khâu Mỹ Vi nói, tất cả đều vượt quá dự liệu của ta. Lữ Chính Cường nói, trong một đám kiến trúc, quang mang trên ngọc giản tin tức trong tay Gia Cát Tây Phong mở đi, mà ánh mắt hắn lúc này cũng kinh ngạc tới cực điểm. Không ngờ, thật không ngờ trong phi linh môn lại có đế giả, tất cả tính toán đều sai rồi. Gia Cát Tây Phong nắm chặt tay, hai mắt lên.
Trang chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Một trưởng lão đi tới bên người Gia Cát Tây Phong rồi hỏi. Bên ngoài gần đây còn nghị luận gì không? Ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đổi, nhìn trưởng lão này rồi hỏi. Bàn tán trong một sớm một chiều không thể dẹp đi được. Trận chiến ở Thiên Môn Cốc, đối với thanh danh Lan Lăng Sơn Trang chúng ta tổn thương quá lớn. Hiện tại Phi Linh Môn giống như mặt trời ban trưa. Trưởng lão kia do dự một lát rồi nói. Phi Linh Môn hiện tại có động tĩnh gì không? Gia Cát Tây Phong hỏi. Không có động tĩnh quá lớn. Chuyện kia liên lạc được chưa? Gia Cát Tây Phong lại hỏi. Đang liên hệ, chỉ là đang chờ câu trả lời thuyết phục của mấy sơn môn khác. Hẳn cũng không có vấn đề quá lớn. Gia Cát Tây Phong trầm giọng, lẩm bẩm nói. Tất cả còn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa phân. Trong sơn trang yên tĩnh, tất cả đều giống như thế ngoại đào nguyên, nơi này chỉ là một sơn thôn mộc mạc, tất cả vô cùng yên tĩnh. Hoa hoa! Trong giây lát trong đình viện có một tiếng khóc nỉ non truyền ra, thanh âm cao to rõ ràng. Lan muội tử, tiếng khóc của tiểu gia hỏa này thật lớn a. So với tiếng con bò già trong nhà ta còn lớn hơn. Khi lớn lên nhất định là người có bản lĩnh. Mai đại tỷ mỉm cười, ôm bé trai trong lòng khẽ cười rồi nói. Sau đó lập tức đem bé trai giao cho Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan ôm bé trai vào lòng, tiểu gia hỏa này lập tức ngừng khóc, hai con ngươi đen thui nhìn ngó khắp nơi dường như đang đánh giá thế giới chung quanh, giống như vô cùng hiếu kỳ vậy. Đúng là mẹ con a, muội ôm tiểu gia hỏa này nó ngừng khóc ngay. Mai đại tỷ mỉm cười. Mộ Dung Lan Lan nhìn bé trai trong lòng, khóe miệng mỉm cười hiện lên sự vui vẻ. Nụ cười này khiến cho đứa bé trai trong lòng nàng vui sướng tới mức khoa tay múa chân, bàn tay nhỏ bé lộn lộn. Trên khuôn mặt nhỏ bé kia, mày to mắt kiến, đôi mắt đen lộ ra vẻ nhanh nhẹn. Trong lúc mỉm cười khóe miệng có chút tà dị. Nhìn bộ dáng này Mộ Dung Lan Lan có chút thất thần, nụ cười này không ngờ lại giống hắn như vậy. Lan muội tử, đây chính là thuốc bổ mà ta đi mua, lúc lạnh muội cần phải uống hết. Bằng không thì sẽ tội tiểu gia hỏa này. Tiểu tử này phải ăn no thì sau này thân thể mới khỏe mạnh được. Trong khi nói chuyện, Mai đại tỷ đã đặt một chén thuốc nóng lên trên bàn. Đa tạ Mai đại tỷ. Mộ Dung Lan Lan nói. Cảm tạ cái gì? Mai đại tỷ vỗ tay vào tạp dề trên người, nhìn tiểu tử trong lòng Mộ Dung Lan Lan rồi nói. Tiểu tử này có tên chưa? Còn chưa có. Mộ Dung Lan Lan nói, ngay khi Mộ Dung Lan Lan vừa mới nói xong. Trong giây lát tức thì nhíu mày, vẻ mặt chuyển thành ngưng trọng, tức thì nói với Mai đại tỷ bên người. Mai đại tỷ, ta phải đi đây. Tặng tỷ, đa tạ tỷ đã chiếu cố ta trong khoảng thời gian này. Nói xong Mộ Dung Lan Lan lấy mấy nghìn kim tệ trong nhẫn chữ vật ra rồi nói tiếp. Mặc kệ xảy ra chuyện gì tỷ không được đi ra. Lan muội tử, Mai đại tỷ này còn chưa phục hồi lại tinh thần thì thân ảnh trong phòng đã biến mất không thấy. Siêu siêu. Xa trong không trung có tiếng xé gió nhanh chóng kéo tới, trong nháy mắt có hai đạo khí tức cường hãn nhanh như thiểm điện bắn về phía sơn trang này. Mộ Dung Lan Lan nhìn phía trước, lập tức nhìn đứa bé trong lòng mình, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng. Sư muội, chúng ta tìm muội mất không ít thời gian a. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Hai mỹ phụ trung niên, người bên trái mặc một bộ cung trang màu trắng, nhìn qua chừng 3 đến 40 tuổi. Cũng có vài phần khí chất xuất trần. Mái tóc đen như ngọc, bên trên có một cái tâm đơn giản thế nhưng vẫn không thể che đi sự bất phàm của nàng. Người bên phải tuổi tác không sai biệt người kia là bao, vì là tu luyện giả, dáng dấp và tuổi tác không có quan hệ quá lớn, nữ tử này nhìn qua cũng chừng 3 đến 40 tuổi. Toàn thân mặc sa y, dùng một đai lưng màu trắng. Trên vai có một tấm lụa mỏng màu trắng, gió khẽ thổi qua khiến cho người ta có cảm giác phiêu diêu. Mái tóc đen nhánh tán loạn sau vai nhìn qua có chút ôn nhu. Khuôn mặt không trang điểm, thế nhưng lại có vẻ ưu nhã. Hai nữ tử này tuy rằng không phải hạng người tuyệt mỹ thế nhưng cũng không phải là nữ nhân dung tục. Hai vị sư tỷ Kính Hoa, Thủy Nguyệt, hai người sao lại tới đây? Mộ Dung Lan Lan lên tiếng, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Sư phụ biết sư muội sợ rằng không dễ trở về như vậy cho nên mới phái chúng ta tới đón sư muội trở về. Phụ nhân mặc cung trang màu trắng nhìn Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt lập tức nhìn đứa bé trong lòng nàng, ánh mắt biến ảo không ngừng, mở miệng nói. Sư muội, tội gì muội phải làm như vậy?
Muội thân là đảo chủ Thiên Vân đảo, hẳn phải biết bản thân có rất nhiều chuyện không thể làm được. Hai tử, mau ra mắt hai vị sư bá. Mộ Dung Lan Lan không nói gì, mỉm cười nói với đứa bé trong lòng. Đứa bé này dường như cũng không sợ hãi gì, đôi mắt đen lúng liếc nhìn hai phụ nhân trên không, dường như cực kỳ hiếu kỳ. Hai tử thật khả ái. Trong mắt phụ nhân có tấm lụa trắng kia hiện lên chút tiêu ý. Sư muội. Nữ tử có mặc cung trang liếc mắt nhìn nữ tử đeo lụa trắng, lúc này nữ tử đeo lụa trắng mới bất đắc dĩ thu lại ánh mắt mình. Phụ nhân mặc cung trang lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Lan Lan rồi nói. Sư muội, ta biết tâm ý của muội, thế nhưng cả hài tử và muội chúng ta đều phải mang trở về. Đây là mệnh lệnh của sư phụ. Kính Hoa sư tỷ, muội sẽ nói với sư phụ sau. Cho muội thời gian vài ngày, muội sẽ sắp xếp cho đứa bé này. Mộ Dung Lan Lan nhìn đứa bé trong lòng rồi nói. Sư muội, cả muội và hài tử đều phải trở về, lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của sư phụ mà muội cũng không muốn tuân theo. Nữ tử mặc cung trang nhướng mày nói. Sư muội, muội cần phải hiểu rõ, không nên để sư phụ thương tâm nữa. Sư tỷ, muội sẽ tự mình thỉnh tội với sư phụ. Mộ Dung Lan Lan nói. Sư muội, nếu đã như vậy thì đừng trách sư tỷ xuất thủ. Nữ tử mặc cung trang màu trắng khẽ thở dài nói. Mộ Dung Lan Lan cười khổ, một kiện sa y lập tức xuất hiện trong tay, sau đó nàng cuốn quanh đứa bé trong lòng, nói. Muội hiểu, hai vị cũng đừng trách ta, sau này Lan Lan sẽ tạ tội với hai người. Sư muội, không nên làm như vậy. Sư phụ từng nói qua, hài tử này Thiên Vân đảo sẽ sắp xếp cho nó, để cho nó lớn lên mà không phải lo cơm áo gạo tiền, sao muội phải làm như vậy? Phụ nhân có giải lụa trắng nói. Tránh ra cho ta, kiếp này sợ rằng ta còn không biết nơi nó ở nữa. Hai vị sư tỷ, các ngươi không hiểu được tâm tình của một người mẫu thân đâu. Mộ Dung Lan Lan nói. Sư muội, mệnh lệnh sư phụ khó cãi. Phải nhìn xem muội có thể thoát khỏi tay chúng ta mà đi hay không. Nữ tử mặc cung trang màu trắng cắn môi, trong giây lát có một cỗ linh lực ba động tuôn ra. Cỗ ba động hùng hồn nhanh chóng khuếch tán. Gợn sóng trong không gian cuồn cuộn. Trong nháy mắt bao phủ về phía Mộ Dung Lan Lan, chỉ bằng vào cỗ khí tức này cũng đủ biết được tu vi nữ tử này cũng đã đạt tới linh vương cửu trọng, sợ rằng đã tới đỉnh phong. Siêu siêu, Mộ Dung Lan Lan nhíu mày, thủ ấn trong tay được kết, thân hình chuyển động, một đạo quang cháo bằng linh lực lập tức bao phủ thân thể nàng. Kể cả đứa bé ở bên trong, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang quay về phía trước bắn đi. Sư muội. Mệnh lệnh của sư phụ khó cãi, muội chú ý. Nói xong, lập tức có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, linh lực trong cơ thể bạo phát, trực tiếp chắn trước người Mộ Dung Lan Lan, cỗ khí tức của người này cũng không dưới mỹ phụ mặc cung trang màu trắng kia bao nhiêu. Sợ rằng cũng đã tới linh vương cửu trọng. Thủ ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan bỗng nhiên biến đổi, linh lực ba động bỗng nhiên được đánh ra. Phanh phanh. Hai người giao thủ, linh lực va chạm, thanh âm trầm muộn vang vọng trên bầu trời. Kinh khí đáng sợ giống như thủy triều nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, khiến cho cả phiến không gian này có cảm giác vặn vẹo. Trời! Trong sơn trang yên tĩnh này tức thì có không ít thân ảnh nhìn lên bầu trời, cả đám nhìn chân chối. Đó không phải là Lan muội tử sao? Không ngờ Lan muội tử lại bay được, hóa ra Lan muội tử lại mạnh mẽ như vậy. Lan muội tử, cẩn thận! Trong sơn trang, thôn dân mộc mạc lên tiếng cổ vũ, thế nhưng cũng không giúp được gì. Khục khục. Hai người Mộ Dung Lan Lan và Thủy Nguyệt đánh ra công kích, thân thể bị đánh lui về phía sau. Mộ Dung Lan Lan dựa thế lần nữa chạy trốn, nhưng thân ảnh xinh đẹp vừa mới di động, phía trước lại có một đạo trưởng ấn đánh tới. Mộ Dung Lan Lan nhíu mày, trưởng ấn trong tay lập tức bổ ra. Trước trưởng ấn, trong không gian xuất hiện từng vết lún giống như cái ao nhỏ. Linh lực bàng bạc từ trong cơ thể bạo phát. Phanh. Hai đạo trưởng ấn lần nữa va chạm. Cũng không tạo thành động tĩnh lớn. Hai đạo công kích lặng lẽ tiêu tán trong không gian. Siêu. Tấm lụa trắng trên cổ Thủy Nguyệt tung bay, linh lực bạo phát. Ánh mắt nhìn Mộ Dung Lan Lan tràn ngập sự bất đắc dĩ, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh không rõ, trong chớp mắt bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Thủ ấn trong tay biến hóa, nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo chỉ ấn mang theo xu thế sấm sét cấp tốc đánh về phía Mộ Dung Lan Lan. Thực lực của Thủy Nguyệt sư tỷ gần đây tiến bộ không ít a.
thân ảnh xinh đẹp của Mộ Dung Lan Lan khẽ đổi, cũng nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo chỉ ấn. Đều là tỉ muội đồng môn cho nên linh kỹ mà các nàng tu luyện cũng không khác là bao. Chỉ ấn đem theo không gian vặn vẹo va chạm vào nhai. Siêu siêu. Lực lượng mạnh mẽ ầm ầm va chạm, kình phong đáng sợ trực tiếp tạo thành một mảnh hỗn loạn trong không trung. Siêu. Mà trong nháy mắt này Mộ Dung Lan Lan không có dừng lại một chút nào, thân ảnh xinh đẹp giống như một chú chim đột nhiên tăng tốc, thân ảnh nhanh chóng lao về phía sau. Sư muội, muội trốn không thoát đâu. Âm thanh của kính hoa vang lên, thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện trước người Mộ Dung Lan Lan, một cỗ linh lực dẫn theo năng lượng thiên địa phô thiên cái địa hội tụ. Kình phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí, trong chớp mắt thân thể trực tiếp xẹt qua không gian mang theo một đạo quyền ấn bằng bạc, cách không đánh một quyền về phía Mộ Dung Lan Lan. Quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo, thanh âm bạo liệt đáng sợ vang vọng trong không gian mang theo linh hồn công kích bàng bạc cùng với kình khí sắc bén khiến cho gợn sóng giống như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Sư tỷ, xin lỗi. Nhìn quyền ấn phía xa, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan khẽ đổi, cánh tay khẽ vỗ một cái. Khí tức bạo phát tới cực hạn, một cỗ năng lượng vô hình đột nhiên bao phủ về phía quyền ấn kia. Siêu siêu. Năng lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ quyền ấn màu trắng. Dưới năng lượng vô hình này, quyền ấn kia lập tức dừng lại. Bên ngoài quyền ấn nhất thời bị một tầng năng lượng bao phủ. Năng lượng vô hình lan tràn ra chung quanh, tràn ngập trên không trung. Phanh phanh. Cũng chỉ trong nháy mắt, quyền ấn bị đánh nát rồi tán loạn trên không trung. Trong gợn sóng không ngừng truyền ra thanh âm răng rắc, từng cái khe như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, sau đó lại biến mất không thấy. Khục khục. Kình phong vô hình đánh xuống khiến cho thân thể kính hoa trực tiếp bị đẩy lùi, sắc mặt tái nhợt. Tiếp đó, Mộ Dung Lan Lan nheo mắt, trong nháy mắt đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị. Đồng thời thân ảnh không ngờ lại phân thành hai đạo thân ảnh này đồng thời hướng về phía ngoài bỏ chạy. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh đều mang theo một mảnh tàn ảnh. Trong hai đạo thân ảnh chỉ có một đạo thân ảnh là chân thân của Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Kính hoa. Thủy Nguyệt nhìn nhau lập tức đuổi theo thân ảnh phía bên trái. Sư muội, muội không trốn thoát được đâu. Kính Hoa kêu lên, đuổi theo Mộ Dung Lan Lan. Siêu siêu. Ba đạo thân ảnh một trước hai sau truy đuổi nhau trên không trung. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thân ảnh lướt qua một tòa sơn mạch rồi biến mất ở phía trước. Trên Vân Dương Tông, quang mang trên một khối ngọc giản trong tay Vân Khiếu Thiên tiêu tán, lúc này Vân Khiếu Thiên cũng há hốc mồm. Linh Vũ Đại Đế, Thiên Linh Đan Tôn hóa ra là người ở sau lưng Lục Lâm Thiên. Không ngờ sau lưng tiểu tử kia lại có cường giả như vậy. Mãi một lúc lâu sau Vân Khiếu Thiên mới phục hồi tinh thần lại. Tin tức này khiến cho trong lòng hắn chấn động. Từ trước tới nay hắn luôn suy đoán sau lưng Lục Lâm Thiên rốt cuộc còn có ai, thế nhưng mãi không thể biết được. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng biết, Thiên Linh Đan Tôn hắn cũng từng nghe nói qua một ít. Đây là một cường giả mà các sơn môn lớn tuyệt đối phải kiêng kỵ. Phi linh môn này không đơn giản a. Lúc này đại hộ pháp cũng nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng biết được tin tức bên trong ngọc giản. Là Lục Lâm Thiên không đơn giản mới đúng. Linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, xem ra sư phụ của Lục Lâm Thiên, thánh thủ linh tôn chỉ là một trong số đó mà thôi. Người thứ nhất mới chính là Thiên Linh Đan Tôn này. Là linh vũ song tu lại đột phá lên đế giả. Nhân vật như vậy quả thực kinh diễm tuyệt luân. Đại hộ pháp nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy ta phải đi nói với mấy vị thái thượng trưởng lão. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài. Trong không trung yên tĩnh, gió xuân nhẹ nhẹ thổi. Một đầu yêu thú phi hành xuất hiện. Đây chính là một đầu thiểm điện phi báo ngũ giai học kỳ. Trên lưng thiểm điện phi báo có hơn chục thân ảnh. Trước có hai thân ảnh xinh đẹp, khí chất bất phàm. Chính là Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Lăng. Bên người hai nàng còn có La Lan Thị, Tạ trưởng lão và Vũ Ngọc Tiền trưởng lão. Lục Trung mặc áo bào trắng, chắp tay đứng thẳng, mày kiếm mắt sáng, trên người vô hình Trung có một cỗ anh khí. Ánh mắt hắn lúc này chăm chú nhìn về phía trước. Sư phụ, chúng ta sắp tới Phi Linh Môn chưa? Trên lưng thiểm điện phi báo lúc này còn có mấy đệ tử của Vũ Ngọc Tiền trưởng lão, chính là mấy người đệ tử mà Vũ Ngọc Tiền cố ý mang tới. Sắp tới rồi. Lần này mang theo các ngươi là muốn để cho các ngươi nhìn thấy Phi Linh Môn của sư huynh các ngươi. Sư huynh của các ngươi đã là nhất môn chi chủ rồi. Các ngươi phải cố gắng tu luyện cho ta cũng không trông cậy các ngươi có thể vượt qua được sư huynh các ngươi.
thế nhưng chỉ cần bằng 1/10 ta cũng đã thỏa mãn rồi. Tối thiểu cũng đừng để cho ta mất mặt. Vũ Ngọc Tiền quay về phía sau nói với mấy người đồ đệ của mình. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Mấy đệ tử nói. Chàng nha, đừng có yêu cầu cao với đệ tử như vậy. Toàn bộ Vân Dương Tông cũng không có người nào có thể so sánh được với Lâm Thiên. Chàng không phải muốn làm khó bọn chúng đó chứ. Tạ trưởng lão mỉm cười nói đỡ cho mấy đệ tử. Nàng chỉ biết che chở cho bọn chúng. Vũ trưởng lão nói nhỏ. Mẫu thân, chúng ta sắp tới Phi Linh Môn rồi. Vân Hồng Lăng nói với La Lan Thị. Sắp tới rồi sao? La Lan Thị mở miệng cười, rốt cuộc nàng cũng có thể tới Phi Linh Môn gặp nhi tử của mình. Nghĩ tới việc gặp ba hài tử, trong lòng nàng không khỏi vui mừng. Siêu siêu. Trong không trung, một đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua phía chân trời, vẻ mặt lo lắng, vội vã, người này chính là Mộ Dung Lan Lan. Người của Vân Dương Tông sao? Thân ảnh Mộ Dung Lơ Lan chợt lóe, nàng nhướng mày đem đứa bé trên lưng đặt ở trên một ngọn cây. Đứa bé này nhìn Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt lóe lên bất định. Con ta! Mộ Dung Lan Lan hôn lên trán đứa bé, trong mắt có chút ướt át, lập tức đánh vào mông đứa bé này một cái, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Oa oa! Bị đánh, đứa bé này lập tức khóc lớn lên, thanh âm vô cùng to. Ồ, có tiếng khóc! Trên phía chân trời, trên lưng thiểm điện phi báo, ánh mắt Vân Hồng Lăng khẽ đổi. Là tiếng khóc của trẻ con. Lữ Tiểu Linh cũng nghe thấy tiếng khóc này. Chúng ta đi nhìn xem một chút, sao nơi này lại có tiếng trẻ con khóc a? Vân Hồng Lăng có chút nghi hoặc, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Gì? Sau mấy cái lắc mình, thân ảnh Vân Hồng Lăng đã đi tới nơi phát ra tiếng khóc. Trên một cây đại thụ lúc này có một bé trai nằm trong một tấm vải đang khóc lớn, thanh âm cao v upsilon t. Vì sao lại có trẻ con ở nơi này? Khả ái quá! Thân ảnh xinh đẹp của Lữ Tiểu Linh chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bé trai này, sau đó ôm đứa bé này vào trong lòng. Nhưng mà đứa bé này vẫn khóc liên tục không ngừng. Là ai để đứa bé này ở đây? Vân Hồng Lăng đưa mắt nhìn quanh bốn phía thế nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Hồng Lăng tỷ, hài tử này khả ái quá. Lữ Tiểu Linh đem bé trai ôm vào trong ngực. Vì sao lại có trẻ con ở nơi này, nhanh đưa cho ta xem. Thiểm điện phi báo cũng đi tới bên người hai nàng. Nhìn thấy đứa bé trong lòng Lữ Tiểu Linh đang khóc nỉ non, La Lan Thị vội bảo Lữ Tiểu Linh đưa cho mình. Loại chuyện như thế này La Lan Thị không tin Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Lăng, dù sao hai người cũng chưa có kinh nghiệm. Mẫu thân, người nhìn xem, đứa bé này khả ái quá. Lữ Tiểu Linh nhảy lên lưng thiểm điện phi báo, giao đứa bé cho La Lan Thị. Là ai lại để tiểu gia hỏa này ở đây, tiểu gia hỏa này đáng yêu quá, là con trai a. La Lan Thị tiếp nhận đứa bé, lập tức trách mắng người để đứa bé lại đây. Nhìn đứa bé trong lòng, nàng càng nhìn càng cảm thấy thích. Nói đến cũng lạ, La Lan Thị ôm đứa trẻ này lập tức ngừng khóc, đôi mắt đen lúng liếng nhìn vào La Lan Thị, dường như cảm thấy thân thiết dị thường. Thế nhưng nhìn khóe mắt có nước mắt khiến cho mọi người thoạt nhìn vô cùng đau lòng. Mẫu thân, vì sao người vừa ôm tiểu gia hỏa này lại dừng khóc vậy? Lữ Tiểu Linh có vẻ vô cùng nghi hoặc. Quả thực có duyên với ta. La Lan Thị mỉm cười, tạ trưởng lão, phụ trưởng lão cùng với đám người xúm lại. Lục Trung và Vân Hồng Lăng thì nhìn chung quanh tìm kiếm. Gần đây không có người, nhanh tìm xem, nếu như có người đánh rơi hài tử này thì sẽ rất sốt ruột. La Lan Thị lập tức nói. Mẫu thân, gần đây không có ai, đây cũng không giống như là đánh rơi. Hài tử này phải làm sao bây giờ? Vân Hồng Lăng nói. Thật là, không biết là ai vậy? Hài tử dễ thương như vậy mà. La Lan Thị khẽ thở dài, nhìn đứa bé trong lòng nói. Hài tử, bằng không con đi cùng ta, có được không? Khanh khách. Đứa bé này không biết có phải hiểu hay không mà lập tức nở nụ cười khanh khách. Tiểu gia hỏa này khi cười quả thực có chút tương tự với Lâm Thiên khi còn bé. Lục Trung cũng đi tới, hai hàng lông mày giãn ra rồi mỉm cười. Tiểu gia hỏa khải ái này quả thực khiến cho người khác nhìn vào lập tức cảm thấy thích. Chàng nói như vậy thiếp lại thấy quả thực có chút tương tự. La Lan Thị nhíu mày, nhìn đứa bé trong lòng, càng nhìn càng thấy giống giống, nàng nói. Nếu như hài tử này đã có duyên với ta như vậy, vậy thì cũng không thể để nó ở đây. Chúng ta mang nó theo đi.
mẫu thân quyết định là được rồi, chúng ta đi. Vân Hồng Lăng liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phân phó Thiểm Điện Phi báo rời đi. Thân ảnh mọi người trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Siêu! Mãi đến khi mọi người biến mất, trong một ngọn núi đột nhiên có một đạo thân ảnh hiện lên, người này chính là Mộ Dung Lan Lan. Lúc này hai mắt Mộ Dung Lan Lan ướt nhòe, nhìn đám người Vân Dương Tông rời đi phía xa, trong lòng đau đớn không thôi. Loại đau đớn này chỉ có chính bản thân nàng mới biết được mình đau đớn thế nào. Sư muội, có thể theo chúng ta đi được chưa? Trong giây lát, Kính Hoa, Thủy Nguyệt xuất hiện phía sau Mộ Dung Lan Lan. Nhìn đám người Vân Dương Tông biến mất phía chân trời, hai nàng cũng khẽ thở dài. Đa tạ hai vị sư tỷ hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Lan Lan quay đầu nói với hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt. Sư muội, việc mà chúng ta làm được cũng chỉ có thế mà thôi, đi thôi. Kính Hoa khẽ nói, một lát sau ba thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Phi Linh Môn lúc này đang trong giai đoạn tái thiết, thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai ngày sau đại chiến với Linh Vũ Giới, hai người Kim Lang Tôn Giả và cùng Kỳ Tôn Giả chạy tới Phi Linh Môn. Sau khi tới Phi Linh Môn, nhìn thấy dáng vẻ của Phi Linh Môn hiện tại, hai người lại càng hoảng sợ, thế nhưng sau khi tới Hậu Sơn hai người mới biết được tất cả mọi việc. Từ trong miệng Thánh Thủ Linh Tôn biết được mọi chuyện, hai người mới yên lòng. Mà Thánh Thủ Linh Tôn cũng biết chuyện xảy ra ở Đông Hải, lúc Ngọc Giản tín hiệu bị nghiền nát thì Kim Lang Tôn Giả đã thu được Ngọc Giản tín hiệu. Thế nhưng hai người cũng không thể rời khỏi Vạn Đảo Nhai. Bởi vì Vạn Đảo Nhai đã bị người ta vây quanh, hai cường giả thần bí bao vây Vạn Đảo Nhai, đều là tôn cấp cửu trọng, vốn bốn người cũng không sợ hãi, thế nhưng hai người kia không ngờ lại xuất ra nguyên lực đế giả. Kết quả sau một hồi đại chiến, Bạch Long Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả, cùng Kỳ Tôn Giả liên thủ đối phó với hai người dùng nguyên lực đế giả này, thế nhưng cho dù liều mạng cũng chỉ đánh ngang tay. Cuối cùng hai bên đều lưỡng bại câu thương, hai người này vây khốn bọn họ hai ngày mới rời đi. Sau đó Kim Lang Tôn Giả, cùng Kỳ Tôn Giả mới đi tới Phi Linh Môn. Đồng thời hai người cũng thu được tin tức trước đó Phi Linh Môn bị Linh Vũ Giới vây công 4 ngày, Địa Viêm Đảo một trong tứ các tứ đảo trong vòng một đêm bị người ta san bằng. Đệ tử trong Sơn Môn hầu như bị đánh chết, mà trận đại chiến này cũng không làm kinh động bao nhiêu người. Giống như là vô thanh vô tức vậy. Sáng sớm hôm sau tin tức này mới truyền đi. Bởi vì Vạn Đảo Nhai bị hai cường giả bao vây, thế nên hai người Kim Lang Tôn Giả mới phá lệ, lần này cũng chỉ có hai người tới đây. Hai người tới Phi Linh Môn một ngày một đêm rồi cũng vội vã rời đi. Tình huống ở trong Đông Hải cũng khiến cho Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn cực kỳ lo lắng. Thế nhưng thứ khiến cho hai người lo lắng nhất chính là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vẫn không hề có một động tĩnh nào. Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn đều thúc thủ vô sách. Mà Lục Lâm Thiên nằm đó đã nửa tháng cũng vẫn không hề có động tĩnh gì. Trong Hậu Sơn Phi Linh Môn, trong đình viện Lục Lâm Thiên vẫn nằm yên tĩnh trên giường, quanh thân không có bao nhiêu khí tức ba động. Nếu không phải tim còn đập thì nhất định sẽ khiến cho người khác liên tưởng tới một cỗ thi thể. Bên cạnh giường, Nam Thúc do dự một lát, thủ ấn được kết, trong mi tâm có một đạo bạch quang bắn ra, sau đó cẩn thận tiến vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt này, Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá còn có Lục Tiểu Bạch vừa mới chạy về không lâu trước đều khẩn trương không ngớt. Nam Thúc khống chế linh hồn lực tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Cho dù có Thánh Thủ Linh Tôn ở bên cạnh cũng không dám sơ ý, linh hồn lực chậm rãi tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên, muốn điều tra trạng thái linh hồn của Lục Lâm Thiên để biết rốt cuộc hiện tại Lục Lâm Thiên xảy ra chuyện gì. Đã nửa tháng qua Lục Lâm Thiên không có một chút động tĩnh nào khiến cho tất cả mọi người lo lắng không thôi. Linh hồn lực chậm rãi tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên, Nam Thúc cẩn thận tiến vào. Lúc này linh hồn lực Nam Thúc vừa mới tiến vào trong đầu lập tức có một đạo kim quang chói mắt bắn ra. Nam Thúc lập tức cảm giác được bên trong cỗ kim quang này có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn hắn cũng phải run sợ, căn bản không thể chống lại. Thế nhưng Nam Thúc cũng đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, lập tức lui lại. Siêu! Có Thánh Thủ Linh Tôn cảnh báo, Nam Thúc nhanh chóng rút linh hồn lực của mình về, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Thánh Thủ Linh Tôn hỏi. Khung Thiên Huynh, trong đầu tiểu tử này rốt cuộc có vật gì vậy? Ta cũng không biết, lần trước thiếu chút nữa ta còn bị nó hại a. Thánh Thủ Linh Tôn nhíu mày lập tức nói. Thứ kia có thể là vật từ thời thượng cổ cũng không nhất định, khí tức không phải tầm thường. Vật thượng cổ sao?
Nam Thúc khẽ cau mày nói. Trước tiên mặc kệ nó là vật gì, tiểu tử này đã nằm như vậy nửa tháng rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Không thể kiểm tra linh hồn, cũng không có cách nào biết nó bị làm sao. Lâm Thiên lần này bị tẩu hỏa nhập ma quá nghiêm trọng. Thế nhưng có lẽ có bất diệt huyền thể và thứ quỷ dị trong đầu nó mới khiến cho nó bình yên vô sự như hiện tại. Nhưng nếu muốn khôi phục thì khó mà nói trước được. Thánh thủ linh tôn khẽ thở dài, ngay cả hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể thở dài mà thôi. Nam Thúc, người thử nghĩ biện pháp khác xem, lão đại nếu như không tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Tiểu Long lo lắng nói. Hiện tại không có cách nào, bề ngoài tiểu tử này không có một dấu hiệu không tốt nào, lại không thể tra xét linh hồn. Nam Thúc đi qua đi lại, hiện tại hắn cũng bó tay. Ca ca sẽ không sao chứ? Vì sao lâu vậy còn chưa tỉnh? Có lẽ nào linh hồn bị tổn thương? Lục Tâm Đồng lo lắng nói, thân là linh giả, đối với phương diện này nàng biết nhiều hơn một chút. Không thể điều tra cho nên không thể nhìn ra. Nam Thúc cười khổ, vừa rồi dưới đạo kim quang kia hắn cũng phải kiêng kỵ. Trong cơ thể Lâm Thiên có hai cỗ chân khí này cực kỳ khổng lồ. Thánh thủ linh tôn nói. Nếu như tiểu tử này có thừa nhận hai cỗ chân khí này thì cũng không cần quá vội. Đối với người khác mà nói, hai cỗ chân khí này chính là hiểm họa, thế nhưng đối với tiểu tử này mà nói chính là chỗ tốt. Nam Thúc suy tư một hồi rồi nói với Thánh thủ linh tôn. Không thể điều tra linh hồn, hiện tại ta cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tiểu tử này chỉ có một chút không ổn mà thôi. Thời gian ta kiểm tra thì phát hiện ra vũ đan của hắn khô nứt. Hẳn là đang đột phá bị quấy rối nên bị khí huyết công tâm, cuối cùng bị thương nặng. Mạnh mẽ thôn phệ đột phá, khí tức bất ổn lại còn xuất thủ liều mạng, trực tiếp làm bị thương tới vũ đan. Vũ đan bị thương, nhẹ thì mất sạch tu vi, nặng thì đan toái trở thành phế nhân, không chết đã là kỳ tích. Thánh thủ linh tôn suy đoán, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Nam Thúc khẽ gật đầu, cũng lo lắng nói. Sợ rằng hồn anh trong đầu tiểu tử này cũng không ổn. Nếu như hồn anh bị ảnh hưởng, nhìn tình huống mà đoán. Nhẹ thì vĩnh viễn như thế này, nặng thì sẽ chết. Linh hồn của nó chúng ta không thể điều tra, vì vậy hiện tại cũng không có biện pháp. Chỉ có chờ mà thôi. Vận khí tiểu tử này luôn luôn không kém, hy vọng lần này có thể tiếp tục vượt qua được. Nam Thúc nói. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Thánh thủ linh tôn nói. Ngoài phi linh môn, thiểm điện phi báo hạ xuống. Nửa tháng qua phi linh môn đã một lần nữa được kiến thiết lại như lúc ban đầu. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh hạ xuống, ngoài phi linh môn có không ít đệ tử quen mặt với hai vị trưởng môn phu nhân, lập tức tiến lên hành lễ. Xảy ra chuyện gì sao? Ngoài phi linh môn cũng rực rỡ hẳn lên, vốn trước đó Vân Hồng Lăng rời khỏi Vân Dương Tông cho nên còn chưa thu được tin tức của phi linh môn cho nên lúc này trong lòng có chút bất an, lập tức hỏi mấy đệ tử này. Một đệ tử dường như là đầu lĩnh nói đại khái một ít chuyện xảy ra một tháng trước, còn chưa nói xong Vân Hồng Lăng đã vọt vào bên trong phi linh môn, Lục Trung cũng biến sắc. Một lát sau, dưới sự dẫn đường của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, đám người Vân Hồng Lăng mới đi tới bên trong đình viện vốn là nơi tu luyện của sát phá quân. Đám người Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá cũng vừa hay ở bên trong. Đình viện này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nửa tháng nay cũng đã tới qua hai lần, tình huống của Lục Lâm Thiên hai người đều nói cho La Lan Thị, đám người Vân Hồng Lăng lo lắng tới cực điểm. Hai người Dương Quá, Lục Tâm Đồng bỗng nhiên nhìn thấy mẫu thân tới phi linh môn tức thì kinh ngạc, hai người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nam Thúc, Lục Trung đi tới trước mặt Nam Thúc rồi thi lễ. Đối với lão bộc thần bí ở trong Lục gia vài thập niên khi hắn biết được thân phận cũng không khỏi khiếp sợ. Nam Thúc cũng coi như là người nhìn hắn lớn lên. Nhìn thấy dáng dấp của Lục Lâm Thiên lúc này, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh liền đi miam tới, thế nhưng hai nàng cũng chỉ có lo lắng suông mà thôi. Từ trong miệng hai người Tiểu Long và Lục Tâm Đồng các nàng cũng biết được tình huống gần đây của Lục Lâm Thiên. La Lan Thị, Lục Trung, Vũ Ngọc Tiền cũng chỉ có thể lo lắng. Mà thứ hiện tại mọi người có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Hoa hoa! Có lẽ là bởi vì trong phòng có nhiều người xa lạ cho nên đứa bé trong lòng La Lan bỗng dưng khóc to lên, thanh âm cao vê upsilon t. Mẫu thân, đây là... Đám người Lục Tâm Đồng đã sớm chú ý tới đứa trẻ trong lòng La Lan, thế nhưng cũng chưa hỏi. Lúc này nhìn thấy đứa trẻ này khóc nàng mới lên tiếng hỏi. Vân Hồng Lăng,
Lữ Tiểu Linh đem chuyện nhặt đứa trẻ này trong sơn mạch Vụ Đô nói qua một lần, mọi người cũng chỉ âm thầm cảm thấy kỳ lạ, có chút ngoài ý muốn. Chỉ là nghe tiếng đứa trẻ này khóc, Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn liếc mắt nhìn nhau, Nam Thúc lập tức đi tới trước mặt La Lan Thị rồi nói. Phu nhân, để cho ta xem hài tử này một chút. Nam Thúc, người còn gọi ta là phu nhân sao? Làm thế quả thực là giết ta à? La Lan Thị mỉm cười, đem đứa trẻ trong lòng giao cho Nam Thúc. Nam Thúc ôm đứa bé, thủ ấn trong tay được kết, liên tục rơi vào trên người đứa bé này, sắc mặt hắn càng lúc càng kinh ngạc. Nam Thúc, hài tử này sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Thúc, La Lan Thị sốt ruột hỏi. Nàng sợ rằng thân thể tiểu tử này không tốt. Nam Thúc thu hồi thủ ấn, lập tức nói với La Lan Thị. Yên tâm đi, hài tử này không sao hết, rất tốt. Hài tử này sợ rằng mới sinh ra còn chưa được một tháng a. Thế nhưng linh hồn lực lại không kém. Thánh Thủ Linh Tôn không nhìn, nhưng thân là linh hồn thể cho nên cảm nhận vô cùng rõ ràng. Linh hồn lực của đứa bé này so với đứa trẻ 3-4 tuổi còn mạnh hơn một chút, điều này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này vừa sinh ra đã là một linh giả. Nam Thúc gật đầu với Thánh Thủ Linh Tôn, nhịn không được mà kinh ngạc nói. Thân thể âm dương tiên thiên, không ngờ thân thể của tiểu gia hỏa này lại là âm dương tiên thiên, tiểu tử kia cũng chỉ là âm dương hậu thiên mà thôi. Vậy không phải nói thể chất của tiểu tử này so với Lâm Thiên còn mạnh hơn sao? Thánh Thủ Linh Tôn cũng kinh ngạc. Không chỉ có như vậy, tiểu gia hỏa này vừa mới sinh ra thì trong cơ thể đã mang theo thuộc tính ngũ hệ. Nam Thúc cười khổ nói, tay đánh ra một đạo linh lực bao phủ thân thể tiểu gia hỏa này, trên người tiểu gia hỏa này lập tức có ngũ sắc quang mang nhàn nhạt tràn ra. Quang mang này tuy rằng cực kỳ yếu ớt, thế nhưng quang mang này xuất hiện khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đứa trẻ vừa mới sinh ra này không ngờ trong cơ thể lại có thuộc tính ngũ hệ. Cũng là linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Sát Phá Quân ở bên cạnh trợn mắt, cái miệng há hốc tuyệt đối có thể nhét vừa một quả trứng. Không sai, thể chất của tiểu gia hỏa này tuyệt đối là người mạnh nhất mà ta đã từng gặp. Có thể nói cũng là linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Không nói thì thôi, nếu chỉ tính riêng thiên phú thì tiểu gia hỏa này còn mạnh hơn Lâm Thiên. Nam Thúc nói, thiên phú của tiểu gia hỏa này mạnh như vậy sao? Mọi người nhìn đứa bé trước mặt không khỏi hít sâu một hơi. Thiên phú của Lục Lâm Thiên mọi người cũng biết, tuyệt đối là người khiến cho cả đại lục khiếp sợ, không ngờ thiên phú của tiểu gia hỏa này lại còn mạnh hơn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử kia, lễ vật gặp mặt này của ngươi quả thực rất đặc biệt. Nam Thúc đột nhiên nói. Mọi người nhìn lại không khỏi mỉm cười, hóa ra tiểu gia hỏa này đang tè vào người Nam Thúc. Nam Thúc bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa trong tay. Đôi mắt đen nhánh của tiểu gia hỏa này nhìn về phía Nam Thúc cười, khiến cho Nam Thúc cũng chỉ có thể cười khổ. Nửa bản quyền tỉa Upsilon của đồng tử là thứ tốt ha. Thánh Thủ Linh Tôn cũng mỉm cười nói. Lễ vật gặp mặt mà tiểu gia hỏa này đã tặng cho ngươi, ngươi cũng không thể không đáp lễ. Hạt giống tốt như vậy cũng không nên lãng phí. Cũng được, hạt giống tốt như vậy quả thực không nên lãng phí, vậy thì cho tiểu tử này một chút lễ vật, tạo cho nó chút căn cơ vậy. Nam Thúc cười khổ, trong mắt hiện lên sự hiền từ, lập tức đánh ra từng đạo thủ ấn. Thủ ấn mang theo quang mang nhàn nhạt nhẹ nhàng rơi vào trên người bé trai này. Thời gian lần nữa trôi qua, trong Đông Hải lúc này là một mảnh hỗn loạn. Trong vòng một đêm địa viêm đảo bị san bằng, tất cả cường giả không rõ tung tích, không biết là tan thành cho bụi hay là xảy ra biến cố gì. Trong Đông Hải lúc này vô cùng hỗn loạn, vô số người lo lắng. Địa viêm đảo này bị san bằng. Thế nhưng những thế lực chung quanh lại không nghe được một động tĩnh gì. Việc này mới là thứ khiến cho người ta chấn động nhất. Bảy sơn môn khác trong tứ các tứ đảo lúc này cũng khiếp sợ, cường giả các sơn môn đều quay về sơn môn. Trong các sơn môn lớn cảnh giác tới cao độ, địa viêm đảo bị san bằng, rốt cuộc là ai làm? Trong đại lục này thế lực có thể vô thanh vô tức làm được điều này sợ rằng còn chưa có một ai. Cho dù là liên thủ cũng không đến nỗi vô thanh vô tức như vậy. Toàn bộ Đông Hải khiếp sợ. Bảy sơn môn còn lại trong tứ các tứ đảo chấn động, phái cường giả ra đi tìm hiểu tin tức. Thế nhưng lại không có bất luận thu hoạch nào, giống như không có một chút dấu vết nào vậy. Tuy rằng không có bất luận một chút tin tức nào, thế nhưng có người nói phụ cận thi thoảng có người nhìn thấy, lúc màn đêm buông xuống toàn bộ địa viêm đảo tức thì đen kịt, giống như là bị thứ gì đó bao phủ,
hoàn toàn là một mảnh hắc ám, thế nhưng cũng không có ai chú ý. Trong lúc Đông Hải chấn động, thời gian cũng dần dần trôi qua. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, dường như mọi việc yên bình hơn một chút. Thế nhưng đối với các sơn môn lớn thì lại không lúc nào không cảnh giác. Người của các sơn môn lớn biết thực lực của Địa Viêm đảo, thực lực như vậy không ngờ lại vô thanh vô tức bị san bằng. Muốn làm được điều này cần thực lực rất mạnh mới có thể làm được. Chí ít loại lực lượng này sợ rằng không có bất kỳ thế lực nào trên đại lục có được. Thời gian 3 tháng, các thế lực lớn trong cổ vực, đại lục Linh Vũ cũng nhận được tin tức này từ thiên địa các. Tin tức này so với việc phi linh môn xuất hiện đế giả còn chấn động hơn. Bởi vì tin tức này chính là Địa Viêm đảo trong vòng một đêm biến mất không thấy. Tin tức như vậy đủ để khiến cho tất cả các sơn môn lớn thấp thỏm không yên. Các sơn môn lớn lập tức khẩn trương, bố trí và đề phòng. Mà trong phi linh môn tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông cũng phái người tới phi linh môn dò hỏi một chút rồi rời đi. Lục Lâm Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, vì vậy hai nàng Lữ Tiểu Linh cùng Vân Hồng Lăng vẫn ở lại phi linh môn. Mà theo thời gian trôi qua, cường giả gia nhập phi linh môn gần đây so với cường giả trước đây gia nhập phi linh môn tăng lên trên diện rộng. Cường giả đến gia nhập phi linh môn cuồn cuộn không dứt, thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Ba tôn giả trong phi linh môn 3 tháng trước diệt địch cũng xuất không ít lực, hỏa thử tôn giả ngã xuống, phi linh môn lại trong thời gian cần dùng người, trưởng môn hôn mê bất tỉnh, đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, thanh linh tôn giả sau khi thương nghị với nhau lại tìm Lục Tâm Đồng thương lượng một hồi, sau đó mấy người làm chủ để cho ba người gia nhập phi linh môn, trở thành tôn sứ hộ môn. Ba vị tôn giả phân biệt là Chấn Linh tôn giả, Tu Vi Linh tôn nhất trọng. Cực Mộc tôn giả Tu Vi Vũ tôn nhị trọng. Người còn lại chính là Song Tuyệt tôn giả, Tu Vi Vũ tôn tam trọng. Người này gọi là Song Tuyệt là bởi vì có 2 kiện linh khí song đao huyền cấp. Ba tôn giả này vốn đã có dự định gia nhập phi linh môn từ trước, lúc này lại tự mình chứng kiến thực lực của phi linh môn. Phi linh môn lại còn có đế giả tọa chấn cho nên càng thêm kiên định với ý định gia nhập phi linh môn. Hỏa thử tôn giả ngã xuống khiến cho mọi người đau lòng, thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh còn cố ý tìm hậu nhân của hỏa thử tôn giả, nếu như phi linh môn có thể giúp được gì thì nhất định sẽ tận lực. Hỏa thử tôn giả vì phi linh môn mà ngã xuống, chiếu cố hậu nhân cũng là chuyện phải làm. Thời gian 3 tháng trôi qua, Lục Lâm Thiên vẫn không có chút động tĩnh nào, nếu không phải tim còn đập thì quả thực không khác gì người chết. Khí tức và dáng dấp so với ngày đầu tiên nằm trên giường không có gì khác biệt. Mọi người vô cùng lo lắng thế nhưng cũng không thể làm gì. Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn nghĩ biện pháp, Nam Thúc thậm chí còn thử một lần nữa đi vào trong không gian linh hồn của Lục Lâm Thiên, thế nhưng vẫn không thể tiến vào nửa bước. Không thể kiểm tra được linh hồn của Lục Lâm Thiên, Nam Thúc cũng chỉ có thể bó tay. Thời gian mấy tháng trôi qua, phi linh môn rực rỡ hẳn lên, trên đống hỗn độn khi trước lúc này là một mảnh kiến trúc, so với khi trước còn rộng lớn hơn nhiều. Phi linh môn liên tục mở rộng, diện tích cũng không ngừng kéo dài. Mặt bên kéo dài tới gần sơn mạch Vũ Đô, về phần phía sau đã bao phủ toàn bộ phi linh sơn mạch. Hiện tại các cường giả trong phi linh môn trên cơ bản đều ở trong sơn mạch, mỗi một cường giả đều ở trên một ngọn núi, đệ tử bình thường không thể tiến vào đó. Đại điện phi linh môn, trải qua 3 lần sửa chữa đại điện càng thêm khổng lồ không gì sánh được. Trước đại điện chính là một cái sân rộng, 4 phía đều là bậc thang. Phải đi qua mấy bước bậc thang mới có thể tới được sân rộng, sau đó tiến vào đại điện. Vô hình chung cũng có ngụ ý tiến vào đại điện không thể không cúi đầu, cũng đại biểu cho khí phái của thế lực nhất lưu. Trên một sân rộng ở hậu sơn phi linh môn lúc này có 1000 người đang tụ tập, tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi, tuổi tác chừng 10 đến gần 20, cả đám hiện tại đều vô cùng phấn chấn. Đông đảo ánh mắt hiện tại đều đang nhìn vào 2 đệ tử trẻ tuổi đang giao thủ ở giữa sân rộng. Mỗi 3 tháng, đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói đều là đại sự. Mỗi 3 tháng phi linh môn đều có 1 lần khảo thí, kiểm tra tình huống tu luyện của đệ tử trẻ tuổi. Thậm chí còn có xếp hạng, nếu có thể tiến vào top 50 đệ tử đứng đầu thì cũng chứng minh được thực lực của mình. Căn cứ theo lời chấp sự phụ trách dạy dỗ bọn họ mà nói, người trong top 50 sẽ được trưởng lão trong môn đến tuyển chọn đệ tử thân truyền 1 lần nữa, điều này khiến cho chúng đệ tử bình thường càng thêm nỗ lực. Ai cũng muốn trở thành đệ tử thân truyền, đãi ngộ của đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường hoàn toàn không giống nhau. Phanh phanh,
hai đệ tử trẻ tuổi trên đài va chạm với nhau, lực lượng va chạm phát ra thanh âm trầm thấp bạo liệt. Một đạo thân ảnh bị đánh bay xuống dưới đài. Lưu Hồng thắng, kế tiếp chính là Lưu Chí Chiêu đối đầu với Niếp Phong. Trên sân rộng, một chấp sự lớn tiếng nói. Siêu! Một đạo thân ảnh tức thì nhảy lên, đây là một thanh niên 16-17 tuổi, trên người mặc một chiếc áo bào xanh, thân thể rắn chắc, động tác khi thân hình đáp xuống sân rộng vô cùng ưu nhã, dẫn tới vô số tiếng vỗ tay. Trong đám người, thân hình Niếp Phong khẽ nhún, bàn chân vận sức giống như mãnh hổ vồ mồi rồi đáp xuống sân rộng. Tuy rằng động tác nhìn không đẹp lắm, nhưng lại mang theo khí tức hung hãn, động tác này hiển nhiên không nhận được sự hoan nghênh như Lưu Chí Chiêu cho nên cũng không có tiếng vỗ tay. Niếp Phong này chính là đệ tử của trưởng môn, không biết hắn có thể đánh bại được Lưu Chí Chiêu hay không. Lưu Chí Chiêu là người có thực lực mạnh trong đám người chúng ta, mấy ngày hôm trước chấp sự còn khen hắn tiến bộ không tồi a. Hai người này giao thủ không biết ai sẽ chiến thắng. Niếp Phong lên đài tức thì có không ít tiếng nghị luận trong chúng đệ tử truyền ra. Thân phận của Niếp Phong đương nhiên cũng khiến cho không ít đệ tử chú ý. Mời. Lưu Chí Chiêu nhìn Niếp Phong, trên phương diện tuổi tác hắn lớn hơn vài tuổi, thế nhưng dáng dấp lại không khác biệt là bao, ngược lại thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn Niếp Phong một chút. Sư huynh, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Niếp Phong cực kỳ lễ phép, khẽ gật đầu nói. Trong giây lát cánh tay trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn về phía Lưu Chí Chiêu, tuy rằng không có chân khí phụ trợ, thế nhưng lực lượng cũng không kém, cũng có một cỗ khí thế. Siêu! Nhìn quyền ấn này đập tới, ánh mắt Lưu Chí Chiêu lóe sáng, quang mang dưới chân chợt lóe lên, một cỗ chân khí thuộc tính phong tràn ra, bàn chân di chuyển nhanh chóng tránh được một quyền này. Tuy rằng nói là nhanh chóng thế nhưng cũng có chút chật vật. Lưu Chí Chiêu lúc này vô cùng hoảng sợ. Hắn không ngờ tốc độ của Niếp Phong lại nhanh như vậy. Lúc thân hình thối lui, Lưu Chí Chiêu cũng không khách khí, đối mặt với đệ tử của trương môn hắn cũng muốn tỏa sáng. Cánh tay hắn có một cỗ chân khí màu trắng nhanh chóng ngưng tụ, thân ảnh đánh về phía Niếp Phong, đồng thời hai tay vung lên, bỗng nhiên chuyển thành lợi chảo chộp tới ngực Niếp Phong. Đầu ngón tay, thuộc tính phong màu trắng bàng bạc ngưng tụ lại trên đầu ngón tay giống như là một đôi bao tay mang theo lợi chảo sắc bén vậy. Siêu! Trước chảo ấn của Lưu Chí Chiêu mang theo tiếng xé gió, tốc độ cực kỳ nhanh, đánh tới trước người Niếp Phong. Nhìn một chảo của Lưu Chí Chiêu mang theo tiếng xé gió mơ hồ, không ít chấp sự chung quanh cũng phải gật đầu. Trong hàng ngũ đệ tử mấy năm nay, thực lực của Lưu Chí Chiêu này quả thực không tồi. Đạo chảo ấn này hai mắt Niếp Phong mở lớn, giống như một đầu dã thú đối phó một chảo, quanh thanh không có bất luận một chút ca han khí nào. Ngay khi chảo ấn còn cách hắn nửa thước, Niếp Phong khom lưng xuống, thân thể trực tiếp trở thành một đường vòng cung. Sau đó thân thể dùng xu thế như sấm sét trực tiếp tách chảo ấn này ra. Siêu! Đạo chảo ấn này của Lưu Chí Chiêu trong giây lát xẹt qua bụng Niếp Phong, kình phong khiến cho y phục trên bụng Niếp Phong bay phất phới. Tinh quang trong mắt Niếp Phong chợt lóe lên, thân hình lập tức khom lưng, tay trái mạnh mẽ chém xuống mặt đất, một cỗ lực lượng đánh vào mặt đất, mượn lực mà nhảy dựng lên. Một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh vào trên người Lưu Chí Chiêu. Phanh! Lưu Chí Chiêu bị một quyền này đánh cho lảo đảo lui về phía sau vài bước, chân khí trong cơ thể bị kiềm hãm, sau khi lùi lại mấy bước mới ổn định lại được thân thể. Phản ứng không tồi. Dưới một chiêu này, không ít chấp sự cũng nhíu mày. Phản ứng của Niếp Phong quả thực không bình thường, lực lượng cũng không nhỏ, không ngờ có thể dùng một quyền đánh cho Lưu Chí Chiêu lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà Lưu Chí Chiêu này đã là vũ sĩ nhất trọng, 5-6 người bình thường cũng không có khả năng đánh hắn lùi lại. Niếp Phong còn chưa tu luyện ra chân khí, muốn thực sự đánh bại hắn sợ rằng không dễ. Một quyền bị đẩy lui, Lưu Chí Chiêu cũng có chút hơi ngạc nhiên, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Quả thực hắn đã bị mất mặt, chân khí dưới chân chợt lóe, thân ảnh lần nữa bắn thẳng về phía Niếp Phong. Cánh tay run lên đánh ra một thủ ấn đơn giản, một đạo trưởng ấn cấp tốc được ngưng tụ ra. Trực tiếp đánh về phía Niếp Phong. Niếp Phong cũng biết thực lực bản thân mình không đủ, trong mấy ngày nay, thân là đệ tử của trưởng môn, một ít chấp sự đều vô cùng nhiệt tình chỉ bảo không ít chuyện trên phương diện tu luyện cho hắn, bao gồm là chân khí, linh lực, đan dược, vũ khí, linh kỹ. Nhìn đạo trưởng ấn phía trước, Niếp Phong cũng biết đây là vũ khí, uy lực rất mạnh, giống như là một trưởng của dã thú uy mãnh nhất, nếu như ngạnh kháng thì người chịu thiệt là hắn. Thân ảnh hắn lập tức nhảy sang một bên. Ngươi không tránh được đâu. Lưu Chí Chiêu khẽ quát một tiếng,
hắn biết tốc độ của Niếp Phong không chậm cho nên dường như đã có chuẩn bị từ trước. Chân khí chợt lóe, trong nháy mắt chắn trước người Niếp Phong, trưởng ấn mang theo kình phong đem y phục trên người Niếp Phong rung động. Sắc mặt Niếp Phong đại biến, hắn không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, ánh mắt đảo qua chung quanh, cũng không có ngoại lực có thể mượn để chống đỡ cho nên chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Ngay khi Niếp Phong lần nữa thối lui, trong chốc lát này trưởng ấn trong tay Lưu Chí Chiêu không chút lui tình giống như mũi tên rời cung mang theo chân khí bàng bạc, trưởng ấn ầm ầm đánh vào ngực Niếp Phong. Lưu Chí Chiêu là vũ sĩ nhất trọng, lại là vũ giả thuộc tính phong, tốc độ cực nhanh. Niếp Phong tuy rằng có thiên phú chiến đấu, thế nhưng đây không phải trong rừng rậm. Mà trên phương diện thực lực Niếp Phong lại chỉ dùng vào lực lượng của thân thể, ngay cả vũ giả chính thức cũng không được tính, nếu như thực sự muốn chống lại mà nói, quả thực rất khó. Vũ giả và người bình thường, hơn kém không nhỏ. Một đạo trưởng ấn đánh xuống, sắc mặt Niếp Phong đại biến. Cảm nhận một trưởng trước ngực, thân hình nhanh chóng thối lui. Dựa vào kinh nghiệm trong rừng khi trước, một khi bị mãnh thú đánh một kích, chỉ cần liên tiếp lùi về phía sau sẽ đem lực đạo giảm bớt không ít. Lúc này cũng là như vậy, lực đạo trên trưởng ấn giảm đi không ít, thế nhưng lực đạo còn lại vẫn hung hăng đánh vào trên người hắn. Phanh! Thân hình Niếp Phong lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Hay! Một trưởng này quả thực lấy lại không ít mặt mũi cho Lưu Chí Chiêu, đưa tới không ít tiếng trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng dưới một trưởng này Niếp Phong lại lần nữa đứng lên, tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, cả mặt đỏ bừng, nhưng cũng còn chưa bị thua. Trong thi đấu này có quy định, trừ phi là lùi ra bên ngoài vòng tròn thì mới tính là thua. Nhìn thấy một người bình thường như Niếp Phong có thể ngạnh kháng một trưởng của mình mà không bị làm sao, dường như Lưu Chí Chiêu đã không nhịn được nữa, thân ảnh lóe lên rồi lần nữa đánh tới. Thủ ấn trong tay biến hóa, cổ tay run lên, chân khí thuộc tính phong mạnh mẽ tuôn ra, hung hăng đánh về phía Niếp Phong, dường như lúc này hắn đã dùng toàn lực. Nhìn đạo trưởng ấn này, Niếp Phong cắn răng. Lần đầu tiên tham gia khảo thí hắn không thể để bị thua được. Hắn thua là việc nhỏ, thế nhưng không thể làm mất mặt mũi của sư phụ. Đúng lúc này, Niếp Phong cắn răng, trong đôi mắt trong suốt, đen kịt kia hiện lên màu hồng, miệng quát. Lưu sư huynh, huynh cẩn thận. Niếp Phong hét lớn một tiếng, trong giây lát vung hai tay lên, trên hai tay không ngờ lại có quang mang nhàn nhạt quanh quẩn, bàn chân bước lên phía trước một bước, bỗng nhiên đánh về phía Lưu Chí Chiêu. Không những không tránh mà còn ngạnh kháng một trưởng này. Hừ, Lưu Chí Chiêu này cũng không sợ, mọi người đều biết Niếp Phong là người không thể tu luyện chân khí, trong mắt lén lút hiện lên sự khinh thường, một đạo quyền ấn không chút khách khí trực tiếp đánh về phía Niếp Phong. Phanh, một trưởng một quyền trực tiếp va chạm, tiếng trầm muộn vang lên, nơi trưởng quyền va chạm, gợn sóng trong không gian hơi lắc lư một chút. Khục khục. Tiếp đó Lưu Chí Chiêu chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp vào tới, cỗ lực lượng này thậm chí còn không kém hắn. Dưới cỗ lực lượng này, khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Phanh! Đồng thời, thân thể Lưu Chí Chiêu bị đánh bay, đập vào mặt đất cách đó mấy thước. Mà lúc này kết cục của Niếp Phong cũng như vậy, miệng cũng phun ra máu, bị đánh bay đi. Thế nhưng bởi vì có liên quan tới thể trọng cho nên khoảng cách bị đánh bay đi gần hơn Lưu Chí Chiêu không ít, còn ở trong vòng đấu. Mà Lưu Chí Chiêu kia có lẽ là bởi vì thể trọng thân thể cho nên bị đánh bay ra khỏi vòng đấu. Niếp Phong thắng. Không ít chấp sự kinh hãi. Điều này quả thực rất giật mình, Niếp Phong rõ ràng là người thường, không ngờ lại có thể đánh bại Lưu Chí Chiêu, quả thực quá không bình thường chút nào. Sư phụ, đệ tử cuối cùng cũng không để cho người mất mặt. Niếp Phong giãy giụa, khóe miệng mang theo tia máu, nghe thấy âm thanh tuyên bố mình thắng lợi không ngờ lại khóc như đứa trẻ. Tĩnh Giao sư muội, có gì đáng xem đâu, đây chỉ là thi đấu của những đệ tử bình thường mà thôi. Trên góc sân rộng lúc này có mấy đạo thân ảnh nam nữ ở đó, trong đó có Trịnh Thánh Kiệt, Hoàng Tĩnh Giao và Dương Linh Hạo. Thật không? Đối với lời nói của Trịnh Thánh Kiệt, Hoàng Tĩnh Giao chỉ nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt nhìn kỹ về phía Niếp Phong. Niếp Phong này là đệ tử của trưởng môn, có người nói hắn chỉ là người thường, lực lượng có chút mạnh mẽ mà thôi. Thế nhưng vừa rồi lại đánh bại Lưu Chí Chiêu kia quả thực có chút bất ngờ. Dương Linh Hạo nói, có gì là bất ngờ đâu, chỉ trùng hợp một chút mà thôi. Trưởng môn nhận hắn làm đệ tử lại ném hắn lẫn lộn với đám đệ tử bình thường này, có lẽ cũng không xem trọng hắn.
Trịnh Thánh Kiệt nhìn phía trước, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Trong khinh thường này lại có ước ao đố kỵ, dựa vào cái gì mà một phế vật lại được trưởng môn thu làm đệ tử mà hắn lại không có cơ hội này. Tuy rằng hiện tại hắn chính là đệ tử của tôn sứ hộ môn, địa vị cao thượng, thế nhưng bốn chữ đệ tử trưởng môn quả thực còn trên cả hắn a. Tiểu thư, Niếp Phong gian nan đứng lên, trong lúc vui vẻ vì thắng lợi đột nhiên nhìn thấy thân ảnh màu hồng ở góc sân. Ánh mắt không biết vì sao lại không dám nhìn thẳng, dường như nhớ tới cái gì đó lập tức bước thấp bước cao đi tới bên người Hoàng Tĩnh Giao. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy Niếp Phong này, Hoàng Tĩnh Giao có chút hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn kỹ Niếp Phong hỏi. Niếp Phong nhìn thiếu nữ giống như tiên nữ trước mặt, đặc biệt ánh mắt trong suốt quyến rũ kia, trong mắt dường như có một loại ma lực khiến cho hắn có chút ngại ngùng, căn bản không dám nhìn thẳng. Tay hắn lập tức móc ra một vật được bao bọc bên trong hai tầng vải. Đây chính là một chiếc túi tinh xảo mà nữ tử này khi trước giao cho hắn 20 mấy vạn kim tệ để hắn đi về. Thứ này trả lại cho ngươi. Niếp Phong móc chiếc túi ra, lập tức đưa cho Hoàng Tĩnh Giao, hiện tại hắn không quay về nữa cho nên nhiều tiền như vậy hắn cũng phải trả lại. Hoàng Tĩnh Giao nhìn túi tiền trước mặt cũng nhớ ra đây là đồ của mình. Nghe Niếp Phong nói sắc mặt nàng lập tức khó coi, lời nói này giống như bị người ta khinh thường. Từ nhỏ tới lớn còn chưa có ai cự tuyệt nàng như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào, chỉ sửng sốt mà thôi. Trả lại cho ngươi, ta không cần tới nó nữa. Niếp Phong nói rồi nở nụ cười ngốc nghếch. Chỉ là những lời này rơi vào trong tai Hoàng Tĩnh Giao lại không giống như chỉ đơn giản là trả lại cái túi, nàng cắn môi một cái, nhìn Niếp Phong rồi nói. Ngươi không cần thì ta cũng không cần. Nói xong, nàng tiếp lấy chiếc túi đựng tiền trong tay Niếp Phong. Sau đó ném vào trong một cái ao cách đó không xa. Phốc, túi tiền ném vào trong ao, có kim tệ ở bên trong cho nên trong nháy mắt lập tức chìm xuống dưới. Ngươi làm gì vậy? Sắc mặt Niếp Phong đại biến, không suy nghĩ nhiều lập tức hô lên. Túi kia đối với hắn mà nói tuyệt đối là một bút tài phú cho nên vội vàng chạy tới rồi nhảy vào cái ao. Chuyện gì xảy ra? Hình như là Tĩnh Giao sư tỷ ném thứ gì đó của Niếp Phong. Tĩnh Giao sư tỷ vì sao lại làm như vậy? Động tĩnh bên này lập tức khiến cho không ít đệ tử chú ý, không ít tiếng nghị luận vang lên. Hừ, nghe những tiếng nghị luận này, Hoàng Tĩnh Giao dậm chân, cũng không biết tức giận hay là làm sao mà nhanh chóng rời đi. Tên ngu si, Trịnh Thánh Kiệt liếc mắt nhìn về phía cái ao, khinh thường nói nhỏ một câu rồi lập tức đuổi theo Hoàng Tĩnh Giao. Dường như bản lĩnh dưới nước của Niếp Phong cũng không tồi cho nên không bao lâu lập tức nhặt lên được chiếc túi tiền kia. Thế nhưng sau khi nhảy lên mặt nước thì Hoàng Tĩnh Giao đã không thấy đâu, xung quanh lại có không ít người, dường như đang chỉ trỏ nghị luận cái gì đó. Vì sao nàng ta lại tức giận như vậy? Niếp Phong nghi hoặc, hắn căn bản còn không biết tại sao mình lại khiến cho Hoàng Tĩnh Giao nổi giận, càng nghĩ càng không rõ. Được rồi, không có việc gì rồi, tất cả tản đi đi. Chúng đệ tử xúm lại, mấy chấp sự cũng đi qua. Nhưng mà đám người Hoàng Tĩnh Giao thì mấy người chấp sự như bọn họ cũng không tiện quản, đệ tử tôn sứ hộ môn, lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của phi linh môn, cũng không quản được. Dù sao cũng không phải là chuyện lớn, bọn họ chỉ cần mắt nhắm mắt mở là được rồi. Về phần Niếp Phong, những chấp sự này cũng không quản được. Có bốn chữ đệ tử trưởng môn trên đầu, có lẽ trong phi linh môn này người không nể tình cũng không nhiều lắm. Ít nhiều cũng phải nể mặt trưởng môn mà cho tiểu tử này một chút mặt mũi. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lục Lâm Thiên vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ngoại trừ tim vẫn đập ra thì vẫn không có phản ứng gì khác. Trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này cũng không có ai có thể dò xét, trong đó kim quang trên kim đao màu vàng hiện tại đang bao phủ chung quanh tiểu hồn anh. Lúc này tiểu hồn anh cực kỳ suy yếu, đột phá tôn cấp, năng lượng đang hội tụ lại đột nhiên tán loạn cho nên tiểu hồn anh đã bị ảnh hưởng. Mà linh hồn cũng bị dính dáng vào, thiếu chút nữa linh hồn của Lục Lâm Thiên đã sụp đổ. May mà có kim đao màu vàng một mực che chở cho nên mới có thể kiên trì cho tới hiện tại. Kim đao màu vàng này từ trước tới nay chỉ thủ hộ hồn anh, ngăn cản công kích bên ngoài. Về phần năng lượng thì kim đao màu vàng này hoàn toàn không quan tâm. Nhưng mà khi hồn anh sắp tán loạn thì kim đao màu vàng này mới bảo vệ vào bên trong cho nên tiểu hồn anh mới không sụp đổ. Lúc này hồn anh không chỉ có trống rỗng mà bên ngoài thậm chí còn có vết rách nhỏ nhỏ, thế nhưng dựa vào sự bảo vệ của kim đao màu vàng này, giống như là đang áp chế nó vỡ tan, bằng không sợ rằng tiểu hồn anh sẽ hoàn toàn nổ tung.
hồn anh lúc này hoàn toàn nằm trong trạng thái hôn mê, thế cho nên tất cả cơ thể Lục Lâm Thiên lúc này đều giống như ở trạng thái hôn mê, không có một chút phản ứng nào. Ý thức của Lục Lâm Thiên bây giờ giống như đang phiêu lưu trong nơi hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, như là ngủ say lúc lại như thanh tỉnh, cố gắng nhớ tới cái gì đó thế nhưng lại trống rỗng, muốn bắt thứ gì đó thế nhưng lại không có sức. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới sự bảo vệ của kim đao màu vàng, tiểu hồn anh được che chở, cũng không bị nghiền nát, biểu hiện thoạt nhìn vô cùng bình thường. Thế nhưng nếu nhìn kỹ cũng có thể thấy được bên trong quang mang của kim đao màu vàng này có một tia năng lượng nhàn nhạt quanh quẩn, giống như một sợi tóc vàng nhỏ tới mức không thể phát hiện ra từ trong kim đao màu vàng chậm rãi tuôn ra rồi quanh quẩn trên tiểu hồn anh. Dưới năng lượng màu vàng này, hồn anh vô hình trung ngưng thực hơn không ít, vết rách nho nhỏ trên hồn anh lúc này đang dùng tốc độ khó có thể nhìn thấy mà khôi phục. Nhưng mà loại tốc độ này vô cùng chậm rãi, sợ rằng muốn khôi phục lại như lúc ban đầu tuyệt đối là một quá trình dài. Lần tẩu hỏa nhập ma này của Lục Lâm Thiên tuyệt đối nghiêm trọng. Về phần tẩu hỏa nhập ma chỉ là một cách nói không rõ ràng mà thôi. Người tu luyện tẩu hỏa nhập ma cũng là chuyện bình thường. Tẩu hỏa nhập ma cũng có không ít loại, băng mộc tôn giả sát phá quân mạnh mẽ đột phá tôn cấp cũng bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng được Nam Thúc chữa trị. Đối với phạm trù tẩu hỏa nhập ma này có thể nói là rất rộng. Lúc tu luyện giả tu luyện sẽ không ngừng cảm nhận được hiệu ứng của khí công, nếu như có sư phụ dạy dỗ, một khi phát hiện ra có điều sai sót lập tức sẽ điều chỉnh thích hợp. Nếu như có sai sót mà không sửa, cứ liên tục duy trì con đường như vậy, tích tiểu thành đại, khiến cho khí huyết không thuận, chân khí, linh lực bế tắc, kinh mạch vặn vẹo, cũng có thể gọi là tẩu hỏa nhập ma. Loại tình huống này nếu như kéo dài sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn, đến lúc đó vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà Lục Lâm Thiên lúc đột phá bị ảnh hưởng, đột phá tôn cấp, dưới sự ảnh hưởng của năng lượng khổng lồ, linh hồn bị tổn thương, khí tức đảo ngược, sau đó dưới tình huống bị thương nặng lại dựa vào thôn vệ mà mạnh mẽ đột phá, khí tức bất ổn, lại tiêu hao cạn kiệt. Dựa theo cách nói của Thánh Thủ Linh Tôn, nếu như là người bình thường sợ rằng đã chết không biết bao nhiêu lần, cũng may Lục Lâm Thiên có một loạt cơ duyên cho nên hiện tại mới được bình yên vô sự. Nhưng mà coi như Lục Lâm Thiên mạng lớn, lần này bị thương nặng tuyệt đối nghiêm trọng, thân thể thì không sao, có bất diệt huyền thể, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn với thân thể hắn. Thế nhưng linh hồn và vũ đan lúc này không tránh khỏi bị thương tổn. Ý thức Lục Lâm Thiên vẫn không ngừng đi tới đi lui, thời gian lần nữa giống như cát chảy. Thoáng chốc lại 3 tháng trôi qua. Lúc này cách thời điểm linh vũ giới bao vây Phi Linh Môn và Địa Viêm đảo trên Đông Hải bị diệt đã là 7 tháng. Trong thời gian 7 tháng này tin tức Lục Lâm Thiên hôn mê vẫn là cơ mật lớn nhất của Phi Linh Môn, chỉ có một vài người biết. Tôn sứ hộ môn cũng có không ít người không biết. Mà trong 7 tháng này, La Lan Thị, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều ở Phi Linh Môn. Còn có Vũ Ngọc Tiền cũng ở lại, đồ đệ của hắn còn chưa có tin tức, hắn có trở về cũng không an tâm cho nên quyết không về. Thời gian 7 tháng này, bé trai mà La Lan Thị mang về cũng lớn lên. Trong miệng thi thoảng bị bõm nói vài tiếng. Trong lúc lo lắng về nhi tử, có tiểu tử bập bõm nói vài tiếng bên người mới khiến cho tâm trạng của La Lan thì tốt hơn không ít. Tiểu gia hỏa này hiện tại càng lớn càng thông minh, con người đen láy trong đôi mắt to nhìn qua giống như lúc nào cũng cười. Đặc biệt là khi được ai đó ôm thì lập tức cười lớn, nhìn đôi mắt to tròn kia, không có ai nhịn được mà không khỏi ôm nó một chút. Mà tiểu gia hỏa này cũng biết bắt nạt người khác. Lần trước Thiên Độc Yêu Long ôm nó, không biết nó lấy đâu khí lực lớn như vậy thiếu chút nữa nhổ mất râu rồng của Thiên Độc Yêu Long. Khiến Thiên Độc Yêu Long phải trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa này, cảnh cáo tiểu gia hỏa sau này không được làm như vậy. Kết quả tiểu gia hỏa này khóc giống lên, kinh động mọi người. Tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long, bộ dáng ủy khuất vạn phần khiến cho người khác không khỏi thương tâm. Kết quả toàn bộ mọi người trong hậu viện, bao gồm là La Lan Thị, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Tân Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Lục Tâm Đồng, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ đều của trách Thiên Độc Yêu Long, ngay cả Như Hoa cũng không ngoại lệ, hung hăng đạp Thiên Độc Yêu Long một cước. Nhìn thấy Thiên Độc Yêu Long bị mắng, tiểu tử kia trốn trong lòng La Lan Thị lau khô nước mắt, trong mắt hiện lên sự vui vẻ và đắc ý nhìn Thiên Độc Yêu Long. Khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười tà dị, dường như đang nói với Thiên Độc Yêu Long, để xem ngươi còn dám bắt nạt ta hay không vậy. Các người mau nhìn xem, tiểu gia hỏa này đang cười kìa, ta bị oan uổng a. Thiên Độc Yêu Long lập tức lớn tiếng nói. Ngươi lại còn nói,
lẽ nào tiểu hài tử này vu oan cho ngươi sao? Như Hoa lần nữa đạp Thiên Độc Yêu Long mấy đạp, Như Hoa vốn rất thích Thiên Độc Yêu Long thế nhưng lần này không để cho hắn mặt mũi. Ai bảo tiểu gia hỏa này mỗi lần nàng ôm nó đều hôn nàng một cái khiến cho nàng có thể vui vẻ vài ngày. Mặt khác, lại nói, tiểu gia hỏa này còn có một chuyện khiến cho người ta không nói nên lời. Tiểu gia hỏa này thích nữ nhân xinh đẹp ôm, thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ chủ động bỏ qua, nếu thấy Khấu Phi Yến thì lập tức vội vã trốn sau lưng La Lan Thị, không để cho Khấu Phi Yến ôm, cho dù là bị ôm thì cái mặt cũng nhăn nhó giống như là ủy khuất vậy. Mà được những người đẹp ôm thì sẽ lập tức mỉm cười, cái miệng nhỏ nhắn liên tục hôn lên má mỹ nữ. Nếu như là mỹ nữ chưa từng gặp bao giờ thì còn cọ sát trong lòng người ta. Đương nhiên, tiểu gia hỏa này tuy rằng háo sắc như vậy thế nhưng lại thân La Lan Thị nhất, buổi tối cũng để La Lan Thị mang theo, ai cũng không muốn theo. Một khi bị khó chịu thì người thứ nhất nó tìm là La Lan Thị, La Lan Thị cũng cực kỳ yêu thương tiểu gia hỏa này. Năm đó không có điều kiện chăm sóc Lục Lâm Thiên cho tốt, cho nên hiện tại vô cùng yêu thích tiểu gia hỏa này. Bởi vì Lục Lâm Thiên hôn mê, tâm tình của mọi người cực kỳ ngưng trọng. Thế nhưng có tiểu gia hỏa này mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít, bình thường bồng tiểu gia hỏa này cũng là một thú vui. Tiểu gia hỏa này cũng biết chọc người khác cười. Mặt khác, có lẽ bởi vì Nam Thúc động tay chân vào cho nên mới chỉ có 7 tháng tiểu gia hỏa này đã biết đi, mà tiểu hài tử bình thường chỉ biết ngồi một chỗ, còn tiểu gia hỏa này thì bước đi như bay. Thời gian mấy tháng này, tiểu gia hỏa mỗi ngày đều để La Lan Thị tắm. Bên trong nước đều là đan dược mà Nam Thúc tự tay luyện chế ra. Mới 7 tháng thế nhưng sức của tiểu gia hỏa này không nhỏ, đây cũng có thể là nguyên nhân nhổ được râu rồng của Thiên Độc Yêu Long. Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại, tiểu gia hỏa này nhổ râu rồng của Thiên Độc Yêu Long cũng là có nguyên nhân. Mỗi một lần Thiên Độc Yêu Long ôm nó đều len lén thơm vào khuôn mặt nhỏ của nó vài cái. Râu cắm vào làn da của tiểu tử này khiến cho nó vô cùng khó chịu. Tiểu tử này cũng đã có dự mưu từ trước cho nên mới hạ thủ. Chỉ vì mới bập bõm còn chưa nói sõi cho nên mọi người cũng không biết được sự ủy khuất trong lòng tiểu tử kia. Về phần tên của tiểu tử này hiện tại mọi người còn chưa nghĩ ra, mỗi người đều có ý riêng không thể thống nhất, cho nên hiện tại tiểu gia hỏa này có một cái tên gọi là cục cưng. Chỉ cần tiểu gia hỏa này nghe thấy hai từ này thì lập tức biết là gọi nó, sẽ bị bô chạy tới. Trong phòng, Lục Lâm Thiên còn đang hôn mê. Không có một chút động tĩnh nào. Lâu như vậy Lâm Thiên sao còn chưa tỉnh lại. Nhìn Lục Lâm Thiên trên giường, La Lan Thị càng lúc càng lo lắng. Mẫu thân, không cần lo lắng, Lâm Thiên nhất định sẽ không có việc gì. Lữ Tiểu Linh an ủi La Lan Thị, trong lòng của nàng kỳ thực cũng lo lắng. Tiểu tử kia không biết từ khi nào đã lặng yên không một tiếng động đi tới giường. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên nằm trên giường lập tức đi tới gần. Tỉ mỉ nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt nhỏ nhìn tới nhập thần giống như có một mối liên hệ vô hình nào đó khiến cho tiểu gia hỏa này cảm thấy vô cùng thân thiết, sau đó bi bô kêu to. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lên mặt Lục Lâm Thiên, giống như biết Lục Lâm Thiên đang hôn mê vậy. Tiểu gia hỏa này, La Lan Thị lập tức ôm lấy tiểu tử này, mọi người cũng có chút kỳ quái. Tiểu gia hỏa này mỗi lần nhìn thấy Lục Lâm Thiên đều có một chút phản ứng, mỗi lần đều len lén lên giường. Ôm Lục Lâm Thiên lưu luyến không rời. Ý thức của Lục Lâm Thiên lúc này dường như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, không biết từ lúc nào hắn nghe thấy một thanh âm dường như đang hô hoán hắn vậy. Lục Lâm Thiên có cảm giác bản thân giống như tỉnh lại ở trong thế giới trống rỗng, hỗn độn này. Thế giới này toàn bộ đều trống rỗng, hắn cố gắng tìm kiếm nơi thoát ra. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Lục Trung nói, nhìn nhi tử nằm trên giường. Vẻ mặt hắn tràn ngập hổ thẹn. Thân là phụ thân thế nhưng cái gì cũng không làm được, mỗi một lần chỉ có thể lẳng lặng đứng đó nhìn. Đối với đứa con này, hắn chỉ có hổ thẹn, thậm chí từ nhỏ tới lớn hắn cũng không thể chăm sóc được cho nó. Mọi người bất đắc dĩ rời đi, tiểu gia hỏa kia cũng lưu luyến không rời, quay đầu lại nhìn vài lần. Cạch, cửa phòng đóng lại, cũng không ai nhìn thấy, lúc này mí mắt của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên giật một chút. Sau đó lại không có một chút động tĩnh nào. Vũ đan khô nứt của Lục Lâm Thiên đã sớm ngừng xoay tròn. Trong đan điền, từ trong hai kiện thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh, Huyễn Ảnh Thanh Vũ không ngừng có năng lượng rót vào trong vũ đan, ôn dưỡng vũ đan, không để cho nó triệt để khô nứt, có vẻ vô cùng huyền ảo. Siêu. Bỗng nhiên vũ đan của Lục Lâm Thiên run rẩy, vũ đan khô nứt bắt đầu nhảy lên,
cuối cùng không ngờ lại từ từ vận chuyển. Cùng lúc đó, trong kinh mạch khô cạn của Lục Lâm Thiên, chân khí trong người trong nháy mắt giống như được kích hoạt mang theo một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu di chuyển, chân khí từ trong kinh mạch vận chuyển tiến vào trong đan điền khổng lồ. Từng đám chân khí liên tiếp tiến vào vũ đan. Chân khí quanh quẩn, vũ đan khô nứt kia lúc này giống như mặt đất khô cạn bỗng nhiên được nước mưa tưới tắm vậy, bắt đầu được tưới nhuần, ngay cả màu sắc cũng không giống khi chứa. Vũ đan xoay tròn, trong thân thể Lục Lâm Thiên các bộ phận đã ngừng hoạt động từ lâu giống như được kích hoạt, ngày càng có nhiều chân khí rót vào trong đan điền. Vô hình chung, âm dương linh vũ quyết cũng tự động vận chuyển. Chân khí Lục Lâm Thiên thôn phệ của Vũ Tôn Tứ Trọng và Vũ Tôn Bát Trọng của linh vũ giới tự động bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa. Thế nhưng hiện tại tất cả đều vô cùng chậm rãi. Trong đầu Lục Lâm Thiên, lúc này cũng không có ai nhìn thấy, trong kim quang màu vàng của kim đao, hồn anh rốt cuộc cũng hoàn toàn ngưng thực. Trên hồn anh còn có kim quang nhàn nhạt, trực tiếp nối với kim đao màu vàng kia. Tất cả chuyện này bây giờ cũng không có ai nhìn thấy. Hắc Vũ và Sát Phá Quân còn đang bế quan, Thánh Thủ Linh Tôn cũng đã sớm tiến vào Linh Ngọc Sàng tiềm tu, Nam Thúc gần đây đang tu luyện. Đồng thời Nam Thúc cũng vô cùng hứng thú đối với tiểu tử kia. Ồ! Ba ngày sau, Nam Thúc tiến vào phòng, Lục Lâm Thiên lẳng lặng nằm trên giường, không biết là chuyện gì xảy ra mà qua thân hắn trong lúc vô hình có ngũ sắc quang mang hiện ra, năm loại thuộc tính nhàn nhạt quanh quẩn. Nhìn thấy cảnh này Nam Thúc kinh ngạc ồ lên một tiếng, lập tức bắt đầu kiểm tra. Lúc này Nam Thúc mới kinh ngạc phát hiện ra Lục Lâm Thiên đã bắt đầu khôi phục. Ngay cả vũ đan ngũ sắc trong đan điền cũng đã chậm rãi khôi phục. Trên vũ đan ngũ sắc lúc này cũng có năng lượng 5 loại thuộc tính đang hỗ trợ việc khôi phục vũ đan. Điều này làm cho Nam Thúc cực kỳ nghi hoặc, năng lượng thuộc tính làm sao lại tiến vào vũ đan. Theo đạo lý mà nói, vũ đan là do chân khí ngưng tụ, không có bao nhiêu quan hệ với năng lượng thuộc tính. Nhưng vì chỗ kỳ quái trên người Lục Lâm Thiên cũng đã có khá nhiều, Nam Thúc cũng không tìm hiểu kỹ càng. Vì Lục Lâm Thiên đã bắt đầu khôi phục, tránh việc người khác quấy rầy cho nên Nam Thúc ra lệnh không cho ai tiến vào căn phòng này, cho dù là đình viện cũng không được. Cả ngọn núi đều được coi là cấm địa, đám người La Lan Thị, Tiểu Long cũng không được bước vào bên trong. Từ trong miệng Nam Thúc biết được Lục Lâm Thiên khôi phục, chính xác hơn là dấu hiệu khôi phục, mọi người cũng vui vẻ hơn một chút. Thế nhưng chỉ cần một ngày còn chưa nhìn thấy người khỏe mạnh đứng trước mặt thì sợ rằng mọi người cũng không thực sự yên tâm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ trong chớp mắt lại trôi qua 3 tháng. Theo thời gian trôi qua, mặc kệ là việc của Phi Linh Môn hay Địa Viêm Đảo trên Đông Hải đều bắt đầu lắng xuống, thế nhưng sự cảnh giác của các sơn môn lớn vẫn không vì thế mà giảm đi. Đương nhiên từ ngày đó địa bàn của Địa Viêm Đảo cũng trở thành nơi tranh giành của các thế lực lớn trong Đông Hải. Mấy tháng trước, các sơn môn lớn bắt đầu chia cắt, Thánh Linh Giáo hiện tại cũng không ngoại lệ, đều được chia một chén canh. Mà ở Sơn Mạch Vũ Đô và Thành Ma Vân, theo 4 sơn môn Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo lần nữa phái người thương nghị với Phi Linh Môn, đường hầm không gian cũng bắt đầu được mở ra. Đường hầm không gian nối liền Sơn Mạch Vũ Đô và Thành Ma Vân vừa mới xuất hiện tạo thành không ít oanh động. Những đại môn đại phái như Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đều kinh ngạc không thôi. Đường hầm không gian xuất hiện khiến cho các thế lực lớn mở rộng tầm mắt. Tới lúc này đám người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai rốt cuộc cũng biết vì sao đám người Đông Hải lại vô thanh vô tức tới cổ vực, hóa ra bên trong Sơn Mạch Vũ Đô có đường hầm không gian. Đường hầm không gian đi tới Đông Hải, đây quả thực chính là tin tức tốt với tất cả các thương hội. Thương hội giao thương giữa cổ vực và Đông Hải, đường xá xa xôi lại thêm hải tặc ngang dọc, đường đi tổn thất không ít. Tuy rằng giá trị của đường hầm không gian này xa xỉ, thế nhưng so với việc từ cổ vực đi tới Thành Ma Vân mà nói, chi phí sẽ thấp hơn nhiều. Bởi vậy cho nên tất cả thương hội giao thương giữa hai nơi đều chọn đường hầm không gian, cũng còn có không ít người bắt đầu đi tới cổ vực và Thành Ma Vân, sinh ý của đường hầm không gian này nhất thời đông nghịt. Đường hầm không gian bên này do Phi Linh Môn khống chế, tài nguyên vào túi cuồn cuộn không ngớt. Đương nhiên, hiện tại mở ra đường hầm không gian, tuyệt đối không có kẻ nào dám chú ý tới Phi Linh Môn. Hai lần Phi Linh Môn khiến cho người ta khiếp sợ cũng đã đủ. Một đường đạp ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang cùng Linh Vũ Giới mà quật khởi, có kết cục ngay trước mắt của ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang và Linh Vũ Giới, hơn nữa lại thêm tác phong trước sau như một của Phi Linh Môn, hiện tại sợ rằng không có một sơn môn nào dám trêu vào Phi Linh Môn. Đường hầm không gian mở ra,
Không bao lâu sau, người của bốn sơn môn Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các đã bắt đầu tìm Phi Linh Môn thương thảo việc sắp xếp đệ tử tiến vào không gian tu luyện bên trong đường hầm không gian. Việc này tuy rằng đã sớm bắt tay vào làm, nhưng bởi vì liên quan tới thế hệ trẻ tuổi trong Phi Linh Môn, tỷ thí cực kỳ bất lợi cho bản môn, cho nên Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh tìm không ít cớ đem thời gian tiến vào không gian tu luyện kia lùi lại một năm. Cũng là dành một chút thời gian cho đệ tử trẻ tuổi trong Phi Linh Môn, đến lúc đó Phi Linh Môn cũng không chịu thiệt quá nhiều. Đặc biệt trong Phi Linh Môn hiện tại cũng có ba đệ tử trẻ tuổi có thiên phú cực cao là Hoàng Tĩnh Giao, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo. Trải qua sự bàn bạc của ba người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, ba người lập tức được dùng trọng bảo diễn linh thánh quả mà ngay cả cường giả tôn cấp cũng phải mơ ước, đủ thấy Phi Linh Môn coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi ra sao. Mỗi đại môn đại phái luôn luôn cần phải có một dòng máu mới gia nhập mới được. Dòng máu này càng mạnh thì mới có thể khiến cho sơn môn cường hãn. Chớp mắt thời gian lại trôi qua, trên địa bàn Phi Linh Môn cũng không xuất hiện đại sự gì. Cửa hàng của Phi Linh Môn đã có mặt trên tất cả các đại thành, vũ đường cũng bắt đầu chiếm đóng. Mỗi một phân đà đều có đà chủ và thành chủ. Đà chủ và thành chủ cũng chỉ là một cách xưng hô. Nếu tính địa vị của Phi Linh Môn hiện tại mà nói, đà chủ bên ngoài cũng chính là chấp sự của Phi Linh Môn. Lớn hơn một chút chính là thành chủ, tương đương với hộ pháp ngoại môn. Chung quy mà nói, Phi Linh Môn hiện tại đã triệt để đặt chân vào hàng ngũ một trong năm thế lực lớn trong cổ vực. Vô luận là thế lực, địa bàn đều không kém các sơn môn khác. Về phần danh tiếng, những sơn môn khác đều có nội tình 10 phần, thế nhưng Phi Linh Môn hiện tại giống như mặt trời ban trưa, danh tiếng không thua những sơn môn khác một chút nào. Mà trên Đông Hải, Địa Viêm đảo bị diệt, Thánh Linh giáo xuất thế, lúc này cũng đã không còn Tứ Các tứ đảo mà là Nhất giáo Tam đảo Tứ Các. Mà Nhất giáo này cũng chính là Thánh Linh giáo. Tứ đại thiên tôn xuất đầu lại thêm linh hồn thể của Thánh thủ linh tôn đủ để cho Thánh Linh giáo chen chân vào trong 8 thế lực lớn này. Về phần Linh Vũ Chiến Vương Lục Lâm Thiên, thân là trưởng môn Phi Linh Môn và giáo chủ Thánh Linh giáo, lại thêm thực lực cường hãn của bản thân tuyệt đối đã bước chân vào đội hình siêu cấp cường giả. Trong mắt một ít người Lục Lâm Thiên đủ để đặt chân vào siêu cấp cường giả. Đồng thời còn là một nhân vật tuyệt đối biến thái và kinh khủng. Không ít lão quái sau khi biết được tin tức về Lục Lâm Thiên lập tức âm thầm hạ quyết tâm, sau này không thể trêu vào Lục Lâm Thiên này. Mà trong mắt đại bộ phận mọi người Lục Lâm Thiên tuyệt đối là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu của vô số người trẻ tuổi. Thế nhưng muốn được như Lục Lâm Thiên, hiện nay dường như còn chưa xuất hiện người nào như vậy. Tin tức Lục Lâm Thiên hôn mê cũng không truyền ra cho nên bên ngoài có người suy đoán Lục Lâm Thiên sợ rằng đang tu luyện. Có thể khi hắn xuất hiện lần nữa sẽ lại khiến cho mọi người chấn động. Mà mấy ngày nay, trong nội bộ hạch tâm của Phi Linh Môn cũng vui mừng không thôi. Thiên Linh Đan Tôn đột phá đế giả, chỉ cần vung tay một cái, trong khoảng thời gian này trong Phi Linh Môn lần nữa có 3 vị tôn giả lánh đời đến bái kiến Linh Vũ Đại Đế. Trong 3 người có một người chính là Phích Lịch Tôn Giả, thân hình nhỏ bé, tu vi Vũ Tôn Tứ Trọng, là một người nửa chính nửa tà, đồng thời còn là một tán tu nổi danh. Song Tuyệt Tôn Giả cùng với Chấn Linh Tôn Giả sau khi nhìn thấy Phích Lịch Tôn Giả còn hàn huyên vài câu. Người thứ 2 chính là Phong Linh Tôn Giả, tu vi Linh Tôn Ngũ Trọng, tuổi tác có lẽ cũng vô cùng kinh khủng, thế nhưng bộ dáng chỉ là một người trung niên, phong độ vô cùng, khí thế bất phàm. Người thứ 3 gọi là Hỏa Xí Tôn Giả, tu vi càng cao đạt tới Vũ Tôn Lục Trọng, dáng dấp có chút cổ quái, khuôn mặt đỏ bừng, trên mép còn có bộ rear mép màu hồng. Nam Thúc ôm tiểu tử kia đi tới đại điện gặp Hỏa Xí Tôn Giả, tiểu gia hỏa kia vừa mới nhìn thấy thiếu chút nữa muốn đi tới vặt rear mép của người này. Ba tôn giả này cũng có thực lực không kém, khi nhìn thấy Nam Thúc cũng phải cung kính hành lễ. Khi trước ba người đều đã từng nhận qua ân huệ của Nam Thúc, lúc này nghe nói Thiên Linh Đan Tôn hiện thân ở Phi Linh Môn. Lúc nghe được tin tức này ba người lập tức chạy tới đây. Nam Thúc còn chưa kịp nói gì thì ba người trực tiếp đề nghị gia nhập Phi Linh Môn. Lần nữa có ba tôn giả gia nhập khiến cho đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh vui vẻ không thôi. Thực lực của Phi Linh Môn lại được tăng cường thêm một chút. Trong đình viện ở sau Hậu Sơn, Lục Lâm Thiên vẫn đang khôi phục, khí tức chậm rãi tăng cường. Trước giường, Nam Thúc một lần nữa thay Lục Lâm Thiên kiểm tra. Từng đạo thủ ấn được kết, sau đó Nam Thúc thu tay lại, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Nam lão đệ, Lâm Thiên thế nào rồi? Thánh thủ linh tôn hỏi.
dường như đang trong khôi phục, thế nhưng có chút kỳ quái. Nam Thúc nhíu mày nói. Có chỗ nào kỳ quái? Thánh Thủ Linh Tôn hỏi. Tiểu tử này dẫn động 5 loại thuộc tính tới, không ngờ lại bắt đầu có dấu hiệu dung hợp, đây quả thực là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Nam Thúc nheo mắt nói. 5 loại thuộc tính tuyệt đối không thể dung hợp. Dùng kiến thức rộng rãi của hắn, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua có người nào nói thuộc tính có thể dung hợp. Mặc dù còn chưa chân chính dung hợp, chỉ là dấu hiệu mà thôi cũng đã khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc rồi. Nó chỉ có một khỏa vũ đan, điều này cũng khiến cho chúng ta vô cùng nghi hoặc rồi. Chuyện lạ trên người nó cũng đã khá nhiều, lần này ta cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Ta có chút lo lắng, không biết bao giờ nó mới có thể tỉnh. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Không thể kiểm tra linh hồn ta cũng không thể nào biết được. Nhưng mà âm dương linh vũ quyết trong cơ thể nó đang vận chuyển, có lẽ cho dù linh hồn có tổn thương có lẽ cũng đang trong quá trình khôi phục. Nam Thúc nói. Không sao là tốt rồi, tiểu tử này cũng coi như là mạng lớn. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Nếu như không dựa vào một ít thủ đoạn cùng cơ duyên sợ rằng lúc này sẽ vô cùng phiền phức. Đồng thời đây cũng là tạo hóa của nó. Nam Thúc nói xong lại nhìn về phía Thánh Thủ Linh Tôn nói. Khung Thiên Huynh, Huynh thế nào rồi? Hiện tại tuy rằng ta còn chưa có đột phá đến đế cấp, thế nhưng thực lực cũng có thể miễn cưỡng so sánh được. Huynh nếu muốn khôi phục ta cũng có thể giúp được một chút. Ta có một biện pháp, đồng thời tra thêm không ít tư liệu cho nên ta cảm thấy biện pháp này hẳn là có hiệu quả. Không chỉ cần đế giả tương trợ mà còn cần thu thập một vài thứ. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc. Chờ sau khi Lâm Thiên tỉnh lại rồi nói tiếp vậy. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Trong một đình viện, La Lan Thị, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh còn có tiểu gia hỏa kia đều ở trong đình viện. Lan muội, ngày mai ta phải đi ra ngoài một chút. Trong đình viện, La Lan Thị và Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đang chơi đùa cùng tiểu tử kia, Lục Trung đột nhiên lên tiếng nói. Huynh muốn đi đâu? Nghe vậy La Lan Thị tức thì hỏi. Cha! Người lo lắng cho Thiếu Hổ sao? Con đã phái người chiếu cố đệ ấy cho tốt rồi. Cha cứ yên tâm đi. Vân Hồng Lăng nói. Lục Trung lắc đầu, lập tức nói với La Lan Thị. Ta muốn trở lại Trấn Thánh Vân một chuyến. Huynh muốn trùng kiến Lục gia sao? La Lan Thị nói, dường như biết trong lòng Lục Trung đang suy nghĩ cái gì. Lục gia hiện tại có hứa hẹn của Bắc Cung gia tộc, hơn nữa lại thêm Lâm Thiên, Triệu gia cũng đã bị diệt. Muốn kiến tạo lại cũng không còn vấn đề gì nữa. Lục Trung nói. Một mình huynh đi sao? La Lan Thị hỏi, mấy năm nay Lục gia phân tán, tuy rằng ở trong Vân Dương Tông, nàng cũng hiểu trong lòng Lục Trung vẫn không yên. Dù sao trưởng phu của nàng cũng là tộc trưởng Lục gia phân tán làm sao trưởng phu của nàng có thể yên tâm cho được. Trưởng phu nàng vẫn luôn chờ đợi Lục gia được kiến tạo lại, Lục gia mới là gốc rễ của mọi người. Ta đã nhờ ám đường của Phi Linh Môn phát ra tin tức, bảo đám người đại ca cùng tứ đệ trở về. Lâm Thiên hiện tại đang như vậy, chuyện Lục gia cũng không thể để cho nó gánh vác được. Lục Trung nói. Vậy huynh đi đi, nhớ kỹ mọi chuyện phải cẩn thận một chút. La Lan Thị không ngăn cản, tâm ý của trưởng phu nàng hiểu. Lúc Lục gia đứng trước bão tố chàng cũng không thể nghịch chuyển, nhi tử ở bên ngoài phấn đấu chàng cũng không thể giúp gì. Nhi tử gặp nạn cũng chỉ có thể bất lực. Trên Vân Dương Tông, nàng biết mỗi ngày trưởng phu mình đều len lén trốn ra một chỗ ngồi cảm thán, lặng lẽ chịu đựng không ít áp lực. Sau đó lại coi như không có việc gì tới bên cạnh an ủi nàng, lại nói với nhi tử tất cả đều tốt. Mấy năm nay, trung ca năm đó nàng biết đã không còn sự hăm hở của năm đó nữa. Con người ta tới tuổi trung niên đã bắt đầu xuất hiện vẻ tang thương, tóc mai bắt đầu trắng, áp lực trong lòng trưởng phu nàng biết nhưng chỉ có thể vờ như không biết. Chính là bởi vì không muốn tạo thêm áp lực cho trưởng phu của nàng. Ta biết, ta sẽ kiến tạo lại Lục gia thật tốt. Lục Trung nói. Trận tiếp theo, Niếp Phong đấu Hoàng Chi Châu. Trên sân rộng phía sau Phi Linh Môn, một chấp sự lớn tiếng nói. Hôm nay vừa vặn là thời gian khảo thí, mà đây cũng là lần thứ 3 Niếp Phong tham gia khảo thí. Siêu. Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng lên đài, đây là một thiếu niên mặc hoàng y. Dáng dấp chừng 17-18 tuổi, cũng được coi có chút tuấn lãng khiến cho không ít nữ đệ tử trầm trồ khen ngợi. Hoàng Chi Châu này đã là vũ sĩ bát trọng rồi, lại là cường giả bài danh 13 trên ngân bảng, Niếp Phong này thua chắc. Lần trước Niếp Phong cũng thua, lần này không biết thế nào.
Nghe nói Niếp Phong này còn không tu luyện ra chân khí, chỉ là một người bình thường mà thôi. Trưởng môn cũng chưa từng đi tới gặp hắn. Ta cũng đã nhìn ra, Niếp Phong này dường như chỉ cậy vào bản thân mình có chút sức lực mà thôi. Dù sao cũng chỉ là người thường, có lẽ trưởng môn thấy hắn nhanh nhẹn cho nên mới tùy tiện thu hắn làm đệ tử. Có lẽ vậy, nghe nói thiên phú của trưởng môn chúng ta vô cùng hiếm gặp, là linh vũ song tu cùng với vũ giả ngũ hệ, sao có thể thu một phế vật như hắn làm đệ tử cơ chứ? Nói nhỏ thôi, dù sao hắn cũng là đệ tử của trưởng môn. Chúng ta không nên đắc tội thì tốt hơn, miễn cho đến lúc đó chịu không nổi. Đúng vậy, làm đệ tử trưởng môn thật là tốt ha. Nếu như ta cũng là đệ tử của trưởng môn thì tốt rồi. Nhìn hai đạo thân ảnh đứng trên đài, trong đám người lập tức vang lên không ít tiếng nghị luận. Chuyện Niếp Phong mãi không thể trở thành vũ giả tất cả các đệ tử đều đã biết. Hơn nữa lần trước bị thua cho nên tạo thành không ít lời bàn tán. Thân là đệ tử trưởng môn, đối với những người khác mà nói, mặc kệ như thế nào, tất cả đều cảm thấy vô cùng hứng thú với Niếp Phong này. Niếp Phong, tuy rằng ngươi có chút sức lực thế nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi ra tay trước đi. Trên sân rộng, Hoàng Chi Châu nhìn Niếp Phong rồi nói. Thân là vũ sĩ bát trọng, trong nhóm người trẻ tuổi ở đây thực lực của hắn đã rất khá, cho nên trong lòng cũng có một chút ngạo khí. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Niếp Phong trầm giọng nói, dường như tiếng nghị luận chung quanh cũng không tạo thành bất kỳ sự ảnh hưởng nào với hắn. Thân ảnh chợt lóe lên. Thân hình giống như linh xà bắn về phía trước mang theo một quyền trực tiếp đánh về phía Hoàng Chi Châu kia. Nhìn Niếp Phong đánh tới, Hoàng Chi Châu nở nụ cười, dường như không đặt vào trong mắt, thân hình không lùi mà tiến tới. Trên thân thể bắt đầu xuất hiện chân khí màu vàng như ẩn như hiện. Hai tay biến hóa rồi nắm chặt, các đốt ngón tay tạo thành tiếng cạch cạch, hai tay mang theo kình khí cường hãn cùng với tiếng xé gió sắc bén một trái một phải hung hăng đập về phía Niếp Phong. Trước mặt cỗ khí thế này Niếp Phong cũng biết thực lực của mình chưa đủ, không dám ngạnh kháng, dường như cũng biết đối phương sẽ lựa chọn loại công kích như vậy cho nên ban đầu hắn chỉ giả bộ công kích dụ đối phương mà thôi. Mà trong nháy mắt này, thân hình hắn quay ngược trở lại, lập tức lách ra, động tác này tuy rằng có chút không đẹp mắt, thế nhưng tuyệt đối là động tác hữu hiệu nhất. Nguy hiểm tách ra khỏi song quyền, thân hình Niếp Phong giống như cá chép vượt vũ môn bỗng nhiên nhảy lên. Lăng không đá một cước về phía Hoàng Chi Châu đang ở trước mặt. Chỉ có một chút sức lực mà thôi. Trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả chỉ là vô dụng. Hoàng Chi Châu khẽ quát lên một tiếng. Hắn cũng đã sớm cảm giác được động tĩnh phía sau mình cho nên sau khi song quyền thất bại, thân hình đã nhanh chóng run lên, nhất thời tránh được một cước của Niếp Phong. Dù sao cũng là vũ sĩ bát trọng, phản ứng cũng không tồi. Hai chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang trên chân chợt lóe. Chân khí bùng ra, thân thể mượn lực mà nhảy dựng lên. Song quyền lần nữa đan xen ầm ầm đánh về phía Niếp Phong. Tốc độ thật nhanh. Vẻ mặt Niếp Phong trầm xuống, tốc độ đối phương vượt quá dự liệu của hắn, giống như là hắn đang đối đầu với một đầu dã thú không thể ứng phó vậy, hiện tại hắn đã không thể lùi nữa. Khẽ cắn răng, Niếp Phong không còn lựa chọn nào khác, trong mắt bắt đầu có chút đỏ tươi. Trên nắm tay cũng xuất hiện chút quang mang nhàn nhạt. Khí thế quanh thân lúc này đã không giống khi trước. Nhìn xong quyền mang theo kình khí hung hãn của Hoàng Chi Châu, hắn lập tức đánh tới. Phanh phanh. Hai tiếng trầm muộn vang lên, kình khí bắn tứ tung, song quyền của Hoàng Chi Châu một bị Niếp Phong ngăn cản, một quyền khác trực tiếp đánh vào trên ngực Niếp Phong. Phanh. Niếp Phong không có chút dư lực nào, một kích của vũ sĩ bát trọng tương đương với một kích của yêu thú nhị giai hậu kỳ, hắn làm sao có thể chống lại. Thân hình nặng nề đập vào phía xa, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không có chân khí, không có vũ khí, không có thủ đoạn phòng ngự, đối mặt với vũ giả chính thức, lại là vũ sĩ bát trọng, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng không ngờ dưới một quyền này Niếp Phong cũng nhanh chóng đứng lên, thân hình lại giống như không có chút trở ngại nào, nhưng mà quả thực đã bị thương. Mà đồng thời bị một quyền của Niếp Phong đánh tới. Hoàng Chi Châu cũng cảm giác được trên nắm tay mình có một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút sống, cảm giác đau đớn từ trên tay truyền ra, thân hình hắn không tự chủ được mà lảo đảo lui lại, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, bàn chân Hoàng Chi Châu đạp mạnh mẽ mặt đất thì lúc này mới có thể đứng vững thân thể, mạnh mẽ ngăn chặn chân khí cuồn cuộn trong cơ thể. Bàn tay đau đớn đặt ra sau lưng, không ai thấy, trên nắm tay của Hoàng Chi Châu lúc này đã sưng phù lên. Niếp Phong thua, Hoàng Chi Châu thắng.
chấp sự tuyên bố, mọi người lần nữa có chút tiếc hận với Niếp Phong. Ai nấy đều thấy được hắn không phải là vũ giả căn bản, không phải là đối thủ của người khác. Lại thất bại, chỉ có chút sức lực mà thôi, khó thành châu ngọc. Niếp Phong cũng rất nhanh nhẹn, bình thường lại không ỷ thế hiếp người, thái độ làm người quả thực không tồi. Điều này cũng đúng, so với Trịnh Thánh Kiệt kiêu ngạo kia thì Niếp Phong hòa ái hơn nhiều. Mọi người thấp giọng nghị luận, Niếp Phong nghe vậy cũng không để ý một chút nào, ôm quyền thi lễ nói với Hoàng Chi Châu. Ta thua, chúc mừng ngươi thắng. Không phải khách khí, lực lượng của ngươi cũng rất mạnh, chỉ là do ngươi không tu luyện ra chân khí cho nên mới chịu thiệt. Hoàng Chi Châu thắng lợi nhìn thấy Niếp Phong trước sau như một vẫn hòa ái như vậy không khỏi ôm quyền hành lễ. Dưới một quyền vừa rồi kia cũng để cho hắn biết rõ, Niếp Phong thân là người thường, thế nhưng một quyền kia đã rất kinh khủng, hắn cũng ăn phải quả đắng, mà đối phương chịu một quyền của hắn dường như lại không bị làm sao cả, việc này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Niếp Phong, ngươi lại bị thua sao? Trong một rừng cây, hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ đang xoay quanh sườn núi, chính là Bảo Nhi và Bối Nhi. Đúng vậy, lại bị thua rồi. Niếp Phong khẽ cười khổ. Theo thời gian ở Phi Linh Môn, hắn đã sớm quen thuộc với yêu thú và linh thú, lại còn có quan hệ không tệ với hai tiểu gia hỏa Bảo Nhi và Bối Nhi này. Thật vô dụng, lại thua. Phí công ngày hôm qua ta còn cùng ngươi tu luyện. Bối Nhi khinh bỉ nhìn Niếp Phong. Được rồi Bối Nhi, muội không cần chỉ trích Niếp Phong, hắn đã tận lực rồi. Bảo Nhi có vẻ hiểu chuyện nói. Thắng thua rất bình thường, ta không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng ta lại khiến cho sư phụ mất mặt. Niếp Phong than nhẹ một tiếng, đặt mông ngồi xuống sườn núi. Hắn không thể tu luyện ra chân khí, dù có cố gắng như thế nào cũng không tu luyện ra được. Ngay từ đầu so với các huynh đệ tu luyện thì hắn còn có thể so sánh được một chút. Thế nhưng hiện tại Niếp Phong biết càng ngày mình càng kém xa. Ngươi bỏ cuộc. Bảo Nhi ngẩng đầu không ngừng phun ra nuốt vào hỏi Niếp Phong. Đương nhiên là không. Ta biết ta không bằng người khác cho nên ta phải càng nỗ lực hơn người khác. Tuy rằng nói hiện tại ta không thể tu luyện, thế nhưng ta phát hiện ra thân thể của ta hiện tại ngày càng mạnh mẽ, không yếu hơn so với bọn hắn chút nào. Lực lượng của một quyền ngày càng lớn, hơn nữa, nói không chừng ngày mai ta có thể tu luyện chân khí. Niếp Phong đứng thẳng lên, trong mắt hiện lên sự kiên nghị. Đây mới là người mà ta biết, người tiếp tục nỗ lực lên. Bảo Nhi nói. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Quần sơn liên miên, nơi này cũng không biết là phương nào thế nhưng lại rộng lớn vượt quá sự tưởng tượng của người ta. Sâu trong một đám kiến trúc liên miên trong quần sơn, kiến trúc mang theo phong cách cổ xưa cùng tang thương, giống như đã tồn tại mấy vạn năm. Ngoài đình viện, một thân ảnh trung niên mặc áo bào đen xuất hiện, toàn thân người này lộ ra một cỗ khí thế bá đạo, thân hình hùng vĩ, khí độ bất phàm. Mà người này nếu như đám người Lục Lâm Thiên nhìn thấy đương nhiên sẽ nhận ra. Người này chính là cường giả mặc áo bào đen khi trước xuất hiện trên không trung Phi Linh Môn, đại chiến với nhị công chúa Long Yên của Long tộc mà không phân bại thắng thua, đây là người của Huyền Vũ Hoàng tộc. Đại hán này xuất hiện tại đình viện, sau khi nhìn chung quanh sau đó lắc mình tiến vào trong một mật đạo. Đi qua một thạch đạo, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tam đệ, đệ tới rồi sao? Đúng vậy. Đệ tới thăm huynh. Đại hán xuất hiện trong một thạch thất, chung quanh thạch thất này có một vòng quang cháo bằng năng lượng bao phủ, bên trong chỉ có thanh âm vang lên, không thể nhìn rõ bên trong. Trong tộc hiện tại thế nào rồi? Thanh âm trong thạch thất hỏi. Trên người tiểu tử kia có yêu hoàng khí thiên cấp, còn có huyền vũ thần sắc cửu giai, việc này sau khi bị người trong tộc biết được, hiện tại trong tộc chia làm hai phái. Một có ý tứ là bảo vệ tiểu gia hỏa kia. Phái khác thì vẫn kiên trì ý định như cũ, hiện tại hai bên đang tranh cãi nhau. Huyền Vũ nói, tiểu gia hỏa kia thế nào rồi? Thanh âm trong thạch thất cũng không quan tâm tới yêu hoàng khí thiên cấp, cũng không quan tâm tới huyền vũ thần xác mà chỉ quan tâm tới người. Tiểu tử kia rất tốt, lớn lên rất giống huynh, dường như hạ huyết khế với một nhân loại gọi là Lục Lâm Thiên. Huyền Vũ nói, nhân loại nọ nhưng thế nào? Đối với tiểu tử kia ra sao? Nếu như hắn dám đối xử không tốt với tiểu tử kia ta sẽ không tha cho hắn. Thanh âm trong thạch thất lại truyền đến. Yên tâm đi, người của đại trùng nhất tộc điều chín đầu đại trùng bát giai toàn bộ đều bị Lục Lâm Thiên kia đánh ngã. Vì tiểu tử kia mà Lục Lâm Thiên đã liều mạng, đối với tiểu tử kia không tồi, lại giống như thân huynh đệ, thực lực cũng không kém.
Có người nói hắn chính là vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Huyền Vũ nói. Vậy là tốt rồi, tiểu tử kia không có việc gì là tốt rồi. Thanh âm trong thạch thất lại truyền đến, lại hỏi. Tiểu gia hóa kia có nhận ra đệ tới đó hay không? Chắc hắn là không, đệ cũng không nói, chỉ là có lẽ nó cũng đoán được. Huyền Vũ nói. Ý tứ của cha hiện tại là gợi ý. Trầm mặc một hồi, thanh âm trong thạch thất hỏi. Huyền Vũ chậm rãi nói. Ca vẫn giống như trước đây, không có một chút ý kiến nào, một mực bế quan. Thanh Long tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tam đệ, nhị ca cầu đệ một chuyện. Thanh âm trong thạch thất dừng lại một chút rồi lại nói. Nhị ca, người muốn đệ mang tiểu gia hỏa kia đi sao? Huyền Vũ nói. Không sai, ta lo Thanh Long tộc sẽ lại ra tay một lần nữa. Thanh âm trong thạch thất truyền ra. Nhị ca, đệ cũng muốn vậy, chỉ tiếc có thánh thủ linh tôn kia ở đó, đệ muốn dẫn tiểu tử kia đi căn bản không thể làm được. Huyền Vũ cười khổ nói. Mặt khác đệ vừa mới nhận được tin tức, phi linh môn hiện tại xuất hiện một linh vũ đại đế, có đế giả tọa trấn thì đệ càng khó có thể ra tay được. Nhưng mà Thanh Long tộc có lẽ cũng không có biện pháp gì khác, trước mắt tiểu tử kia hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Xuất hiện đế giả sao? Quả thực khó mà tưởng tượng nổi, đã lâu không có đế giả xuất hiện rồi. Trong thạch thất, thanh âm kia có chút kinh ngạc. Trong đình viện, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này đã bắt đầu khôi phục, đồng thời trong lúc mơ hồ còn được tăng cường. Quang mang năm loại thuộc tính quanh thân cũng càng ngày càng đậm, ở bên ngoài quang mang năm loại thuộc tính còn có một vòng quang cháo bằng linh lực. Trong thế giới trống rỗng giống như hỗn độn kia Lục Lâm Thiên một mực tìm nơi thoát ra. Không biết từ khi nào hắn tiến vào một loại trạng thái giống như vô tự thiên thư, bắt đầu chìm đắm vào bên trong. Năng lượng năm loại thuộc tính quanh thân Lục Lâm Thiên càng ngày càng đậm, cùng với quang mang linh lực quanh quẩn chung quanh thân thể. Dưới sự vận chuyển của âm dương linh vũ quyết, trực tiếp luyện hóa hai cỗ năng lượng chân khí trong cơ thể. Đan điền một lần nữa khôi phục, vũ đan ngũ sắc được tẩm bổ, mặt ngoài khô nứt đã bắt đầu khôi phục lại vẻ sáng bóng trước đó, cuối cùng chỉ còn một vết nứt nhàn nhạt, cũng đang được chữa trị. Trong nháy mắt, thời gian lần nữa trôi qua một năm. Cách thời điểm linh vũ giới bị tổn thương ở phi linh môn đã là một năm lẻ mười ngày. Cổ vực và Đông Hải còn có đại lục linh vũ triệt để tương liên. Người tiến vào đường hầm không gian cuồn cuộn không dứt. Thời gian trôi qua, mặc kệ là phi linh môn, chuyện thiên môn cốc và địa viêm đảo bắt đầu rơi vào quên lãng, dù sao đối với đại bộ phận mọi người mà nói, mặc kệ đám đại môn đại phái xảy ra chuyện lớn gì cũng chỉ làm đề tài cho mọi người nói ra nói vào mà thôi. Đối với bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng chân chính, cũng không có quan hệ trực tiếp quá lớn với bọn họ. Mà gần đây lại có một chuyện trở thành đề tài cho mọi người. Có người nói Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, còn có Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo cùng với Huyễn Hồn Môn, Quy Nguyên Môn, Địa Linh Môn, Huyền Sơn Môn, mấy thế lực siêu cấp này có ý định kết minh, đang trong quá trình thương thảo. Mười thế lực siêu cấp trong Đông Hải, Cổ Vực, Đại Lục Linh Vũ kết minh khiến cho mọi người nghĩ tới Phi Linh Môn. Khi trước Phi Linh Môn liên thủ với Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn cùng nhau đối phó với ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang. Đồn rằng khi trước đám sơn môn Thần Kim Các cũng đã đối phó với Phi Linh Môn cho nên mấy sơn môn này mới kết minh với nhau. Mà đối với Huyễn Hồn Môn, Quy Nguyên Môn cùng các sơn môn khác trên đại lục Linh Vũ mà nói Phi Linh Môn kết minh với Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, còn có thế lực trong Đông Hải vô hình chung đã tạo thành uy hiếp cho bọn họ, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ kết minh với nhau. Những sơn môn này kết minh thế nhưng Vạn Thú Tông và Thiên Kiếm Môn lại không có động tĩnh gì. Ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo kết minh cùng đám sơn môn Nguyệt Long Các, Huyễn Hồn Môn, thanh danh dường như cũng vì thế mà tăng lên một chút. Mười sơn môn liên thủ quả thực chính là một cỗ thế lực lớn. Mà Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, coi như thêm bốn sơn môn Thiên Vân Đảo trong Đông Hải cũng chỉ có bảy, thêm Thánh Linh Giáo mới là tám. Nhìn qua quả thực có chút yếu thế. Trên phương diện khí thế ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang một lần nữa lại hơn không ít. Không âm thầm mà mười sơn môn rầm rộ kết minh, mười người đứng đầu cùng với cường giả trong các sơn môn đi tới địa linh môn trên đại lục Linh Vũ, tin tức cũng nhanh chóng truyền đi. Mười sơn môn kết minh làm cho người ta không khó nhận ra, đây là hành động nhằm vào Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông,
cùng với mấy sơn môn còn lại. 10 sơn môn này kết minh rầm rộ như vậy khiến cho Nhật Sát Các cùng Thiên Vân Đảo và các sơn môn khác lo lắng, đều phái người tới tìm Lục Lâm Thiên. Thế nhưng cũng không gặp được Lục Lâm Thiên mà chỉ nhận được câu trả lời là Lục Lâm Thiên đang bế quan. Hai người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên biết tình huống hiện tại của Lục Lâm Thiên, phái người thân tín tới Phi Linh Môn mấy lần thế nhưng cũng không có kết quả gì. Phi Linh Môn tuyên bố, đoạn thời gian gần đây sẽ chọn ra 20 đệ tử cùng với đệ tử của Thiên Vân Đảo, Thánh Linh Giáo, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang thi đấu. Người thắng lợi sẽ nhận được cơ hội đi vào mật địa tu luyện. Tin tức này như sấm nổ bên tai tất cả đệ tử Phi Linh Môn. Tiến vào top 20 là có cơ hội, chỉ là cơ hội lần này chỉ có đệ tử thân truyền nhận được mà thôi. Mà trước thi đấu trong đám đệ tử trẻ tuổi cũng sẽ có một lần thi đấu, lần nữa chọn ra một ít đệ tử thân truyền, cuối cùng từ trong đệ tử thân truyền chọn ra 20 đệ tử thân truyền so đấu cùng đệ tử các sơn môn khác. Lần này không chỉ liên quan tới cơ hội tiến vào mật địa mà còn liên quan tới mặt mũi, cho nên tất cả đệ tử Phi Linh Môn đều vô cùng chăm chỉ, chung quy cũng không thể mất mặt trước những sơn môn khác. Đệ tử bình thường gần đây đều chăm chú tu luyện, lần này lại có một cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, ai cũng không muốn bỏ qua. Nếu như bỏ lỡ sau này sợ rằng sẽ không có cơ hội nữa. Tới lúc này những ánh mắt đổ dồn lên người Niếp Phong đã không còn bao nhiêu nữa. Chỉ có lần khảo thí đầu tiên là thắng, 5 lần kế tiếp Niếp Phong đều bại trận, mỗi một lần chênh lệch càng lớn. Thế cho nên hiện tại chấp sự cũng không còn niềm tin vào hắn nữa. Niếp Phong ngoại trừ thân thể cực kỳ rắn chắc và thần lực trời sinh ra, chung quy vẫn chỉ là người thường mà thôi. Mà những đệ tử khác càng ngày càng mạnh, chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiện tại ngay cả trong đám đệ tử bình thường cũng có không ít người đột phá lên vũ sư, về phần linh giả thì có không ít người có vận khí khá tốt, trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Chênh lệch càng lớn, hiện tại Niếp Phong này trong Phi Linh Môn cũng không có ai quan tâm tới hắn, chỉ là ngại thân phận đệ tử trưởng môn cho nên bình thường cũng có một ít người nói chuyện một chút với hắn, lễ phép xưng một tiếng sư huynh. Người không lễ phép thì trực tiếp không để ý tới Niếp Phong. Mà Niếp Phong cũng rất ít xuất hiện, đều ở trong đình viện ở hậu sơn của mình không ra, cũng không ai biết hắn đang làm cái gì. Tiểu tử, ta cầu xin tha thứ có được không? Ngươi đừng tới tìm ta nữa. Trong một đình viện, Thiên Độc Yêu Long nhìn Tiểu Bất Điểm trước người cầu xin tha thứ nói. Tiểu tử phía trước mắt hắn lúc này đã gần 2 tuổi, trên người mặc một bộ cẩm bào, cũng có vẻ có chút lôi thôi, giống như vừa mới lăn lộn trên mặt đất, mái tóc cũng rối, bàn tay nhỏ bé không biết làm gì mà đen thui. Nhưng mà cho dù bộ dáng hiện tại là như vậy cũng không thể che giấu sự khả ái của tiểu gia hỏa này, trên khuôn mặt ửng hồng kia có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Trong con mắt to, con ngươi đen tuyền giống như là đang nói chuyện, nhìn qua có chút nhanh nhẹn. Mà khóe miệng, bình thường muốn gây phiền phức cho ai đó thì cái miệng sẽ nhếch lên nở nụ cười tà dị. Nhìn thấy nụ cười này tất cả mọi người sẽ lập tức thối lui, miễn chọc vào tiểu gia hỏa này. Lúc này tiểu gia hỏa này đang dùng ánh mắt tà dị kia nhìn chằm chằm vào Thiên Độc Yêu Long, trong mắt không có ý tốt cho nên mới khiến cho Thiên Độc Yêu Long nói như vậy. Bằng vào 2 năm kinh nghiệm nhìn tiểu tử này lớn lên của hắn, tiểu gia hỏa lúc này tuyệt đối không có ý tốt với hắn, lại không biết tiểu tử này lại có chủ ý quái quỷ gì. Mới có 2 tuổi mà hiện tại giống như đã thành tinh vậy. Mà tiểu này cũng làm cho không ít người kinh ngạc, 7-8 tháng đã biết đi, không đến 10 tháng là biết nói. Từ sau 10 tháng trở đi bình thường sẽ tự mình trốn ra ngoài chơi, sau đó lại mặt mũi bầm dập trở về, cũng không khóc lóc, ngủ một giấc là đâu lại vào đấy. Hiện tại mới có 2 tuổi mà đã giống như đứa trẻ 4-5 tuổi, vô cùng quỷ quái, một khi muốn thứ gì đó sẽ không từ mọi thủ đoạn. Nhưng mà tiểu gia hỏa này cũng sợ hai người, người thứ nhất chính là Nam Thúc. Nhìn thấy Nam Thúc thì nó lập tức thành thật, ngoan một cách không bình thường, quả thực chính là một đứa trẻ ngoan nhất thế giới này. Bởi vì tiểu gia hỏa này cũng biết nếu như nó không nghe lời thì sẽ chịu khổ. Nếu ngoan thì chuyện gì cũng không quản. Vì vậy mỗi lần vừa thấy thì lập tức giả bộ nhu thuận không gì sánh được, giống như là một người khác vậy. Mà một người khác đương nhiên chính là La Lan Thị, đối với La Lan Thị không phải là nó sợ mà là vô cùng thân thiết, cũng nghe lời nhất khiến cho La Lan Thị càng thương yêu tiểu gia hỏa này hơn. Bình thường cũng hay nói với Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh, chờ sau khi Lục Lâm Thiên tỉnh lại nhất định phải sinh mấy đứa cháu cho nàng. Điều này làm cho hai nàng vô cùng bất đắc dĩ. Gần đây mẫu thân giống như nghiện bế trẻ con vậy, hai nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, cũng không dám nói một tiếng nào.
Lúc này tiểu tử kia nhìn Thiên Độc Yêu Long mỉm cười nói. Độc Long bá bá, hôm nay con không đến rượt dâu người đâu, người không cần lo lắng. Nhìn biểu tình trên mặt Thiên Độc Yêu Long, tiểu tử kia tức thì giả bộ ra vẻ vô hại nói. Vậy ngươi đến đây làm gì? Thiên Độc Yêu Long nghi hoặc nhìn tiểu tử kia, từ kinh nghiệm của hắn mà nói, nhất định phải đề phòng tiểu gia hỏa này. Hắc hắc, tiểu tử kia nháy mắt, hai tay vỗ vào trên bộ cẩm bào, nhìn Thiên Độc Yêu Long rồi nói. Bảo Nhi và Bối Nhi không chơi với con, vừa nhìn thấy con liền chạy. Con lại không thể đuổi kịp bọn họ, người có thể bắt bọn họ cho con được không? Ai dám chơi với ngươi chứ? Thiên Độc Yêu Long thầm nói, ngoài miệng cũng không dám đắc tội tiểu tử này, nói. Ta cũng không có cách nào a, cha và mẫu thân của chúng quá lợi hại, ta cũng không thể trêu vào. Thật vô dụng, tự con đi tìm bọn họ vậy. Vừa nghe thấy Thiên Độc Yêu Long không dám giúp, tiểu gia hỏa này lập tức trở mặt, khinh thường nhìn Thiên Độc Yêu Long, hai tay vắt sau lưng rời đi, cũng không thèm nhìn Thiên Độc Yêu Long một chút nào. Ai ui! Tiểu gia hỏa này không biết bước đi như thế nào hay là vấp phải tảng đá hoặc hố nhỏ gì mà lập tức ngã xuống mặt đất. Khi đứng lên mặt mũi đã đầy bụi, hoàn toàn giống như mèo tam hoa. Khục khục! Thiên Độc Yêu Long tức thì nở nụ cười, có thể nhìn thấy kết cục của tiểu gia hỏa này như vậy khiến cho hắn vô cùng vui vẻ. Bá bá cười cái gì? Cẩn thận con nói cho Như Hoa Thẩm, bảo bá bá bắt nạt con. Tiểu tử kia nhìn thấy Thiên Độc Yêu Long đang chê cười nó lập tức chu miệng uy hiếp. Đừng, ta không cười nữa là được chứ gì. Thiên Độc Yêu Long đang đắc ý cười lập tức không cười nổi nữa. Mùa xuân trôi qua, một lần nữa mùa hạ lại tới. Trên đại điện có không ít cây cối vô danh làm nổi bật lên màu xanh ngắn. Sáng sớm, khắp sơn mạch Vũ Đô đều được một làn sương mỏng bao phủ, trong không gian có gió mát thổi qua mang theo cảm giác ẩm ướt. Từng hàng cây chập chờn trong gió. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá chiếu xuống. Trong sơn mạch, rừng cây dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu một màu xanh ngắt. Mà trên toàn bộ sơn mạch Vũ Đô, trong không gian có một tầng sương mù màu trắng, một cơn gió mát mẻ quanh quẩn trong rừng cây. Ngoài sơn mạch Vũ Đô, phương viên trăm dặm chung quanh Phi Linh Môn hiện tại đã trở thành nơi có giao thương, mậu dịch lớn nhất của toàn bộ cổ vực, Đông Hải và Đại Lục Linh Vũ. Trong phương viên trăm dặm lúc này chính là nơi chạm vào có thể bỏng tay. Trình độ phồn hoa sợ rằng đủ để so sánh với toàn bộ những nơi khác trên đại lục. Đương nhiên, trong đó có công lớn nhất của đường hầm không gian, hấp dẫn vô số người tới. Trong sơn mạch Vũ Đô, đầu ra bên này của đường hầm không gian có hai đạo thân ảnh bước ra. Một nam một nữ, nữ có một mái tóc dài màu đen, khuôn mặt tròn, đôi mắt đen nhanh, tuổi chừng 23-24. Màu da như tuyết trên má có má lúm đồng tiền, nhìn qua giống như ngại ngùng, vô cùng thanh tú. Bên cạnh nàng là một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, thân hình có chút gầy gò, rắn chắn, dưới hai hàng lông mày dài mà đen chính là đôi mắt to. Trong ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị mà người thường khó có được. 15-16 tuổi mà đã có dáng vẻ tuấn tú phong lưu, sợ rằng sẽ làm cho không ít thiếu nữ say mê. Hai người này là người của Đoan Mộc gia trên Lưu Tô Đảo, chính là Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí. Hai người ở Đoan Mộc gia chờ Lục Lâm Thiên dẫn hai người đi tới Phi Linh Môn thế nhưng mãi không thấy đâu. Sau đó lại nghe khắp nơi bàn tán về chuyện Linh Vũ Chiến Vương bọn họ mới biết được Lục Lâm Thiên đã trở về cổ vực. Gần đây lại có đường hầm không gian nối liền thành Ma Vân cùng với sơn mạch Vũ Đô cho nên hai người quyết định đi tới Phi Linh Môn. Hai người rời khỏi đường hầm không gian, sau khi hỏi rõ phương hướng lập tức đi về phía Phi Linh Môn. Tỷ tỷ, Lục Đại ca có phải đã quên chúng ta rồi không? Huynh ấy nói mang đệ tới cổ vực thế nhưng hiện tại lại không tới. Hiện tại Đoan Mộc Hồng Chí so với khi trước cao hơn không ít, khí tức lúc này cũng mạnh hơn trước nhiều. Thân là vũ giả tam hệ, thiên phú cũng rất mạnh mẽ. Tuổi còn nhỏ mã đã gặp đả kích lớn, phụ thân rời khỏi trần thế, bản thân lại trở thành phế nhân. Hai loại đả kích này hắn đã trải qua, hơn nữa lại có tâm trí bất phàm cùng với lực nhẫn nại hơn hẳn thường nhân, tiền đồ không thể hạn lượng. Mà tiền đồ mấy năm nay cũng đã bắt đầu thể hiện ra. Tuy rằng tuổi chưa tới 16 thế nhưng đã sớm đột phá vũ phách, ngưng tụ vũ đan. Phi Linh Môn của Lục Đại ca gần đây xảy ra không ít chuyện, có lẽ bởi vì thế cho nên mới không mang chúng ta tới. Phía trước không xa chính là Phi Linh Môn, chúng ta sắp gặp được lão tổ rồi. Đoan Mộc Y Y mặc một bộ y phục màu xanh,
bộ ngực như ẩn như hiện bị bộ váy che khuất, bên hông còn có đai lưng màu xanh, bộ ngực so với năm đó dường như còn có thêm vài phần quyến rũ, bắt đầu thành thục chín muồi. Đúng vậy, đệ sắp gặp được lão tổ rồi. Đệ đã tra qua, khi trước khung thiên lão tổ chính là thánh thủ linh tôn ngang dọc đại lục mấy nghìn năm trước, lại là giáo chủ đầu tiên của thánh linh giáo. Đoan Mộc Hồng Chí vừa nghĩ tới việc sắp có thể gặp khung thiên lão tổ, trong lòng không nhịn được mà bắt đầu kích động. Đúng vậy, sắp gặp được lão tổ rồi. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Đoan Mộc Y Y gọi là linh thú tỏa kỵ rồi phóng về phía phi linh môn. Ngoài phi linh môn, dòng người vẫn đông đảo như cũ, người của các thế lực đi tới phi linh mỗi ngày đều nối liền không dứt. Đương nhiên có thể tiến vào phi linh môn cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Các ngươi là người môn phái nào, đến phi linh môn có việc gì? Ngoài phi linh môn, một đệ tử nhìn Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí rồi hỏi. Nhìn hai người khí độ bất phàm, hơn nữa lại thêm dung nhan tuyệt mỹ của Đoan Mộc Y Y, vừa xuất hiện khiến cho không ít người nhìn vào, ánh mắt lưu luyến không muốn rời đi. Chúng ta đến tìm Lục Đại Ca. Đoan Mộc Hồng Chí nói. Ai là Lục Đại Ca? Đệ tử phi linh môn này hỏi, thấy khí độ của hai người bất phàm cho nên hắn cũng không dám đánh mất lễ nghĩ của phi linh môn. Thì chính là trưởng môn Lục Lâm Thiên của các ngươi chính là Lục Đại Ca. Đoan Mộc Hồng Chí nói. Vậy thì hai vị chờ một chút, ta đi thông báo. Đệ tử này vừa nghe nói hai người tới tìm trưởng môn lập tức khách khí, xưng hô cũng không giống trước. Không cần thông báo, còn không mau mời Đoan Mộc tiểu thư đi vào. Lúc này một thanh âm mềm mại vang lên, Lục Tâm Đồng mỉm cười xuất hiện ngoài phi linh môn. Ngoại trừ Lục Tâm Đồng ra còn hai người Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Lăng, mặt khác còn có tiểu gia hỏa kia. Tâm Đồng. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng, Đoan Mộc Y Y khẽ mỉm cười, sau đó hai nàng ôm nhau. Tiểu gia hỏa kia gặp mỹ nữ mới tức thì sáng mắt, bắt đầu giả bộ ngoan ngoãn. Nhìn Đoan Mộc Y Y, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh cũng chú ý, sau đó được Lục Tâm Đồng giới thiệu một phen. Tiểu thư Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông, tiểu thư Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn, hôn thê của Lục Đại Ca, tiểu muội đã sớm nghe nói qua về hai vị, lần này may mắn có thể gặp được hai vị tiểu thư. Đoan Mộc Y Y mỉm cười, ánh mắt len lén biến đổi, không khỏi nhìn kỹ hai nàng vài lần. Hai nữ tử tuyệt mỹ này chính là hôn thê của Lục Đại Ca, quả thực giống như lời đồn, đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Y Y tiểu thư khách khí rồi. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói. Nhìn Đoan Mộc Y Y, trong lòng dường như có một chút gì đó, nữ tử này thanh thú, thoát tục giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, lại có vẻ đoan trang cao quý, yêu nhã, khiến cho trong lòng hai nàng không khỏi có một chút cảm giác kỳ diệu khó hiểu. Một lát sau, Đoan Mộc Y Y mới nói rõ ý đồ tới. Lục Tâm Đồng cũng đã sớm biết quan hệ giữa Đoan Mộc gia tộc và Thánh Thủ Linh Tôn cho nên nhờ Hắc Vũ thông báo cho Thánh Thủ Linh Tôn. Trong một đình viện, Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí vừa thấp thỏm lại có chút kích động. Y Y tiểu thư, Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối ở bên trong, vào đi. Lục Tâm Đồng nói với hai người, nhanh chóng sắp xếp cho hai người tiến vào gặp mặt Thánh Thủ Linh Tôn. Hai người khẽ gật đầu, lập tức tiến vào trong phòng. Trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, một thân ảnh già nua hư ảo xuất hiện trong phòng. Mặc dù là linh hồn thể, thế nhưng cỗ khí thế vô hình kia khiến cho không có mấy người trên đời dám khinh thường. Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Hồng Chí tiến vào trong phòng, ánh mắt lập tức nhìn vào đạo thân ảnh này, hai người đều có chút sửng sốt. Đây là vị cường giả đỉnh cấp ngang dọc đại lục, cũng là lão tổ của Đoan Mộc gia sao? Đây là vị lão tổ mà hai người ngày nào cũng muốn gặp, thế nhưng lúc này thực sự gặp được thì lại đờ người ra. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn hai người, ánh mắt hiền từ. Từ trong miệng Lục Lâm Thiên hắn cũng biết được tình huống của Đoan Mộc gia tộc, còn có hai tỷ đệ này. Mấy nghìn năm không trở về Đoan Mộc gia, hắn chưa có lúc nào không thôi lo lắng cho nên mới phái Lục Lâm Thiên đi tới Lưu Tô Đảo. Mấy nghìn năm rồi rốt cuộc đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hậu nhân của Đoan Mộc gia. Lại là hai hậu nhân không tầm thường, trong lòng không khỏi có chút rung động. Hậu nhân Đoan Mộc gia, ra mắt lão tổ. Đoan Mộc Y Y lập tức run rẩy quỳ xuống hành lễ. Từ sau khi phụ thân bị ám hại, nàng đau khổ trèo chống Đoan Mộc gia, ngay trong lúc tuyệt vọng lại gặp được đệ tử của lão tổ là Lục Đại Ca. Lúc này trước mặt lão tổ, áp lực mà mấy năm nay nàng phải chịu trong nháy mắt đều được thả ra. Có vị lão tổ này còn tại thế, Đoan Mộc gia sau này sẽ bình yên vô sự. Ra mắt lão tổ,
Đoan Mộc Hồng Chí cũng cung kính quỳ gối trên mặt đất hành lễ, cái đầu ngẩng lên, hai mắt nhìn chăm chú vào vị lão tổ trước mắt, đây là vị lão tổ ngang dọc đại lục khi trước sao? Hai tiểu gia hỏa, đứng lên đi. Thánh thủ Linh Tôn nói, cánh tay đánh ra một đạo lực lượng vô hình trực tiếp nâng hai người dậy, hắn nhìn hai người rồi nói. Phải trèo chống Đoan Mộc gia quả thực làm khổ các ngươi rồi. Có thể có được hậu nhân như các ngươi coi như là hy vọng truyền thừa của Đoan Mộc gia chúng ta. Lão tổ ta cũng vui mừng. Không khổ cực, thân là một thành viên trong Đoan Mộc gia, đương nhiên phải xuất lực vì Đoan Mộc gia. Đoan Mộc Y Y nói. Được rồi, các ngươi không cần câu nệ, nhanh nói tình huống hiện tại của Đoan Mộc gia cho lão tổ nghe một chút. Thánh thủ Linh Tôn hiền từ nói, hai hậu bối này không biết là hậu bối đời thứ bao nhiêu của hắn, thế nhưng trên người cũng chảy huyết mạch của Đoan Mộc gia cho nên lúc này cũng hiền từ hiếm thấy. Đoan Mộc Y Y lập tức nói một chút tình hình gần đây của Đoan Mộc gia cho Thánh thủ Linh Tôn nghe. Đoan Mộc Hồng Chí thì không ngừng đánh giá vị lão tổ trước mắt, trong lòng đang không ngừng nghĩ cách để vị lão tổ này dạy dỗ mình. Tâm tư của Đoan Mộc Hồng Chí làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Thánh thủ Linh Tôn, thấy hậu nhân thiên phú không tồi cho nên cũng vui vẻ dạy dỗ hắn một chút. Tuy rằng Thánh thủ Linh Tôn không phải là vũ giả, thế nhưng tới loại cấp bậc như của Thánh thủ Linh Tôn hiện tại, tuyệt đối có thể dạy dỗ không ít. Bởi vậy Thánh thủ Linh Tôn để hai người lại phi linh môn một đoạn thời gian, vừa vặn gần đây có chút thời gian cho nên dạy dỗ hai người. Còn có Đoan Mộc Y Y, Thánh thủ Linh Tôn thấy thiên phú của nàng cũng không yếu, lại là hậu nhân của bản thân, đương nhiên vui lòng chỉ dạy một phen. Nghe nói lão tổ sẽ dạy dỗ, hai tỷ đệ Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí tức thì vui vẻ dập đầu, có thể được lão tổ dạy dỗ, đương nhiên không phải tầm thường. Những ngày kế tiếp Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí đều ở lại Phi Linh Môn. Đoan Mộc Hồng Chí càng thêm khắc khổ tu luyện, lại được lão tổ tự mình chỉ điểm, tiến bộ vô cùng kinh người. Thánh thủ Linh Tôn cũng không có khách khí, muốn lấy hai khỏa diễn linh thánh quả trên người thôi hồn độc vương đông vô mệnh đưa cho Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí phục dụng. Thánh thủ Linh Tôn muốn diễn linh thánh quả, thôi hồn độc vương đông vô mệnh đương nhiên không có một chút ý kiến nào. Đây chính là sư phụ của Lục Lâm Thiên. Thánh thủ Linh Tôn lấy hai khỏa diễn linh thánh quả trong tay thôi hồn độc vương đông vô mệnh cũng không để cho hắn chịu thiệt. Trên phương diện tu luyện cố ý giảng giải không ít tâm đắc tu luyện khiến cho thôi hồn độc vương đông vô mệnh nhận được rất nhiều chỗ tốt. Thời gian trôi qua cực nhanh, Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí trong nháy mắt đã ở lại Phi Linh Môn được 2 tháng. Trong 2 tháng qua, hai người Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí tiến bộ không ít, ở trong Phi Linh Môn đã quen dần. Cũng không xa lạ với đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nữa. Bình thường Đoan Mộc Y Y thường hẹn mấy nàng mua sắm. Nữ nhân thường thường đều như vậy. Ban đầu là kẻ xa lạ, chỉ cần một ngày đã trở nên quen thuộc, giống như biến thành một người khác vậy. Mà Đoan Mộc Hồng Chí ngoài tu luyện chính là tu luyện, trên phương diện tu luyện so với Đoan Mộc Y Y còn chăm chú nhiều hơn. Trong Phi Linh Môn, tỷ thí lựa chọn đệ tử thân truyền lần thứ 2 đã kết thúc. Có 30 mấy người được trưởng lão, hộ pháp nhìn chúng, trở thành đệ tử thân truyền mà bao người tha thiết mơ ước. Đương nhiên, đãi ngộ của đệ tử thân truyền đều như nhau, chỉ là đây cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Trên thực tế ai cũng biết đãi ngộ của đệ tử thân truyền không giống nhau. Nếu như nhận được một vị sư phụ tốt thì đãi ngộ sẽ mạnh hơn nhiều, vô hình chung địa vị cũng không giống nữa. Ví dụ như đệ tử của một tôn sứ hộ môn và một đệ tử của hộ pháp, chấp sự. Đều là đệ tử thân truyền, thế nhưng đãi ngộ và địa vị trong Phi Linh Môn vô hình chung có khác biệt. Lúc tuyển chọn đệ tử thân truyền, tất cả đệ tử thân truyền trẻ tuổi đều phô diễn tất cả sức mạnh của mình, bởi vì không bao lâu nữa sẽ diễn ra tỷ thí tranh giành cơ hội đi mật địa tu luyện. Mà chỉ có 20 người top đầu mới có tư cách tranh đoạt. Nghe nói sau khi đi vào có thể nhận được không ít chỗ tốt. Tất cả đệ tử thân truyền đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Phanh phanh. Trong đình viện ở Hậu Sơn, Niếp Phong cởi y phục lộ ra cơ thể rắn chắc, từng quyền đánh vào một cây đại thụ che trời, mỗi một quyền đều khiến cho đại thụ lay động. Niếp Phong ca ca, cố gắng lên. Tiểu tử kia không biết từ khi nào đã chạy tới Hậu Sơn. Quan trọng là lúc này tiểu gia hỏa này không ngờ lại ngồi trên cây đại thụ che trời, đang lắc lư cái đầu nhìn xuống Niếp Phong, vẻ mặt vô cùng thích thú, nếu như La Lan thì gặp được cảnh này sợ rằng sẽ bị dọa cho sợ hãi. Bên người tiểu tử kia lúc này có 2 con rắn nhỏ, lúc này 2 con rắn nhỏ này cũng đang nhìn Niếp Phong. Niếp Phong, ta nghe nói mấy ngày nữa đệ tử thân truyền sẽ thi đấu,
20 người tiến vào top 20 sẽ có cơ hội tiến vào mật địa tu luyện, người có nắm chắc hay không? Bảo Nhi hỏi Niếp Phong. Không, ngay cả đệ tử bình thường ta cũng không đánh lại, đối phó với đệ tử thân truyền càng không được. Ta không nghĩ tới. Niếp Phong ngừng đánh vào đại thụ, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Thực lực của mình như thế nào hắn biết rõ, hắn vẫn không thể trở thành vũ giả thì đã mất đi năng lực cạnh tranh với người khác. Cái gì là đấu, ăn có ngon hay không? Tiểu tử kia vô cùng hứng thú, tức thì nháy đôi mắt to hỏi Bảo Nhi và Bố Nhi, vì để Bảo Nhi cùng Bố Nhi chơi với mình, chiêu gì nó cũng dùng tới, uy bức, lợi dụ, thậm chí còn khóc lóc, còn tìm Bàn Hủy và Bàn Vân cáo trạng, thế nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Ai bảo tiểu gia hỏa này lần đầu tiên gặp mặt đã định nhổ long lân của bọn họ, cho nên bọn họ không thèm để ý tới tiểu gia hỏa này. Cuối cùng tiểu gia hỏa này rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất đòn sát thủ. Cũng không biết là ai bày mưu cho nó, không ngờ lại cầm vài khỏa yêu linh đan trong tay, mê hoặc Bảo Nhi và Bố Nhi cho nên Bảo Nhi và Bố Nhi mới thỏa hiệp. Tiểu hài tử xấu xa như ngươi thì hiểu cái gì? Bảo Nhi trừng mắt liếc nhìn tiểu tử kia, nếu không phải vì yêu linh đan thì nó đã không thèm nhìn tiểu gia hỏa này rồi. Ta không phải là tiểu hài tử xấu xa, nãi nãi nói ta hiểu chuyện sớm. Tiểu gia hỏa kia lập tức phản bác. Vậy thì cũng là một tiểu hài tử xấu xa. Bảo Nhi cũng không có khách khí, tiếp tục trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa kia. Ầm ầm. Lúc này, Bảo Nhi vừa nói xong thì mặt đất ầm ầm run rẩy, đại thụ lay động, tiểu gia hỏa kia thiếu chút nữa đã từ trên cây ngã xuống. Hù chết cục cưng ta rồi, chuyện gì xảy ra thế? Tiểu gia hỏa nhìn chung quanh, lập tức nói với Niếp Phong. Niếp Phong ca ca, có phải là do huynh làm hay không? Đối với Niếp Phong, tiểu tử này ai cũng bắt nạt được duy chỉ có Niếp Phong là không. Dường như nó biết Niếp Phong thành thật, đối với nó cũng tốt, cho nên có đôi khi nó tình nguyện để mình bắt nạt Niếp Phong chứ không cho phép người khác bắt nạt Niếp Phong. Không phải ta. Niếp Phong nói, lúc này hắn cũng đang đánh giá bốn phía, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguy hiểm, chúng ta xuống phía dưới. Bố Nhi khẽ quẫy đuôi cuốn tiểu gia hỏa kia lại sau đó đáp xuống mặt đất. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía. Mau nhìn, có năng lượng hội tụ. Lúc này Bảo Nhi cũng đáp xuống mặt đất, nhìn ngọn núi trước mặt. Lúc này ngọn núi kia không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức xuất hiện năng lượng trong thiên địa. Ầm ầm. Niếp Phong, Bố Nhi cùng Bảo Nhi nhìn về ngọn núi phía xa, lúc này năng lượng thiên địa đã bắt đầu cuồn cuộn. Cùng lúc đó bên trong Phi Linh Môn, không ít thân ảnh đồng thời xuất hiện trên không trung. Ánh mắt mọi người nhìn kỹ về phía nơi năng lượng hội tụ, mà nơi ba động vừa rồi cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Trong đình viện, ngũ sắc quang mang quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này quanh quẩn, một cỗ năng lượng thiên địa bắt đầu hội tụ tới. Năng lượng ba động, trong bầu trời bắt đầu có một lượng lớn năng lượng thiên địa kéo tới. Năng lượng thiên địa càng đậm, càng lúc càng mạnh mẽ. Trong nháy mắt ngắn ngủi năng lượng hùng hậu hội tụ. Lập tức hóa thành vòng xoáy chậm rãi xoay tròn trên không trung, khiến toàn bộ hậu sơn Phi Linh Môn lúc này giống như phong vân biến sắc. Năng lượng bàng bạc lúc này đều quay chung quanh ngọn núi kia. Trong đình viện cứ một lát lại có thêm một cỗ năng lượng cuồn cuộn không ngừng dẫn dắt năng lượng thiên địa trên bầu trời tiến vào bên trong. Vòng xoáy bằng năng lượng trên bầu trời càng lúc càng kịch liệt. Năng lượng gào thét khiến cho không trung rung động. Khí tức cường hãn tràn ra chung quanh khiến cho trong lòng mọi người không khỏi run lên. Tim cũng đập nhanh hơn, khí tức kia lúc này cũng đang nhanh chóng kéo lên. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ ngọn núi phía trước bỗng nhiên rung chuyển. Một cỗ khí tức mới lạ bắt đầu kéo lên tới đỉnh điểm. Tiếp đó, trong đình viện đột nhiên có một vòng quang mang ngũ sắc phóng lên cao. Quang mang ngũ sắc này phóng lên cao, còn mang theo một cỗ năng lượng ngập trời bao phủ. Gợn sóng trong không gian chung quanh trực tiếp bị đánh vỡ, khiến cho người khác nhìn vào tim không khỏi đập nhanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng thiên địa bàng bạc trong bầu trời trực tiếp rót vào trong quang mang ngũ sắc. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn giống như một cơn lốc, trong vòng xoáy bằng năng lượng giống như một cơn lốc này dường như có một đầu mãnh thú đang không ngừng điên cuồng thôn vệ năng lượng thiên địa. Một lát sau, trong vòng xoáy lớn này có một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn ra. Khí tức nhanh chóng kéo lên, vòng xoáy cũng ngày càng xoay tròn nhanh hơn. Siêu siêu. Khí tức kéo lên giống như trẻ tre, chỉ trong chốc lát lập tức có một cỗ khí tức bàng bạc từ trong vòng xoáy phóng lên cao.
khí tức này chấn động nhân tâm, người thực lực thấp một chút lập tức có cảm giác tâm thần rung động. Tất cả cường giả phi linh môn không khỏi sợ hãi than. Đám người phích lịch tôn giả, phong linh tôn giả nhìn nhau. Cỗ khí tức này ba động khiến cho ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bị áp chế trong vô hình. Không biết là ai đột phá mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy, giống như là đột phá tôn giả ngũ trọng, thậm chí là tôn giả lục trọng vậy. Cảm nhận khí tức mênh mông tràn ngập phía chân trời, cả phi linh môn phía xa đều bị kinh động. Không ít đệ tử nhao nhao chạy xa xem, trong đám người bắt đầu có thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Có cường giả đang đột phá. Khí tức thật mạnh, nếu như có một ngày ta có thể đạt được tới cấp độ này thì tốt rồi. Tiếng nghị luận trong đám người lúc này còn có thể mơ hồ nghe ra được bên trong có một ít rung động cùng hâm mộ. Giữa không trung, ba người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ xuất hiện, mắt nhìn phía trước, sắc mặt ba người đều có chút ngoài ý muốn. Hình như tiểu tử này tỉnh lại rồi. Nhìn phía trước, Thánh Thủ Linh Tôn nói. Còn đột phá Vũ Tôn nhị trọng, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Sợ rằng điều này ít nhiều cũng liên quan tới số chân khí mà tiểu tử này thôn vệ vào trong cơ thể, bằng không cũng không có cách nào đột phá. Nam Thúc nói. Chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi, mạng của tiểu gia hỏa này đúng không phải là cứng bình thường a. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Trên không trung lúc này cũng có không ít người xuất hiện, nhìn chăm chú về phía trước. Trong đó cũng có mấy người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh. Năng lượng bàng bạc cũng không rót vào bên dưới bao lâu. Một lúc sau, khi tia năng lượng trong thiên địa cuối cùng tiêu tán thì một thân ảnh hiện ra. Thân ảnh này được một vòng quang mang ngũ sắc bao phủ. Ngay trong ánh mắt chăm chú của mọi người, trong quang mang ngũ sắc, đạo thân ảnh màu xanh kia trong giây lát mở hai mắt ra. Tinh quang trong mắt bắn ra, đồng thời quang mang ngũ sắc quanh thân cũng được thu liễm vào trong cơ thể. Đây là Vũ Tôn nhị trọng sao? Cảm nhận loại cảm giác bao la, bành trướng trong đan điền, một ngụm chọc khí được Lục Lâm Thiên thở ra. Bây giờ hắn có cảm giác năng lượng trong cơ thể đủ để cho hắn tiêu hao không hết. Vũ Tôn nhị trọng cùng với Vũ Tôn nhất trọng là hai đẳng cấp khác biệt cực lớn. Trong hai đẳng cấp này, nếu như là người bình thường, căn bản không có cách nào vượt qua khoảng cách như vậy.